Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Holy Review. Nếu như chúng ta đã từng cười chảy nước mắt với những bộ phim thể loại ngọt sủng, người người nhà nhà vui vẻ như Đông Cung hay Châu Sinh Như Cố, vậy thì bạn chắc chắn không nên bỏ qua bộ phim mình sắp giới thiệu tới đây, bảo đảm chất lượng ngon từ thịt ngọt từ xương, liên tục gây sốt trong năm 2023 này. Tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đàm Đài Tẫn, chúng sinh lầm than, số người mất mạng không kể xiết. Cũng ngay lúc này, ma thần đã xuất hiện tại núi Bất Chiếu của phái Tiêu Dao Tông, nhằm chiếm lấy thần khí gương quá khứ, thứ có thể kết liễu ma thần trong tương lai. Chỉ với một cái búng tay, ma thần đã đánh tan lớp rào chắn của phái Tiêu Dao Tông. Trên phái Hành Dương Tông, Lê Tô Tô cùng với Công Giã đang cảm thấy lo lắng. Khi tiên môn chỉ còn lại hai tông phái, thì bản đồ tiên giới đã báo cáo cuộc tấn công của ma thần lên Tiêu Dao Tông. Trưởng môn của phái Tiêu Dao Tông cũng đã bị bắt trói. Thần khí gương quá khứ đã nằm trong tay thuộc hạ của ma thần. Tuy nhiên vẫn cần đến nội lực của tiên môn mới có thể sử dụng được thần khí này. Nên ma thần kêu Triệu Du hãy dùng tiên pháp của mình để mở nó ra và hắn sẽ không tàn phá Tiêu Dao Tông nữa. Lúc này Cù Huyền Tử và các đồng môn đã tiếp viện cho Tiêu Dao Tông. Ông là trưởng môn của Hành Dương Tông. Hai hộ pháp của ma thần là Tự Anh và Kinh Diệt lập tức bay đến nghênh chiến. Một bên Cù Huyền Tử dùng kiếm khí cố gắng cắt đứt dây xích. Các vị huynh đệ còn lại thì chống đỡ đòn tấn công của hai hộ pháp. Khi hai hộ pháp đánh bại các đồng môn khác cũng là lúc xích thiên cốt bị cắt đứt. Triệu Du lập tức dùng toàn bộ nội công của mình đấu với hai hộ pháp, khiến cả hai bị đẩy lùi về sau. Ma thần dùng nỏ đổ thần đánh dấu vào Triệu Du và Cù Huyền Tử. Thì chị đẹp Lê Tô Tô xuất hiện một cách hào nhoáng, khiến ma thần lần đầu tiên bị thương trong suốt 500 năm. Kinh Diệt ảo tưởng sức mạnh một mình bay đến đánh hai ông già. Đánh không lại còn bị lụm lại gương quá khứ. Triệu Du lập tức quăng nó cho Tô Tô, rồi giải tán mưu sinh, tất cả thân ai nấy lo mỗi người chạy một hướng. Vì đang giữ gương quá khứ nên Tô Tô là đối tượng bị truy bắt hàng đầu. Cô bị chặn đường bởi ma thần. 500 năm qua mỗi ngày ta đều phải dưỡng da để có gương mặt đẹp trai cửa này. Vậy mà ngươi dám làm mặt ta bị chảy, giờ ngươi muốn chết hay lấy ta làm chồng, nói một tiếng lẹ để ta còn biết đường mời thiệp đám cưới. Cả hai lao vào đánh với nhau, nhưng chưa đến nửa chiêu thì Tô Tô đã bị Đàm Đài Tẫn đánh bại, hắn bay đến bóp vào cổ Tô Tô. Cô đành để mặc hắn kết liễu, lúc này ấn chú trên trán cô đột nhiên phát sáng, làm cho ma thần bị đẩy ra xa, Tô Tô ngã xuống đất cùng với gương quá khứ, miệng cô chảy máu vô tình thấm vào gương quá khứ khiến nó được kích hoạt. Từ đó cô biết được gương quá khứ có khả năng thay đổi vận mệnh, mà cô chính là người được chọn. Ma thần vốn sinh ra không phải là ma, mà là người phàm, quá khứ của hắn từng trải qua đủ loại dày vò từ người khác. Để rồi ma tính thức tỉnh. Từ đó tâm ma đã hồi sinh ma thần. Thế nên chỉ cần ngăn chặn quá trình này thì sẽ hồi phục được sự bình yên của tam giới. Trở về hiện tại, gương quá khứ rơi xuống bể thành từng mảnh. Nhưng Tô Tô nhanh chóng thu về một mảnh của gương quá khứ. Nó bắt đầu kích hoạt một luồng sáng chuẩn bị đưa Tô Tô về môn phái. Ma thần tính dùng phép giết chết Tô Tô trước khi cô rời đi. Thì Công Giã xuất hiện, dùng thân mình để chặn ma thần lại. Hắn dùng kiếm đâm xuyên người Công Giã, anh ôm ma thần cùng nhau nhảy xuống vực. Tô Tô thì được đưa về Hành Dương Tông. Cô cho cha mình xem những hình ảnh về ma thần trong quá khứ thông qua gương quá khứ. Hiểu ra được mọi chuyện, cả hai quyết định thi triển trận pháp phá quang. Đây là phép thuật có thể đưa Tô Tô trở về 500 năm trước để tìm cách tiêu diệt ma thần. Tuy nhiên thời điểm đó, hắn chỉ là một người trần mắt thịt, nếu hắn chết đi, tà cốt sẽ lập tức thức tỉnh, lột xác thành ma. Nên việc ngăn cản anh trở thành ma thần thì có vẻ hợp lý hơn. Lúc này ma thần đã đánh tới bên ngoài cổng, kết giới bảo vệ Hành Dương Tông dễ dàng bị càn phá. Thì ra từ hàng vạn năm trước, trụ thần từng để lại lời tiên đoán. Ngày mà tất cả tiên môn bị phá hủy sẽ có người vào trận pháp phá quang. Để có thể thay đổi quá khứ để cứu lấy tương lai của chúng tiên, như vậy chính là ngày hôm nay. Triệu Du bắt đầu thi triển pháp thuật, còn Cù trưởng môn thì đi ra ngoài sống chết một phen với ma thần. Tất cả các đệ tử của Hành Dương Tông cùng thi triển phép thuật để mở một trận pháp, cố gắng khống chế ma thần. Nhưng vì ma thần quá mạnh, hắn dùng nỏ thần khí đánh dấu từng người trong số họ. Nên Tô Tô đã tận mắt chứng kiến cha mình và các sư huynh đệ trong môn phái phải bỏ mạng một cách thảm thương. Vẻ mặt của cô lúc này là tức giận không nói nên lời, còn về sau lúc mê trai thì chưa biết. Tô Tô ôm mối hận thù với Đàm Đài Tẫn mà ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Khi cô mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới đất, A Hoàng liên tục kêu cô tỉnh dậy. Cô là con gái của một tướng quân có tên là Diệp Tịch Vụ, Xuân Đào là nô tỳ của cô. Xuân Đào nói cho cô biết, lúc này hai người bị bọn thổ phỉ dí chạy nên mới rớt xuống đây. Bọn thổ phỉ bắt đầu đuổi đến, Tô Tô liền nắm tay Xuân Đào bay đi. Có điều cô nhảy tới nhảy lui chỉ giống con khỉ chứ bay thì không được. Chết quên đầu thai làm người phàm rồi, thôi chạy bộ cho lành. Chạy mệt quá cô đành lấy một khúc cây làm vũ khí, bọn thổ phỉ cũng đuổi kịp. Tụi bay ngon nhào vô kiếm ăn, một mình chị chấp hết. Bọn thổ phỉ xông đến tấn công cô, nhưng vì cơ thể Diệp Tịch Vụ chỉ là một cô gái người phàm, nên dù có chiêu thức, nhưng cô đánh chúng cứ như gãi ngứa. Thôi chạy tiếp, cô lại bị bọn chúng bao vây, trời ơi không lẽ mới đầu thai lại chuẩn bị đi đầu thai tiếp. Nhưng vào thời khắc nguy hiểm,
cô lại được trai đẹp đến cứu. Cô cứ tưởng là đại sư huynh Công Giã, nhưng không phải, người này chính là điện hạ Tiêu Lẫm. Thì ra trong quá khứ này, Diệp Tịch Vụ rất thích Tiêu Lẫm nhưng không thành, lại ganh ghét với tỷ tỷ của mình là Diệp Băng Thường. Vì tỷ tỷ của cô nhận được sự sủng ái của Tiêu Lẫm mà xô ngã người ta xuống hồ. Đám thổ phỉ ban nãy cũng chính là nhóm người được Diệp Tịch Vụ thuê đến, chủ yếu là muốn diễn một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, thì ra là để cua trai mà thôi. Toto không ngờ Diệp Tịch Vụ này lại thất đức mà còn mê trai đến như vậy. Trên đường về nhà, Xuân Đào đã kể lại hết hoàn cảnh cũng như tên người nhà của cô trong phủ tướng quân. Trở về Diệp gia, Toto mới biết một tin tức chấn động. Đại ma thần mà cô phải dùng mọi cách để tiêu diệt, giờ đây là chính là chồng của cô, Đạm Đài Tẫn. Má ơi, giờ phải ăn nằm với kẻ giết cha giết chú của mình. Nói chung là người giết cả họ nhà chị, giờ lại là chồng chị, mà người hắn ta sợ nhất cũng chính là chị. Vừa thấy hắn là cô nổi máu muốn giết ma thần liền, nhưng nhớ lại lời chú cô dặn, giết hắn lúc này là lập tức hắn lột xác thành ma thần. Nên phải tìm cách tiêu diệt ma cốt của hắn trước. Có điều nhìn tới nhìn lui không biết ma cốt nằm chỗ nào, chỉ thấy cái mặt đẹp trai quá giờ tính sao đây ta. Thì ra Đại Tẫn cũng là con của Hoàng thượng, nhưng Đại Tẫn lại chưa từng nhận được sự sủng ái của cha, ngược lại trước đó còn bị đối xử tệ bạc đưa đến cảnh quốc làm con tin. Dù đã trở thành nhị thiếu chủ của Diệp Phủ, nhưng anh vẫn bị xem thường chẳng khác nào một tên nô lệ. Còn về lý do Đạm Đài Tẫn quỳ trên băng thì chính là do cô phạt. Cũng bắt nguồn từ việc Tịch Vụ đẩy ngã tỷ tỷ của mình xuống hồ. Sau đó nghiệp tới quá nhanh nên chính mình cũng bị rơi xuống. Tiêu Lẫm nhảy xuống cứu Băng Thường thì không đáng nhắc đến. Mà ngay cả Đạm Đài Tẫn cũng quyết liệt cứu chị vợ. Thành ra Diệp Tịch Vụ trước kia cảm thấy giận tím người. Bắt phu quân của mình quỳ 3 ngày 3 đêm, Tịch Vụ mến mộ anh rể, Đài Tẫn để ý chị dâu, sao tình yêu này nó giống cái bồn binh vậy trời. Thì ra do Diệp tướng quân nắm giữ trọng binh trong tay, nên cả hai điện hạ đều phải gả vào nhà họ Diệp và ở rễ. Từ đó hai điện hạ cũng rất sợ hai tiểu thư của nhà họ Diệp. Là một nữ nhi hiền lành mà giờ đây Toto trở nên tàn ác, có vẻ không quen lắm nhỉ. Cả đêm đều đi đi lại lại hy vọng ma thần đừng lên bàn thờ sớm, vì lý do bị phạt quỳ trên băng thì có chút củ chuối. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh đã đến sáng. Vào mùng 1 và mùng 15 mỗi tháng, Diệp Băng Thường vẫn luôn cùng nhóm tùy tùng phát cháo cho dân nghèo, được khắp nơi yêu quý. Đương nhiên là ngược lại hoàn toàn với nhị tiểu thư Tịch Vụ cậy thế ngang bướng. Thế nên mới nói, phu thê nhà Lục Điện Hạ vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng, cơ mà lớn già đầu chứ mẹ dặn ra ngoài không được cho trai nắm tay và có mặt ở nhà trước 5 giờ chiều. Gặp tôi là biên kịch đoạn này tôi cho sinh em bé luôn. Vợ chồng nhà người ta yêu nhau thắm thiết, vợ chồng nhà này yêu cho roi cho vọt, ghét cho mày quỳ trên băng rồi đi gặp Diêm Vương luôn. Một chú quạ đậu đến mách lẻo với Đài Tẫn, Tịch Vụ thực sự muốn diệt trừ cả hắn lẫn Băng Thường, có thế thì cờ rút mới chỉ thuộc về một mình cô ấy. Mà Toto lúc này lại nghe bên ngoài đám thuộc hạ cố tình đổ nước lạnh lên người Đài Tẫn, không có tu vi, đêm nay hắn ta nhất định sẽ mất mạng. Vậy nên cô lén la lén lút chạy đến quan sát, sau đó bị phát hiện, quê quá quê chúng mình quê đều. Đài Tẫn gần đi gặp ông bà vẫn còn mỏ hỗn, đến mức cô vợ ném cho áo choàng rồi mà vẫn dỗi ư chịu mặc. Thế nên không ngoài dự đoán hắn ta liền bất tỉnh dưới nền băng, hình ảnh này Toto từng nhìn thấy thông qua gương quá khứ. Chẳng lẽ từ đây hắn ta sẽ biến thành ma? Tất nhiên là không, lẽ vậy thì phim đâu dài tới 40 tập. Xuân Đào vẫn còn đang sảng ngủ, vừa bước vào phòng lại thấy chị chủ của mình dùng nhiệt 36 độ C hâm nóng cho cơ thể ông chồng. Nhìn nó hợp lý một cách vô lý. Đêm đó gian phòng Tịch Vụ náo loạn một phen, Đài Tẫn được ngâm trong bồn nước nóng, cả người hắn chẳng chịt vết thương. Toto bên ngoài vẫn luôn mong hắn không chết, còn bên trong Đài Tẫn chính là đang đối thoại với tâm ma. Hắn ta muốn giành lấy, nuốt chửng cơ thể lẫn linh hồn Đài Tẫn, ai dè đối tác lập tức gật đầu cái dục chốt đơn trong một nốt nhạc. Tâm ma vì để chạy đúng kịch bản nên dặn dò con mồi ăn no béo một chút, nếm trải đủ hết đau khổ của nhân gian rồi mới có thể đem lên bàn mổ thịt. Chị nhà đang mải mê ngắm trăng thì chợt nhớ chuyện đại sự, bèn chạy vào sờ mó con nhà người ta tìm kiếm tà cốt, đánh thức Đài Tẫn tỉnh dậy với dấu chấm hỏi to bự. Hắn vội vàng chỉnh trang y phục với ý định tiếp tục quỳ thêm 7 ngày 7 đêm. Nhưng Toto càng không thể để hắn ta chết nên xuống nước hủy bỏ hình phạt, trong lòng thầm nghĩ không ngờ có ngày mình phải ngủ chung chăn với ma thần. Nào ngờ đâu đối với Tịch Vụ, việc cô ta thường làm mỗi tối là dùng roi mây đánh vị phu quân của mình một trận. Để tránh bị phát hiện, cũng như xả giận cho những việc ác mà ma thần sẽ làm trong 500 năm sau, Toto thẳng tay đánh xuống vài lần đến bật máu. Cuối cùng chỉ khiến bản thân thêm khó chịu, nên chị đẹp đành say bay với trò chơi máu ép. Đêm hôm ấy trôi qua thật dài, Toto giữa chừng gặp ác mộng tỉnh dậy thì phát hiện Đài Tẫn sốt cao, lâm vào trạng thái hôn mê. Thế nên báo hại Xuân Đào phải tỉnh dậy lần thứ 3 trong đêm, sau đó một mình cô chăm sóc cho đến khi phu quân của mình tỉnh lại. Khiến cho Đài Tẫn còn sợ rằng bà cô già này đi dâng hương trở về đã bị người khác nhập vào, chứ không thể nào mẫu Dạ Xoa lại có lòng tốt như vậy. Sáng hôm sau, nhị tiểu thư Tịch Vụ thẳng giấc đến tận bữa trưa, những tưởng sau khi đến gặp người lớn sẽ bị mắng cho một trận.
Ai dè Tịch Vụ ở Diệp Gia chính là một bảo bối được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngay cả việc xô ngã tỷ tỷ Diệp Băng Thường xuống hồ nước cũng không bị trách cứ một lời, ngược lại lão thái thái còn sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh bảo bối nhà mình. Tính nết ngang bướng của tiểu thư cũng bắt nguồn từ việc được người nhà chiều đến hư hỏng. Đúng lúc này, Diệp Băng Thường sau khi đi phát cháo trở về cũng vội vã đến thỉnh an, lại không được tiếp đón nồng nhiệt như thế. Tô Tô buộc miệng dò hỏi vì sao Đài Tẫn không đến ăn cùng mọi người, liền phát hiện hình như não sắp hỏng rồi nên mới nói sai. Còn Đài Tẫn khi này lại đến phòng ăn của hạ nhân, bị bọn họ dè bỉu hạ nhục, buộc rửa qua đống tô chén được ngâm trong nước băng lạnh, còn thức ăn đều là đồ thừa cùng nước vo gạo. Anh nhà lặng lẽ chịu đựng, nhưng vẫn để một chú ruồi đến dạy cho bọn người kia bài học nhỏ. Tất cả đều được Tô Tô trông thấy, cô tức giận trách tội hạ nhân quá mức phách lối lên mặt với cả chủ nhân, sau đó muốn kéo phu quân của mình về phòng. Hai người cãi nhau một trận, vì vốn dĩ với Đài Tẫn, bát cơm vẫn quan trọng hơn sĩ diện lẫn lòng tự trọng rất nhiều, nếu không hắn cũng không sống đến hôm nay. Trận cãi vã kéo dài đến tận gian phòng, từ đó Tô Tô mới biết được lý do vì sao Tịch Vụ cùng Đài Tẫn kết thành phu thê. Nửa năm trước khi tham gia yến tiệc trong cung, Tịch Vụ đã hạ thuốc Diệp Băng Thường và Ngũ Điện Hạ Tiêu Lương, muốn hai người họ gạo nấu thành cơm, độc chiếm Tiêu Lẫm. Nào ngờ đâu giữa đường nhảy ra một đàm tài tẫn, phần điểm tâm đó khiến hắn chịu không ít giày vò sỉ nhục nuốt vào. Còn phần thuốc của Băng Thường lại vô tình bị Tịch Vụ ăn lấy, thành ra bà chị ngay trong đêm cướp lấy đời trai nhà người ta. Sự việc có nhiều nhân chứng, Diệp lão gia chỉ đành xin ý chỉ ban hôn. Kể từ đó, cơn thịnh nộ của Tịch Vụ vẫn luôn vô duyên vô cớ giáng xuống đầu Đài Tẫn. Để chứng minh lần này mình chỉ muốn làm việc tốt, mỗi một thức ăn Tô Tô đều thử qua một lần, sau đó tức giận rời đi. Chỉ chờ khi này, con quạ đêm qua lại chạy đến báo tin, có thể vua của nước Cảnh, cũng chính là phụ thân Đài Tẫn cũng không kéo dài được hơi tàn thêm bao lâu nữa. Chẳng qua cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Thế nhưng hắn cũng không ngờ được mình lại rơi vào mưu kế âm hiểm của Thịnh Vương, mà dù là kế sách nào, Đài Tẫn cũng chỉ có một con đường chết. Tô Tô từ nhóm hạ nhân nghe được tin đồn Đài Tẫn có khả năng nói chuyện với động vật. Ngoài ra không hề có hành động giả ma giả quỷ nào khác, liền lo sợ hắn ta thường ngày không nói chuyện cùng con người. Trải qua nhiều phen bị ức hiếp, có khi do thế mà tẩu hỏa nhập ma, nên liền dùng nhiều ngày đeo bám lấy hắn, khiến người ta cũng cảm thấy phiền. Qua cuộc tâm sự mỏng, Tô Tô biết được Đài Tẫn quả thật không sinh ra đã là ác nhân, hắn ta cũng không có ý trả thù người khác, mà vốn dĩ đều là bị bọn người xấu hãm hại. Nên mới mở lòng nói với hắn, khi nào nhàm chán có thể cùng mình nói chuyện. Bầu không khí đang tốt đẹp, bỗng dưng ngừng lại ngay khi Tô Tô hết lời khen ngợi nụ cười của phu quân. Sau đó, cô lệnh cho Xuân Đào tìm mua về thật nhiều áo choàng, lại phát hiện gu thẩm mỹ của nhỏ này quá tệ, nên đành tự mình sửa sang lại chúng, rồi mang đến đặt lên bàn Đài Tẫn. Hắn bất ngờ kiểm tra thật kỹ hồi lâu mới lấy nó mà mặc vào, còn chưa kịp vui vẻ thì lại đụng trúng đại trưởng tử Diệp gia, Diệp Trạch Vũ, khiến cho áo choàng bị khoét rách mất. Đài Tẫn tức giận trừng mắt nhìn, ngay khi Trạch Vũ ngày càng lớn lối định đánh người thì chị đẹp đã nhanh chóng xuất hiện bảo vệ phu quân, đòi lại số tiền mua một bộ áo mới. Đúng lúc này, Xuân Đào chạy tới thông báo, thánh chỉ truyền đến lệnh cho Đài Tẫn vào cung. Nghe là có mùi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngược lại Tô Tô lại nghĩ hắn ta cấu kết với người trong cung, nên nhất quyết phải đi vào cùng. Đài Tẫn vào cung diện thánh, Tô Tô có ý tìm đến Thâm Cung, nơi hắn ta từng được nuôi dạy để tìm thêm thông tin về ma thần. Thịnh Vương từng bước đưa Đài Tẫn vào trong, với mưu kế để hắn trở về nước Cảnh, quậy một phen đục nước rồi giết chết con tin hòng diệt trừ hậu họa. Ngờ đâu hắn ta không thèm để ý đến thông tin từ người thân, quả quyết cả một đời này cũng không quay trở lại nó nữa. Tranh giành vương vị, cướp đoạt quân quyền chẳng qua chỉ là kế sách cò vạc đánh nhau ngư ông đắc lợi. Mà vị huynh trưởng Đạm Đài Minh Lãng kia từ lâu đã nhận được sự công nhận của người dân, nên Đài Tẫn có trở về cũng chẳng thể nào làm nên chuyện. Một con tin không có tác dụng, còn chẳng bằng giết chết, vừa hay thời khắc này có thể đánh đổ Diệp gia, quấy đục nước Cảnh. Tô Tô lúc này vừa đến gian phòng nơi Đài Tẫn từng sống, phát hiện Oánh Tâm Mama, người trước kia nuôi nấng hắn ta đã trở thành một người điên dại, bất quá cũng chẳng ai biết nguyên nhân. Ngô Tổng Quản theo chân Đài Tẫn đều có nguyên do, hắn ta muốn thông qua quân cờ này tìm ra bí mật cấu kết của Tiêu Lẫm với Diệp tướng quân, từ đó một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Nhưng đối với Đài Tẫn, Tiêu Lẫm có lẽ là người duy nhất ở Thịnh Đô thật lòng đối đãi với hắn, thế nên hắn lập tức từ chối. Rượu mời không uống, muốn uống rượu thuốc hả mài, đừng quên kết cục của Nguyệt Oánh Tâm ra sao, nếu ngươi muốn bà ta còn giữ được mạng sống, thì tốt nhất nên đồng ý, nghiệt chủng của tiện nhân căn bản không có tư cách đàm đạo điều kiện với ta. Rồi cũng không biết ai không có tư cách. Một lát sau, khi Ngô Tổng Quản vẫn còn đang tức giận đã vội nói những điều không nên nói, liền bị một con ong bay vào tai giết chết. Nước Thịnh thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng người chết trong mộng, yêu ma tác oai tác quái. Thế nên Thịnh Vương đã mời về tiểu sư thúc ở Tiêu Giao Tông, đảm nhận chức vụ thái thường bác sĩ, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ người dân. Quan trọng là ông chú này đam mê nhặt hoàng thượng về nuôi, thành ra vẫn luôn chê trách bổng lộc còn không đủ để ông đây nuôi bảy con nheo nhóc.
Đêm đó tại Diệp gia, Toto từ cha mình mới biết đến cái chết của Ngô tổng quản, lại nhớ lời đồn Đài Tẫn có khả năng nói chuyện với động vật nên liền trở về phòng, sơ soạn người trai, hòng tìm ra pháp khí, bùa chú. Nhưng tất nhiên ngay cả cái nịt cũng không có. Chị đây thẹn quá hóa giận, bắt buộc từ nay về sau mỗi đêm đều phải test qua một lần mới dám đi ngủ. Đài Tẫn giả vờ trêu ghẹo không bằng mình lột hết quần áo ra kiểm tra cho tiện. Sự thật chứng minh, mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Đối diện với cô vợ không sợ trời không sợ đất, Đài Tẫn chỉ có thể trùng kín chăn bảo vệ đời trai. Hắn đã bắt đầu sinh nghi, vì cái vẹo gì mà nhỏ này hôm nay thông minh dữ, lại còn phát hiện sự thật cái chết của ông già ẻo là kia. Bên đây giấc ngủ yên lành thì ngoài cung lại có thêm một nạn nhân xấu số cho yêu nữ. Hơn nữa từ đó còn phát hiện Diệp Băng thường sinh ra là người, nhưng trong cơ thể cũng chứa vật của yêu ma. Rất nhanh nữa thôi, yêu nữ sẽ có thể làm yểm chi hoa mọc khắp cả cánh rừng bằng cách hấp thụ sự thống khổ của nhân gian, từ đó hóa yêu thành ma. Sáng hôm sau, Diệp gia náo loạn một phen vì Diệp Băng Thường đã biến mất, Tiêu Lẫm và vị tiểu sư thúc kia cũng có mặt. Bà Nghi Chi đảo vòng một hồi, ngoài việc da rẻ ra thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Khi hắn ta dừng lại trước Đài Tẫn, Toto còn sợ rằng hắn nhận ra tà cốt ẩn sâu bên trong người Đài Tẫn. Còn chưa kịp ngăn cản thì thằng cha này lại như mấy bà già coi bói, xem xét Đài Tẫn sau này chắc chắn sẽ trở thành đại gia. Không thể ngờ được Tiêu Giao Tông 500 năm trước lại nằm ở trình độ không dám nhận người quen này. Lúc này, Đài Tẫn nhận được thông tin từ con quạ về một đại yêu nữ. À ta đưa cả Oánh Tâm lẫn Băng Thường đến núi Bán Trầm ở ngoại thành phía nam, giờ đây phải tìm cách truyền thông tin này đến nhà họ Diệp. Bà Nghi Chi vẫn còn đang diễn trò pháp sư tu vi cao, còn thực chất ngay cả một trận pháp gà mờ hắn ta cũng không thể khai triển chót lọt. Chị đẹp thấy thế đành ra tay, rất may kiến thức vẽ bùa cô vẫn nắm rất rõ. Cùng lúc đó, đại yêu nữ đang thâm nhập vào ký ức của những tù nhân vừa bị bắt đêm qua. Đến lượt Oánh Tâm thì phát hiện ra cuộc đời trớ trêu đầy cảm lạnh của Đài Tẫn, thế nên ả ta đã nhắm đến mục tiêu tiếp theo. Đêm đến, nhóm ba người Toto dùng kế ôm cây đợi thỏ, nào ngờ đâu tự dọa chính mình sợ chết khiếp trước một con quạ. Không còn cách nào khác, Đài Tẫn đành viết tay manh mối, định rằng sẽ chuyển đến cho Tiêu Lẫm. Thế nhưng đại yêu ma đã kịp dùng kế dương đông kích tây, bắt được Đài Tẫn. Toto tu vi không đủ, chỉ đành liều mạng để ả ta bắt theo. Tiêu Lẫm và Nghi Chi hoảng loạn vào phòng tìm manh mối, phát hiện được lá thư chỉ điểm Băng Thường bị bắt nhốt ở ngọn núi phía nam, lập tức huy động người tìm kiếm. Toto lúc này rơi vào ảo mộng, rất may cô gặp được những huynh đệ ở Hành Dương Tông, từ đó tự mình thức giấc trước khi bị yểm chi hoa tiêu hóa hoàn toàn, mà Đài Tẫn cũng đã thoát ra khỏi. Cả hai tìm thấy Diệp Băng Thường và Oánh Tâm còn đang rơi vào mộng cảnh, hành tung của Toto khiến Đài Tẫn nghi ngờ cô cố ý điều tra về mình. Chối không được, chị đẹp đành khai thật với dáng vẻ vô cùng ngứa đòn. Quay lại chủ đề chính, Toto vừa chạm vào dây leo quấn chặt người Oánh Tâm, nơi đó liền phun ra một làn khói trắng, cuốn cả hai rơi vào mộng cảnh của bà ấy. Mà đó lại chính là quá khứ trước kia, ngày công chúa tộc Di Nguyệt A Ca mẹ của Đài Tẫn được gả đến nước Cảnh. Mẹ của Đài Tẫn là công chúa bộ lạc Di Nguyệt. Bà được gả cho Cảnh Vương và được phong tước hiệu là Nhu Phi. Nhờ tài năng cùng với nhan sắc tuyệt trần, Nhu Phi được Cảnh Vương vô cùng yêu quý. Chẳng mấy chốc bà đã mang thai, kể từ đó vợ chồng Cảnh Vương dành mọi hy vọng và tình yêu thương cho đứa con sắp chào đời. Thế nhưng chớ trêu thay, đến ngày lâm bồn, Nhu Phi vì khó sinh mà chết. Đứa bé sinh ra trong hình hài một ma thai khiến tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Cảnh Vương cho rằng chính đứa bé đã hại chết vợ mình mà sinh lòng oán hận. Ông đặt tên cho nó là Đài Tẫn với ý nghĩa như một sự nguyền rủa rồi đày vào Lãnh Cung. Đúng lúc này yêu nữ trở về phá vỡ ảo mộng lôi Đài Tẫn đi mất, để lại Toto một mình trong ký ức của Oánh Tâm. Sinh ra đã là ma thai thân lại mang tà cốt nên Đài Tẫn vốn không có cảm xúc. Bởi vậy nên ma thuật của yêu nữ không có tác dụng lên hắn. Tuy nhiên sau khi trở về từ ký ức của Oánh Tâm, ả ta phát hiện tồn tại một người khiến Đài Tẫn hết lòng quan tâm đến. Và đó cũng chính là điểm yếu duy nhất của hắn. Yêu nữ ngay lập tức lợi dụng điều này trói Đài Tẫn lại làm vật hy sinh để trồng yểm chi hoa. Toto lúc này vẫn mắc kẹt trong mộng cảnh không thể thoát, chỉ đành chờ đợi đến khi nó tự chấm dứt. Thôi thì chị đây đành ngồi xem phim vậy chứ cũng chẳng biết làm thế nào. Hóa ra từ nhỏ Đài Tẫn vừa sinh ra đã có răng, thay vì uống sữa thì lại hút máu. May mắn thay vẫn còn có hai cung nữ thân cận hết mình hầu hạ, nên hắn vẫn giữ được mạng cho đến lúc trưởng thành. Dù cuộc sống có vô vàn cực khổ nhưng Đài Tẫn vẫn lạc quan yêu đời hơn cả bệnh nhân ung thư. Bởi hắn ta từ nhỏ đã lãnh đạm vô cảm, không hiểu cảm xúc con người. Điều này ngày càng khiến Oánh Tâm sợ hãi. Nhưng cô vẫn theo di nguyện của Nhu Phi mà bảo vệ đứa bé này. Ở trong cung của Cảnh Vương mỗi năm đều sẽ cho cung nữ được một ngày trở về quê hương. Lan An nhân cơ hội đó lừa Oánh Tâm ở lại chăm sóc cho Đài Tẫn, rồi một mình rời cung trở về tộc Di Nguyệt. Oánh Tâm không biết gì nên đồng ý ở lại. Đúng lúc này Cảnh Vương hạ lệnh đưa Đài Tẫn lẫn cung nữ sang nước Thịnh làm con tin để cầu hòa. Tin báo như sét đánh ngang tai, Oánh Tâm bấy giờ mới hiểu rõ lòng dạ Lan An. Chị em rồi cuối cùng lại bỏ tao mà chạy, chơi thế thì chịu rồi chứ biết làm thế nào giờ. Tại kinh đô nước Thịnh, Oánh Tâm trở thành con mồi của lão dê cụ mất nết Ngô tổng quản.
còn Đài Tẫn trở thành bao cát cho đám con vua chút giận mỗi ngày. Chúng đánh đập cậu như cơm bữa, 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, khiến cuộc sống của Đài Tẫn như sống trong địa ngục. Cho đến một ngày Ngũ hoàng tử nghe tin đồn rằng Đài Tẫn không biết khóc thì bèn tìm tới gây sự. Hắn bẻ một tay của cậu để xem có thật trên đời có kẻ không biết khóc không. Mà ma thai sinh ra thì làm gì có cảm xúc đâu mà khóc với sầu. Thấy vậy hắn định bẻ nốt tay còn lại thì Tiêu Lẫm tới giải tán đám đông cứu Đài Tẫn thoát nạn. Nhìn thấy Tiêu Lẫm được nhiều người yêu quý lại có tiếng nói trong cung. Kể từ đó Đài Tẫn vẫn luôn trông theo dáng vẻ của cậu mà bắt chước. Đài Tẫn hy vọng nếu mình làm như vậy thì sẽ không bị ức hiếp bắt nạt nữa. Thế nhưng vài năm sau, Tiêu Lẫm được Thịnh Vương cho đến núi Bất Chiếu tu tiên học đạo. Ngũ hoàng tử Tiêu Lương liền kéo theo người tìm đến Đài Tẫn đánh đập không thương tiếc. Hóa ra việc bắt chước theo Tiêu Lẫm vốn không có ích lợi gì. Mấy năm qua Đài Tẫn không bị đánh chẳng qua là vì Tiêu Lẫm vẫn còn trong cung. Giờ đây không còn ai bảo vệ, hắn tiếp tục trở thành bao cát xả giận cho đám vương tử. Một thời gian sau Tiêu Lẫm trở về thăm nhà, trùng hợp thay Diệp Băng Thường cũng lần đầu đến hoàng cung. Hai chấn bé đù Tiêu Lẫm và Đài Tẫn thấy gái là nhì không chớp mắt. Khoái khoái chảy nước miếng mà vì liêm sỉ nên đành kiềm lòng lại không người khác đánh giá. Đêm đó Oánh Tâm ra ngoài gặp mặt gián điệp nằm vùng của nước Cảnh. Hóa ra thái tử Minh Lãng muốn giết chết Đài Tẫn để trừ hậu họa. Nếu đồng ý làm việc này thì cô ta sẽ có thể trở về tộc Di Nguyệt. Đến đây thì mộng cảnh vừa hay chấm dứt. Tô Tô tỉnh dậy phát hiện yểm chi hoa trên người Đài Tẫn đã bắt đầu nở rộ. Phía bên ngoài ông thần da rẻ Nghi Chi và Tiêu Lẫm đã tìm đến kết giới của yêu nữ. Cả hai răng bẫy rồi dùng kế khích tướng dụ ả ta ra ngoài. Trở lại với Đài Tẫn, hắn vì điểm yếu của mình mà chúng phải yêu thuật rơi vào mộng cảnh. Hắn mơ thấy mẹ mình không chết và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, sống một cuộc đời vạn người mơ ước. Giang sơn quyền lực mỹ nhân hắn đều có đủ cả. Cơ mà người được cha mẹ hắn sắp xếp thành hôn cứ tưởng Diệp Băng Thường hóa ra lại là Diệp Tịch Vụ. Thôi đời anh dính phải nữ chính coi như dẫm phải cứt cả đoạn đường dài. Thế nhưng cơn ác mộng bây giờ mới chính thức bắt đầu, Tiêu Lẫm chỉ trong một khoảnh khắc liền đánh mất đi tất cả. Yêu nữ bắt anh trải qua những cảm xúc đau buồn nhất, chứng kiến cái chết của mẹ mình và từng người thân một cứ thế rời đi. Cuối cùng Tiêu Lẫm xuất hiện nói câu nào thấm câu đấy. Anh dai dơ cái nách lên xem có thâm không mà ăn nói xéo sát quá. Bây giờ Đài Tẫn mới hiểu ra có lẽ tất cả mọi người trên đời đều hận hắn. Ngoại trừ duy nhất một người đó chính là mẹ hắn Nhu Phi. Đài Tẫn lần đầu rơi nước mắt trong tuyệt vọng. Hắn quyết định kết liễu đời mình để dâng hiến thân xác này cho ma thần hồi sinh. Cũng may Tịch Vụ đã kịp thời xuất hiện chộp lấy thanh đao rồi dùng máu của mình lôi cả hai thoát khỏi mộng cảnh. Tiêu Lẫm và Nghi Chi ca bài ca em quay cuồng trong mơ hồ dưới năng lực điều khiển dây leo của yêu nữ. Đang quẩy tưng bừng thì Nghi Chi không may bị dây leo trói được. Đột nhiên năng lực của ả ta bỗng nhiên tụt giảm nghiêm trọng. Tiêu Lẫm nhân cơ hội đánh đòn chí mạng khiến ma nữ phải bỏ chạy về hang ổ. Trở về thấy Đài Tẫn một lần nữa lại thoát ra được, cũng chính vì vậy mà sức mạnh của ả mới bị mất đi. Ma nữ nổi điên lao vào định làm thịt hắn luôn chứ điên lắm rồi. Nói nhẹ không nghe thì chị cho mày đi kéo nhị cho Diêm Vương luôn. Nhưng động ai không động lại đi động vào tiểu ma thần thì các cụ không gánh nổi. Ma nữ bị Đài Tẫn hấp thụ ngược lại, xem thường anh mày thì chỉ có ăn cám thôi em ạ. Hóa ra nhờ tà cốt trong người mà máu của Đài Tẫn có thể khắc chế yêu ma. Sau khi hấp thụ thậm chí hắn có thể xài luôn sức mạnh của chúng. Lần đầu có được sức mạnh khiến cho ma tính trong người Đài Tẫn thức tỉnh. Nhưng vì lần đầu tiếp thụ năng lượng quá lớn khiến cơ thể hắn không chịu nổi mà ói máu rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Tiêu Lẫm và Nghi Chi khi mọi chuyện xong xuôi mới xuất hiện đưa tất cả trở về Diệp gia. Tô Tô bất tỉnh mấy ngày bây giờ mới mơ hồ tỉnh dậy, câu đầu tiên lại là hỏi nô tỳ về tình hình của Đài Tẫn. Sau khi biết được quá khứ của hắn, Tô Tô đắn đo về việc nên cảm hóa hay tiêu diệt hắn trước khi ma thần hồi sinh. Đài Tẫn cũng đã tỉnh dậy. Hắn ta lần đầu nghiệm ra chân lý phải trở thành kẻ mạnh để không còn bị ức hiếp nữa. Tỉnh lại sau lần hấp thụ yêu nữ, Đài Tẫn tỏ ra vô cùng thích thú trước sức mạnh mới của bản thân. Hắn thử sử dụng ma lực bằng cách truyền nó vào trong con quạ của mình. Kỳ lạ thay đôi mắt của con quạ sáng rực lên, bây giờ mọi thứ mà con quạ nghe thấy nhìn thấy thì Đài Tẫn đều biết hết. Đúng lúc này Tô Tô đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn. Đài Tẫn quay sang thử luôn sức mạnh trên người cô. Hắn tung một chiêu đánh trúng ngực khiến Tô Tô hồn lìa khỏi xác. Cơ mà hú hồn cho vui vậy thôi chứ anh mới chỉ dám tưởng tượng trong đầu. Tô Tô thấy Đài Tẫn đứng như trời trồng mặt thì đần thối còn tưởng thằng cha này định tự tử lần nữa. Cô liền nhanh nhẹn giành lại cây kéo trên tay hắn. Thấy Tô Tô không chú ý, Đài Tẫn lần này quyết định biến ý nghĩ trở thành sự thật. Hắn tích tụ ma lực trên tay định hãm hại Tô Tô. Đột nhiên vết thương trên tay cô lộ ra khiến hắn liền thu lại ý định giết người. Hóa ra đó là vết thương khi cô ngăn cản Đài Tẫn tự tử hồi còn ở trong mộng cảnh. Để khai thông trí não cho chú bé đần, Tô Tô quyết định lôi kéo Đài Tẫn ra ngoài đi dạo, tiện thể qua thăm bà chị Băng Thường luôn. Kể từ sau khi thoát khỏi tay yêu nữ, Tiêu Lẫm luôn túc trực phía bên ngoài phòng của Băng Thường không rời nửa bước. Nói chung là anh nghiện lắm rồi nhưng sợ má la nên vẫn chưa dám công khai. Tiêu Lẫm là con vua lại muốn kết thân với Diệp gia nắm trong tay nhiều binh quyền. Điều này ắt hẳn sẽ khiến nhiều người nói ra nói vào không hay. Nhưng những lời đàm tiếu qua loa linh tinh thì chẳng thể nào cản bước được Tiêu Lẫm.
Anh quyết định sau biến cố này sẽ về xin vua cha ban hôn. Đang đứng chém gió ngoài sân thì nghe được tin Băng Thường tỉnh lại. Tiêu Lẫm liền vứt hết liêm sỉ qua một bên, phi thẳng vào trong phòng. Nhìn thấy Tiêu Lẫm, Băng Thường buồn bã nói rằng cô muốn lấy chồng chứ tầm này vã lắm rồi. Các cụ nói không sai, anh hùng sao qua được ải mỹ nhân. Nghe thấy vậy anh chốt đơn ngay và luôn ok em, việc gì khó cứ để anh lo. Vừa hay lúc này Toto đưa Đài Tẫn đến thăm Băng Thường. Cả hai vô tình chạm mặt với Tiêu Lẫm. Toto còn đang lo sợ Tiêu Lẫm và Đài Tẫn là tình địch gặp nhau sinh ra khó chịu nên định rời đi. Thì Tiêu Lẫm đã mở lời muốn trò chuyện riêng với cô và đuổi khéo Đài Tẫn. Tuy nhiên nhờ năng lực của mình Đài Tẫn sai con quạ đến nghe ngóng. Từ đó hắn biết được cuộc nói chuyện giữa cả hai. Hóa ra lý do Tiêu Lẫm luôn bảo vệ hắn chủ yếu là sợ Cảnh Vương lấy cớ khởi binh đánh Thịnh Quốc, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Còn Toto đối xử tốt với hắn là cũng chỉ vì sợ liên lụy gia tộc. Từ hy vọng chuyển sang thất vọng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tiện có sức mạnh trong tay, Đài Tẫn quyết tâm trả thù tất cả những kẻ bạc đãi hắn từ trước đến giờ. Tiêu Lẫm trở về cung liền xin vua cha ban hôn. Thế là vài ngày sau thánh chỉ truyền tới Diệp gia, Băng Thường được chỉ định trở thành vợ bé cho Tiêu Lẫm. Nghe tin như sét đánh ngang tai, lòng cô đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cũng là cưới nhưng mà cưới này nó lạ lắm. Cùng lúc này Đài Tẫn một mình ở trong phòng đã viết sẵn những cái tên mà hắn muốn trả thù. Hắn muốn nhân cơ hội tổ chức đám cưới mời mọi người đến đông đủ sẽ ra tay. Chẳng mấy màm gái cưới đã đến, nhà gái tấp nập, người ra kẻ vào đông như hội. Tất cả văn võ bá quan lẫn hoàng thân quốc thích đều được mời đến dự đông đủ. Đài Tẫn cũng đến dự, mà chủ yếu anh đây ngồi chờ mấy khứa bắt nạt đến để trả thù chứ cũng chả ham hố gì. Chờ một hồi thì ngũ hoàng tử Tiêu Lương bụng phệ đến. Thằng cha béo như lợn này trẻ không tha, già không thương, nhìn đã muốn đấm cho một phát. Hắn vừa vào đến cửa đã liên tục phách lối coi trời bằng vung. Nhìn thấy Đài Tẫn hắn ngứa mồm nên chạy qua cà khịa. Tiêu Lương hết lời đâm chọt Đài Tẫn có phải đang lòng đau như cắt, nước mắt tràn bờ đê khi cờ rút của mình kết hôn không. Nói rồi hắn cười như chưa bao giờ được cười rồi bỏ đi chỗ khác. Đài Tẫn éo thèm quan tâm, thấy khách hứa đã đến đủ hết nên bỏ ra ngoài chuẩn bị kế hoạch báo thù. Đúng lúc này chú bé đần bằng Nghi Chi đến đem theo quà cưới của sư phụ môn phái Tiêu Giao Tông. Đó là vảy hộ tâm được lấy trên ngực của một con rồng có tác dụng bảo vệ chủ nhân khỏi yêu ma quỷ quái. Toto mải mê nói chuyện mà không để ý đến Đài Tẫn đã rời đi từ lúc nào. Lễ thành hôn chính thức bắt đầu, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái đưa vào động phòng. Thế nhưng chưa kịp động phòng thì Đài Tẫn đã triệu hồi tới một đàn quạ đen. Mở màn cho cuộc báo thù đẫm máu, hắn cử một con bay thẳng vào lễ đường thốt lên những câu nói nguyền rủa. Tiêu Lương tiến tới định đuổi con quạ ra ngoài thì bị mổ cho mù luôn một bên, chính thức đổi nghệ danh thành Lương Chột. Đài Tẫn bắt đầu cho đàn quạ ập thẳng vào đám cưới tấn công tất cả những người có tên trên tờ giấy mà hắn ghi lúc trước. Từng tên một bị quạ mổ cho nát cả mặt vẫn không được tha. Từ đám cưới chuyển thành đám ma chỉ trong vài phút. Tiêu Lẫm dẫn vợ chạy đến thư phòng phía sau để chống. Anh giao cho cô vảy hộ tâm làm bùa bảo vệ rồi quay trở lại giải cứu những người bị quạ tấn công. Cuộc trả thù đẫm máu vẫn đang diễn ra. Mãi cho đến khi trông thấy dáng vẻ sợ hãi của Toto, Đài Tẫn mới chịu dừng tay. Dù sao cũng là nóc nhà nên chắc anh vẫn rén. Toto thấy đàn quạ không tấn công mình liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bên ngoài. Ra đến nơi cô mới chợt nhận ra thằng chồng đùi của mình hình như vẫn còn bên trong. Mặc dù rất sợ đám quạ nhưng cô vẫn liều mình quay ngược trở lại bên trong. Mà hành động của Đài Tẫn lúc này vô tình bị Băng Thường trong phòng nghe thấy. Mới bị chồng bỏ rơi đi lo chuyện thiên hạ xong giờ tui nghe tin này tui tỉnh lại liền luôn á. Đài Tẫn mở cửa đi vào không chút giấu giếm, dùng ma lực phá tan lớp bảo hộ của vảy hộ tâm. Ủa rồi là ông bàng tặng đồ cưới chất lượng dữ chưa? Sau đó, hắn đe dọa Băng Thường tốt nhất nên im lặng không thì lên bàn thờ. Sau đó hắn quay lưng rời đi, còn Băng Thường sợ quá lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Toto chạy khắp nơi không thấy chồng bèn quay ra sân sau tìm thì thấy Đài Tẫn bị lũ quạ bao quanh. Cứ tưởng chồng sắp bị quạ bắt diều hâu tha nên cô nhặt vội thanh kiếm dưới đất lao tới hừng hực khí thế. Đài Tẫn thấy tay vợ cầm kiếm mặt hầm hầm sắc khí thì giật thót. Luộng kịch bản rồi anh ơi, người ta rõ ràng là đâm con quạ chứ có đâm anh đâu mà lo. Đám quạ trên trời thấy chủ nhân bị đe dọa liền lao xuống định thịt Toto. Toto lại tưởng đàn quạ tấn công chồng nên ôm hắn nằm xuống đất để tránh. Đài Tẫn khi này mới thu lại ma lực đứng hình mất 100 giây. Hôm trước mới nghe nhỏ này nói hận mình xong giờ lại cứu mình, khó hiểu thật sự. Hôm sau Đài Tẫn hỏi Toto tại sao hôm trước lại liều chết quay lại cứu hắn. Cô không biết bịa ra lý do nào bèn nói rằng do cô thích hắn nên mới làm vậy. Tiểu ma thần lần đầu được tỏ tình nên cũng khoái khoái chảy nước miếng. Hắn quyết định tạm tha cho Toto không trả thù nữa, thậm chí còn xuống nước nhờ cô dạy cách sử dụng bùa chú. Toto đồng ý nhưng chị đây chỉ dạy mấy cái bùa hạng xoàng thôi. Chứ không anh mà thăng cấp lên ma thần sớm quá thì có mà ăn cám. Để tránh việc tiểu ma thần học thuật sát sinh từ sớm sẽ rất nguy hiểm. Nên Toto quyết định chỉ dạy chồng về mấy lá bùa hái hoa bắt bướm cho nó an toàn. Thế là cô hướng dẫn Đài Tẫn cách vẽ bùa kiến sinh. Một lá bùa giúp cho người dùng nhìn thấy những thứ thanh khiết và đẹp đẽ nhất thế gian. Chủ yếu dùng để ngắm cảnh là chính chứ nó cũng chẳng có tác dụng gì. Đài Tẫn xem xong tỏ thái độ chê thấy rõ.
dạy cái gì không dạy lại đi dạy thuật ngắm cảnh, chẳng may gặp lúc nguy hiểm để chọn chỗ chôn cho đẹp hả má. Thấy vậy Toto liền giải thích rằng cái gì cũng phải học từ căn bản. Tuy lá bùa này phế vật thật, nhưng ít nhất nó sẽ giúp người dùng học được cách kết hợp thân thể tâm hồn và ý chí. Phải nắm rõ được ba thứ này mới có thể đi đến chính đạo. Thấy vậy Đài Tẫn cũng không còn thắc mắc nữa. Hắn đồng ý học tất cả những gì mà Toto dạy. Đáng tiếc một điều, trong người Đài Tẫn không có tiên cốt. Cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể sử dụng được tiên thuật như Toto. Biết vậy nhưng vì không muốn Đài Tẫn bỏ cuộc nên Toto quyết định giữ im lặng. Đài Tẫn miệt mài vẽ bùa cả ngày vẫn không thành công. Ấy thế mà quay sang lại thấy cô vợ mình đang nằm ngủ ngon lành. Chơi cái trò gì mất dạy tao thấy mà tao tức á. Đến khi trời tối lá bùa vẫn không nhúc nhích. Ta nói cô quá là thành quá cô đó anh trai. Đài Tẫn không chịu được nữa bèn gọi con sâu ngủ này tỉnh dậy. Cho con chưa học được cách vẽ mà thầy lại ngủ vắt lưỡi sang một bên, thế này thì hỏng hết. Toto bị đánh thức tỏ ra vô cùng khó chịu. Dám phá giấc ngủ của chị thì để chị cho biết tay. Cô dùng bùa trói chặt Đài Tẫn lại rồi kê đầu lên ngực hắn ngủ tiếp mặc kệ chồng la hét như thế nào. Khản cả cổ mà vẫn bất lực, Đài Tẫn nhớ lại những gì mà Toto nói với mình hôm tỏ tình. Hắn nhắm mắt lại rồi đọc bừa mấy câu thần chú được dạy hôm trước. Thế quái nào mà bùa kiến sinh lại phát huy tác dụng. Một bầu trời đầy sao hiện ra trước mặt Đài Tẫn khiến hắn vô cùng thích thú. Ngày hôm sau vụ đám quạ phá hủy lễ cưới đã đến tai của Thịnh Vương. Ông ta nhận ra rằng đám quạ ba chân đó chính là đại diện cho vương thất nước Cảnh. Đã vậy nghe đồn tộc Di Nguyệt còn có khả năng điều khiển chim chóc. Giờ thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết do Đài Tẫn làm. Suy nghĩ một hồi Thịnh Vương hạ lệnh ám sát tiểu ma thần để trừ hậu họa về sau. Phía ngoài thành lúc này đang vô cùng nhộn nhịp. Hôm nay cũng là ngày con trai út của Diệp gia là Diệp Thanh Vũ dẫn quân trở về từ biên cương. Đẹp trai lại có tài nên anh được người dân chào đón vô cùng nồng hậu. Thanh Vũ từ nhỏ đã quen với nề nếp quy củ nên cực kỳ nghiêm khắc trong mọi chuyện. Mặc dù chỉ là con trai út trong nhà nhưng nói là có người nghe đe là có người sợ. Ngay khi trở về Diệp gia gặp mặt mọi người, Thanh Vũ đã bóc phốt tỉ tỉ của mình không thương tiếc. Hóa ra Toto làm bao nhiêu chuyện xấu đều tới tai Thanh Vũ cả. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Vũ thậm chí còn mắng cả đại ca của mình vì tội chỉ biết lo cho bản thân không được tích sự gì. Nói một hồi anh liền bỏ đi tìm Toto để xem bà chị này đang làm gì mà đến bữa cơm vẫn không thấy mặt mũi đâu cả. Hóa ra cô vẫn đang say giấc nồng trên người Đài Tẫn từ đêm hôm trước. Vừa mở cửa đi vào Thanh Vũ đã thấy cảnh cơm chó trước mặt thì tức tối bỏ đi. Không lòng vòng anh như Hải Phòng. Thanh Vũ mắng Toto té tát làm bà chị không kịp vuốt mặt. Không hiểu ai là chị còn ai là em nữa. Nể tình chị em nên Thanh Vũ quyết định phạt bà chị quỳ thêm một nén hương rồi mới được tha. Ta nói nó ác thì hơn cả quỷ mà. Toto thắc mắc tại sao thằng cu này lại lên mặt với cả nhà mà không ai nói gì. Thì Xuân Đào liền giải thích rằng do lão gia quá lười làm mấy chuyện lễ nghi nên quyết định nhượng lại chức gia chủ cho Thanh Vũ. Thế nên tầm này trong phủ nó là chức to nhất, không sợ không được. Đã thế nỗi khổ bị kìm kẹp này phải đợi qua Tết mới hết khiến Toto sợ xanh mặt. Đang phải chịu phạt thì nghe tin thằng đệ đến tìm chồng mình. Sợ hai bên đánh nhau đổ máu, Toto liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến can ngăn cả hai. Thanh Vũ văn võ song toàn, đầu óc cũng thuộc hàng thông minh nhất trong cả mấy anh chị em. Hắn nghe thấy Đài Tẫn trong phòng luyện chú, lại còn có manh mối về đàn quạ đến từ nước Cảnh hôm trước. Hai bên đối chất lời qua tiếng lại khiến bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Cũng may là Toto đã có mặt kịp thời giảng hòa đôi bên. Cô tự mình làm nhân chứng cho Đài Tẫn vụ đàn quạ ở hôn lễ, còn việc luyện bùa chú thì đổ tội cho bà Nghi Chi. Về phía Đài Tẫn, ma lực kể từ khi hấp thụ yêu nữ hắn đã dùng gần hết. Luyện tiên thuật cùng bùa chú mãi không có tiến triển. Như vậy là chỉ còn cách hấp thụ yêu đan để trở nên mạnh hơn. Hắn quyết định tìm cách ra ngoài tìm yêu quái để đoạt lấy sức mạnh. Đang loay hoay không nghĩ được cách trốn ra thì Toto tới rủ ra phố mua sắm đồ Tết. Đài Tẫn lòng vui như mở hội gật đầu cái một rồi theo chân vợ đi cháy phố. Thanh Vũ trở về nhà phát hiện huynh trưởng Trạch Vũ vay tiền đi đánh bạc liền tức tối đi tìm để đánh cho một trận. Trạch Vũ lúc này đang múa may quay cuồng cầu xin tổ tiên phù hộ nhưng kết quả vẫn thua cháy túi. Đối thủ của đại công tử Diệp gia là một nữ quái biết dùng yêu thuật tên Phiên Nhiên. Cô ta lấy cờ bạc và trêu đùa đàn ông như một thú vui hàng ngày. Bỗng nhiên ánh mắt của cô va vào Thanh Vũ đang tiến lại gần. Gặp giai đẹp Thiên Nhiên liền giả vờ thua cuộc và phải cởi bỏ lớp áo ngoài. Thanh Vũ vì chữ gái mà đái vào chữ anh em. Thấy gái bị bắt nạt cởi áo liền đạp ngã ông anh qua một bên để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thanh Vũ tưởng mình là gà ai dè chỉ là thóc. Thiên Nhiên bắt ông em giai này phải ở lại dẫn cô đi mua sắm để đền bù số nợ mà ông anh Trạch Vũ gây ra. Ban đầu Thanh Vũ không chịu nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh chỉ còn nước đi theo yêu nữ cả ngày để làm chân sách đồ. Trùng hợp thay lúc này Đài Tẫn cùng Tịch Vũ đang đi dạo chợ Tết, bắt gặp cảnh thằng em lén đi chơi với gái mà còn không tin vào mắt mình. Bình thường thì lạnh lùng nghiêm khắc mà giờ như thằng đần trước mặt mỹ nhân. Toto còn tưởng mình nhận nhầm người lén lút bám theo hóng hớt. Trong khi đó Đài Tẫn đã nhận ra Phiên Nhiên là yêu quái nên muốn cướp đoạt yêu lực của cô ta. Sau khi thấy cảnh giờ khóc giờ cười của Thanh Vũ thì vợ chồng Toto đi tới một tiệm quần áo gần đó.
Toto mua quần áo mới cho cả đại gia đình. Cô cũng không quên giữ lời hứa tặng lại cho chồng một bộ y phục mới khiến Đài Tẫn ngạc nhiên không nói lên lời. Khi hai người trở về thì trời cũng đã tối muộn. Cả hai đang đi bộ dưới trời tuyết thì tiếng pháo giao thừa vang lên. Hai vợ chồng dừng chân cùng ngắm cảnh pháo hoa tỏa sáng cả bầu trời. Liệu tương lai nào đang chờ họ trong năm mới? Đừng lo vì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo ngay bây giờ. Nhà toàn quan chức làm to nên Diệp Gia năm nay đón một cái Tết đầy mùi tiền. Sau khi ăn uống no say, tiết mục được mong đợi nhất trong dịp Tết chính là phát lì xì cuối cùng cũng đến. Trong khi tất cả đều nhận một hồng bao như nhau, thì riêng Toto lại được bà phát cho một bao tiền đủ dùng trong một năm. Nhận bao tiền mừng tuổi mà vui phát khóc, nhìn mọi người xung quanh vui vẻ, chỉ riêng Đài Tẫn ngồi thu mình trong một góc suy nghĩ. Thông qua đám quạ, hắn nghe thấy Thịnh Vương đang cực kỳ tức giận. Hóa ra ông ta đã phái đi rất nhiều sát thủ để lấy mạng Đài Tẫn nhưng đều không thành công. Nhưng thua keo này ta bày keo khác, Thịnh Vương tiếp tục phái thêm người để nhổ bằng được cái gai trong mắt là Đài Tẫn. Phe này ắt hẳn lành ít dữ nhiều. Đột nhiên thấy có tin báo từ đàn chim bên ngoài, Đài Tẫn một mình lẻn ra và phát hiện người của tộc Di Nguyệt đã tìm đến. Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại chính là Lan An Coco, một trong hai người nuôi dưỡng Đài Tẫn năm xưa. Sở dĩ Lan An bây giờ mới quay lại đón Đài Tẫn vì tộc Di Nguyệt năm xưa gặp biến cố lớn. Bởi vậy nên bà đành nhẫn nhịn 20 năm âm thầm thâu tóm quyền lực. Đến khi trở thành đại tư tế nắm binh quyền trong tay, bà mới tìm đường trở lại. Lan An giới thiệu hộ vệ đi theo bà là Chấp Bạch Vũ. Hắn ta cũng có năng lực điều khiển chim chóc như Đài Tẫn. Cả hai đến đây là để đón Đài Tẫn trở về tộc Di Nguyệt, thoát khỏi cái cảnh làm con tin ở rể như bây giờ. Theo như kế hoạch, hai người bọn họ đã chuẩn bị sẵn thuyền lớn ở bến cảng. Chỉ cần hạ lệnh nhổ neo là Đài Tẫn sẽ có thể rời khỏi nơi này. Tuy nhiên hiện giờ cả Cảnh Vương lẫn Thịnh Vương đều đang muốn giết chết con tin. Cho dù có trở về Di Nguyệt tộc cũng không thoát được cái chết, thậm chí còn gây liên lụy tới những người khác. Cách duy nhất bây giờ là Đài Tẫn bắt buộc phải trở về nước Cảnh giành lấy ngai vàng. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đối chọi lại với Thịnh Vương và đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng trước khi rời khỏi Diệp Gia, Đài Tẫn muốn đoạt được yêu lực từ Phiên Nhiên để phòng thân. Thời khắc sắp rời khỏi nơi giam cầm hắn bấy lâu nay, bỗng nhiên trong lòng Đài Tẫn có chút không nỡ. Lý do thì không cần nói cũng biết là có liên quan tới Toto. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Toto quan tâm lo lắng, thậm chí sẵn sàng hy sinh để bảo vệ hắn. Vậy nên Đài Tẫn đã đổ cô từ lúc nào không hay. Đang đứng thẫn thờ ngắm tuyết tới thì Toto tìm tới rủ chồng chơi đốt pháo hoa, mà đốt lên thì cả năm quả đều xịt. Thấy vậy Toto chuyển qua dùng bùa kiến sinh tạo ra cả một bầu trời pháo hoa. Ủa rồi chị mua pháo về làm chi vậy? Rảnh rỗi sinh nông nổi, hai anh chị chán ngắm pháo hoa hai bèn đổi sang chơi ném tuyết. Đêm 30 Tết mà trông hai vợ chồng vô tri hết sức. Cùng lúc này bên phía Phiên Nhiên lại vô cùng ảm đạm. Cô ngồi uống rượu một mình, lòng không ngừng nghĩ về người yêu cũ Khương Nhiêu đã bặt vô âm tín nhiều năm. Một tiếng gõ cửa đã khiến Phiên Nhiên giật mình tỉnh mộng. Hóa ra là Thanh Vũ đem đồ tới thăm cô. Đúng là dạy gái thì đầu thai cũng không hết được. Trùng hợp thay khuôn mặt của Thanh Vũ lại cực kỳ giống với Khương Nhiêu. Điều này khiến Phiên Nhiên hiểu nhầm nên đã ôm chầm lấy anh mà thiếp đi. Sáng hôm sau, tin tức Thanh Vũ nửa đêm ra ngoài tìm tình yêu đã lan truyền khắp Diệp Gia. Thấy thằng con trai cưng đã bắt đầu biết yêu đương nên Diệp tướng quân mừng không kể xiết. Chỉ cần là đối phương là phụ nữ, kể cả là yêu tinh hay quá phụ thì đều có thể rước vào nhà. Toto lúc này mới nhớ lại lần gặp mặt hôm trước trên phố với Phiên Nhiên. Cô nhận ra mỹ nhân kia chính là nữ yêu giả dạng. Biết lần này em trai sắp ăn chuối cả nải, cô vội vàng cùng Đài Tẫn tìm đến bà Nghi Chi nhờ giúp đỡ. Tại nhà Phiên Nhiên, cô cũng vừa tỉnh giấc nhìn thấy Thanh Vũ ngồi ngay bên cạnh. Tưởng bị dở cho đối bại nên cô nhanh trí tát luôn hai phát nổ đom đóm mắt, khiến Thanh Vũ đứng hình mất 2 giây. Ủa rồi làm ơn mắc oán thế này, tao tức mà tao tỉnh lại liền á. Sau khi biết mình mới là người lôi người ta vào nhà, Phiên Nhiên mới chịu rủ Thanh Vũ ở lại ăn bữa cơm coi như cảm ơn. Đúng lúc này nhị thiếu gia mới nhắc về chuyện cả hai đã từng gặp nhau cách đây 3 tháng. Hóa ra trong trận chiến ở núi Mê Đà khi ấy Thanh Vũ trọng thương suýt nữa bỏ mạng. Đúng lúc Phiên Nhiên đi ngang qua vì trông thấy có kẻ giống người yêu cũ, bèn dùng tu vi của mình để cứu anh một mạng. Phiên Nhiên sau đó rời đi làm rơi chiếc chuông nhỏ. Chiếc chuông Thanh Vũ vẫn giữ, ân tình cứu mạng cũng không hề quên. Bởi vậy nên dù biết Phiên Nhiên là một yêu nữ, anh cũng nguyện trả ơn đến cùng. Nghe được câu nói này, Phiên Nhiên liền nhào tới hôn Thanh Vũ để hút lấy nguyên khí. Vô tình cảnh này lại bị nhóm Toto vừa tới nhìn thấy. Cô liên ba chân bốn cẳng phi thẳng vào trong nhà dùng bùa tấn công Phiên Nhiên. Ai dè thằng em dạy gái lại đưa thân ra đỡ hộ rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Phiên Nhiên giận tím người hóa thành hồ ly 7 đuôi tấn công Toto. Thấy vợ gặp nguy hiểm, Đài Tẫn ra tay tương trợ khiến yêu nữ cúp đuôi bỏ trốn đến tử lầu. Bà Nghi Chi lập kết giới bao bọc toàn bộ xung quanh tử lầu không cho hồ ly trốn thoát. Còn việc bắt người đành giao lại cho Toto. Nhưng tiếc thay, Đài Tẫn đã đến trước một bước. Hắn tìm đến nơi Phiên Nhiên trốn rồi hút hết yêu lực của cô. Đúng lúc hắn chuẩn bị hấp thụ yêu đan thì Toto tìm đến. Cô bây giờ mới nhận ra Đài Tẫn đã lún sâu vào ma đạo, uổng công bao lâu nay cô giúp đỡ hắn. Cô dùng bùa chú giải cứu Phiên Nhiên, sau đó muốn bắt trói Đài Tẫn nhưng không thành.
hắn tung một chưởng đánh ngất vợ rồi định quay ra xử hồ ly tinh sau. Thế nhưng Phiên Nhiên nhân lúc hỗn loạn đã nhanh chân chạy thoát. Bây giờ ở bến cảng Lan An cùng hộ vệ đã chuẩn bị thuyền chờ sẵn. Đài Tẫn sau khi để yêu nữ bỏ chạy cũng không muốn mất thời gian đuổi theo, đành phi ngựa đến thẳng nơi Lan An đã hẹn. Ngạc nhiên thay, hắn đem cả Toto theo cùng. Hóa ra hắn muốn lợi dụng cô để chống lại Diệp gia đang nắm binh quyền dưới trướng Thịnh Vương. Tin tức Toto bị Đài Tẫn bắt đi khiến cả nhà họ Diệp hỗn loạn. Tiêu Lẫm sai người phong tỏa toàn bộ cảng biển không cho Đài Tẫn trốn thoát, nhưng đã quá muộn. Từ xưa đến nay hai nước Cảnh Thịnh vốn đã có hiềm khích với nhau. Lần này con tin lại bắt cóc con gái đại tướng quân rồi trốn khỏi nước Thịnh, phe này Diệp gia khó lòng tránh phải tai họa. Nửa đêm Toto tỉnh dậy mới nhận ra bản thân bị trói nhốt dưới khoang thuyền. Thấy vậy Đài Tẫn muốn kiếm chuyện liền đến tìm cô. Tối qua vẫn còn xem pháo hoa ném tuyết tình cảm đong đầy, hôm nay lại lật mặt xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ hắn mới lộ nguyên hình là một kẻ tâm cơ xảo quyệt. Hóa ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều nằm trong kế hoạch của Đài Tẫn. Thậm chí việc cố ý thành thân với Toto để bảo toàn mạng sống cũng không ngoài dự tính của hắn. Việc oánh tâm ma ma phát điên vốn không phải là vì Ngô tổng quản ép bức mà chính là Đài Tẫn gây ra. Năm ấy nhờ con quạ nhiều chuyện mà hắn biết việc oánh tâm định dùng thuốc hại chết mình. Hắn quyết định tương kế tự kế, lửa oánh tâm ra ngoài đào lên vò rượu để ăn mừng. Còn bản thân hắn ở trong phòng nhân thời cơ đó dễ bề hành động. Đài Tẫn hoán đổi bát cơm và đũa dùng để oánh tâm sử dụng chúng rồi lâm vào trạng thái hôn mê đúng vào lúc Ngô tổng quản đi ngang qua, cứ thế bị hắn ta mang về làm nhục, phát điên từ đó. Trời sinh ma thần lãnh đạm vô tình, bất kỳ ai từng động đến hắn tuyệt đối phải sống không bằng chết. Đối với việc Đài Tẫn bỏ trốn, Thịnh Vương cực kỳ tức giận, vội đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Diệp gia. Diệp tướng quân bị giam vào nhà lao Tam Pháp Ti, buộc Thanh Vũ sống chết cũng phải mang được người trở về. Toto cũng không phải kiểu người thích ngồi yên, cô nhân lúc Bạch Vũ mang thức ăn vào cho mình, diễn một vở kịch nhỏ rồi đánh ngất hắn ta, tự cởi trói thoát ra ngoài. Về phần vì sao lại có bùa chú, đó là do Lan An vẽ ra giúp cô, còn lý do thì ai mà biết. Lan An phóng thích tù nhân, còn bình tĩnh và đối mặt với Đài Tẫn, hắn tặng cho bà cây châm tượng trưng cho mẫu thân, khiến bà bàng hoàng một trận. Đạm Đài Minh Lãng là một vương quân tàn ác, sau khi lên ngôi điện hạ, hắn trong thời gian ngắn đã giết chết tất cả huynh đệ của mình, tính đến thời điểm này cũng chỉ có Đài Tẫn là còn sống. Tịch Vụ lúc này lẻn vào buồng của các nữ vũ công, tưởng chừng qua mặt được nhóm nguyệt vệ Cảnh thì ngơ ngơ ngáo ngáo bị mang lên sàn biểu diễn. Đàn ca múa nhạc thì thôi đi, nhưng nhạc cụ của nhân gian so với thần khí trùng vũ còn kém rất xa, nên bà chị liền bị Đài Tẫn phát hiện được, chỉ điểm lên biểu diễn một điệu múa đơn. Tại phủ Tuyên Thành Vương, Nghi Chi làm gì thì không giỏi chứ nghiệp coi bói xuất chúng không ai bằng. Bói ra một quẻ cho Đài Tẫn và Tịch Vụ đại cát đại lợi, dù bị bắt là con tin, nhưng nói không chừng sau này sẽ thăng chức lên làm vương hậu. Tịch Vụ buộc phải lên nhảy một điệu nhạc, khiến anh nhà khoái khoái chảy nước miếng, mắt không dám chớp dù chỉ là một cái, rồi vui vẻ ôm người đẹp vào lòng. Ai dè Tịch Vụ phút trước tán tỉnh trai, phút sau liền dùng dây áo xiết cổ ông chồng, đe dọa nguyệt vệ Cảnh chuẩn bị cho mình một con tàu trở về Thịnh Quốc. Nhưng Đài Tẫn không sợ trời không sợ chết, ra lệnh cho Bạch Vũ cắt đứt dây thả tàu, nhân cơ hội cứu người. Tịch Vụ rơi vào đường cùng, mà hành động quả quyết nhảy khỏi thuyền của cô khiến anh nhà hoảng hốt một phen, liền lệnh cho nguyệt vệ Cảnh dùng mọi sức tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tiêu Lẫm bên này đã nghĩ ra cách hỗ trợ Diệp gia lập công chuộc tội, mang danh nghĩa truy bắt con tin mà điều tra tô thuế ở các châu huyện phía ven bờ sông, dùng kế giết gà dọa khỉ để diệt trừ hậu họa cho Thịnh Quốc. Hơn nữa, Minh Lãng cũng là một hôn quân, để hai anh em họ tranh quyền đoạt lợi cũng không phải là có hại. Huống hồ năng lực cầm quyền của Diệp gia bày rõ rành rành, thời điểm này mà đổi bạn thành thù lại chẳng khác nào cho các nước đối địch có cơ hội xâm chiếm. Lý do khiến Minh Lãng luôn muốn giết chết Đài Tẫn là vì phụ vương của hắn đến cuối đời vẫn mong ngóng mang Đài Tẫn trở về nước Cảnh. Nếu như năm xưa Nhu Phi không chết vì khó sinh, thiên hạ hiện tại còn chẳng phải đã được trao cho Đài Tẫn sao? Mà thứ khiến hắn cảm thấy đáng hận hơn, đó là việc mẫu thân của mình vì bảo vệ Cảnh Vương khỏi thú dữ tấn công mà chết. Trong khi người trong cung đều biết Nhu Phi có khả năng nói chuyện cùng với động vật, tin đồn ngày càng thổi đi xa, có lẽ chính Nhu Phi là người đã lệnh cho đám thú dữ đó ám sát vương hậu. Hắn ta trong giây phút nóng giận đã tự tay giết chết phụ thân, ngồi lên vương vị. Mà Đài Tẫn lúc này nhận được tin Tịch Vụ đã bị nhóm Tất Song bắt được, đang chờ đợi ở phía trước. Khi thuyền cập bến, anh nhà đang vui vẻ khi đã bắt được vợ về thì cô vợ này nó cũng lạ lắm, hóa ra là sát thủ Minh Lãng phái đến đâm đinh độc vào mắt Đài Tẫn. Bonus thêm yêu lực tẩm độc do Tất Song mang đến trước đây, Đài Tẫn chưa phát yêu lực được bao lâu thì đã học máu. Một đội quân lập tức bao vây lấy họ, Đài Tẫn liền ra lệnh rút ván đẩy thuyền, nhưng trong cái rủi có cái xui, cánh tay phải đắc lực của Minh Lãng, Phù Ngọc đã đến. Chưa kịp đánh thêm một trận thì vở kịch đã hạ màn, Lan An thực chất làm việc cho Minh Lãng. Bà ta lập kế hoạch mang Đài Tẫn cập bến tại đây để giao hắn cho chủ nhân, nhằm giải cứu con gái phù nhai của mình. Minh Lãng hận con người này đến tận xương tủy, năm xưa mẹ hắn chết chưa bao lâu thì Nhu Phi mang thai. Vì để bợ đỡ vị vương tử sắp chào đời, đám người hầu cũng dần lạnh nhạt trong việc chăm sóc Minh Lãng. Cho đến một ngày hắn ta sẩy chân ngã vào đống than sưởi ấm chưa được đóng kín, Cảnh Vương vẫn không thèm quan tâm đến vì bận chăm vợ yêu ngủ.
Vài ngày sau hắn cuối cùng cũng thấy cha mình qua khung cửa, nhưng ông cũng chỉ để lại một câu, số phận người này không thể ngồi lên ngai vị. Nỗi đau da thịt lẫn tâm hồn như thiêu đốt tuổi thơ của hắn, thế nên ngày hôm nay hắn nhất định khiến Đài Tẫn chết không toàn thây. Hai anh em thương yêu chơi vực lộn bên lò than một hồi, Đài Tẫn đề nghị hắn cho mình được làm rõ một chuyện. Ông đây làm vua nhưng hơi rảnh nên ok em luôn. Đài Tẫn đứng dậy chỉnh trang y phục, sắp chết còn làm màu dò hỏi Lan An vì sao phản bội mình. Một phần vì cứu con gái, một phần vì Đài Tẫn quá mức tàn nhẫn, Oánh Tâm dù sao cũng tự tay nuôi hắn lớn, cuối cùng lại bị hắn bức điên. Lợi dụng người đối tốt với mình, còn kẻ không tốt thì kết cục chẳng khác gì nhau, đây không phải điều một con người có thể làm được. Khó khăn lắm mới nắm trong tay một Diệp Tịch Vụ, người duy nhất khiến hắn có vướng bận, Lan An ngu gì không dùng đến. Bà ta không hối hận đã làm ra hành động phản bội này. Được lắm con mẹ già, anh mày đã cho cơ hội mà còn say nô thì xin là xin vĩnh biệt cụ. Cây châm Đài Tẫn từng tặng cho Lan An thực chất chứa nhện độc, không lòng vòng liền trực tiếp giết chết bà ta. Sau đó hắn phát ra yêu lực đánh ngã đám thuộc hạ, còn chẳng màng đến việc mình vừa bị hộc máu lần hai, cầm lấy thanh đao cắt một phát xuống tay rút máu giải độc. Để xem ông mày chết vì độc hay vì mất máu, còn thằng mặt thẹo này coi chừng sau này ngủ không yên mà phải giật cà hẩy cả đêm. Nói xong, Đài Tẫn liền bắt chước vợ nhảy thẳng xuống sông. Toto rơi xuống nước từ tập trước tới tập này vẫn chưa chết, ngược lại còn vô tình tìm thấy Ngọc Khuynh Thế, món thần khí thượng cổ được một ma nữ luyện thành nhưng lại thất lạc hàng vạn năm trước. Xem chừng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, như vậy mà cô tạm thời giữ được mạng sống. Tất xong phản bội chủ tử đầu quân cho Minh Lãng, còn tưởng sẽ một bước lên mây, ai ngờ thì cũng lên mây đó mà đúng nghĩa đen luôn. Từ đó biết được Minh Lãng còn đang nuôi giữ yêu thú, hắn muốn cột bi bát Đài Tẫn sử dụng yêu thuật. Nguyệt Vệ Cảnh đang bị giam giữ thì nghe tin nhóm nữ tử bị bắt mang tới mua vui cho Minh Lãng, liền giao lưu với mấy chú sóc để tháo dây thừng, cứu tất cả thoát ra ngoài. Chạy qua cả một đêm, Bạch Vũ lệnh cho bốn người hộ tống người đẹp về tộc, còn mình và nhóm còn lại chia ra tìm kiếm Đài Tẫn. Tịch Vụ tìm đến một làng buôn, thông qua một lái buôn truyền thư tay về cho Diệp gia, có thể cô sẽ rời đi một thời gian để đu theo Đài Tẫn. Không biết nhờ đâu mà chị nhà thay một bộ y phục mới ken xà ben, men theo đường sông tìm tới nước cảnh, nhưng giữa đường lại đụng trúng một dáng người sắp chết. Đúng, đó chính là Đài Tẫn bị trôi giạt vào. Ma thần không thể chết, Tịch Vụ dùng mọi cách cứu người, nhưng thằng Trả vừa mở mắt đã bị đánh một phát tỉnh lại ngang. Bởi ta nói nghiệp quật tới lại chẳng chừa một ai, mới dồn người ta vô đường cùng thì vài tiếng sau cũng bị phản bội rồi mất máu đến sắp chết. Đợi cho hắn ta tỉnh lại, Tịch Vụ liền tra hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Điều khiến cô phẫn uất nhất chính là Đài Tẫn thế mà lại giết chết Lan An, một chút tình người cũng không có. Lẽ ra bà ta năm xưa bỏ rơi hắn thì không nên quay lại cho hắn hy vọng, rồi lại vứt bỏ hắn như một đôi giày rách nát. Để bảo toàn tính mạng, Tịch Vụ quyết định mang hắn về giam giữ tại Diệp gia, nhưng còn chưa hỏi biên kịch có cho phép không đã. Vợ chồng bên này đang bình yên nướng cá, thì quân lính của Minh Lãng đang lục soát khắp nơi, còn quân lính Thịnh Quốc cũng đã đến gần biên giới hai nước. Biết tin quân tinh nhuệ Cảnh Quốc xuất hiện gần đây, Tiêu Lẫm bèn kêu người dẫn đường tìm đến. Cúc Bồ Tấn Vu đang trò chuyện sặc mùi cảm lạnh với nhau thì Đài Tẫn nghe thấy tiếng động, liền dắt người rời khỏi. Cả khu rừng dần bị bao vây, Tịch Vụ chỉ còn cách lấy mình ra làm mồi nhử kẻ địch đuổi theo. Như phận nữ nhi, cô rất nhanh đã bị một quan binh dương kiếm trước mặt, Tịch Vụ đánh chết cũng không khai ra Đài Tẫn còn sống. Chị hơi yếu nhưng mà mấy con quạ của chồng chị mạnh, Tịch Vụ lại tiếp tục bị đuổi theo, cho đến khi Đài Tẫn xuất hiện giữ cô lại. Vào lúc tình thế ngàn cân treo sợi kẽm, quân của Tiêu Lẫm đã đột phá vòng vây, đám người kia không bị chém chết cũng tự tử mà chết. Hắn dặn dò binh lính xem như hôm nay chưa từng nghe qua chuyện gì. Giúp đỡ Đài Tẫn cũng chỉ có thể một lần này thôi. Đội quân Minh Lãng không bắt được người, ngược lại trong cung có việc cần phải giải quyết, nên hắn giao lại nhiệm vụ cho Phù Ngọc. Mà Đài Tẫn đã hộc máu lần thứ ba, xem chừng trong thời gian ngắn nữa thôi hắn sẽ mất mạng. Toto lập tức chạy khắp nơi tìm thảo dược, điều chế ra thuốc giải tạm thời, nhờ thế mà anh nhà chưa phải lên bàn thờ quá sớm. Nhận thấy có thể cơ thể Đài Tẫn vẫn còn vết thương, chị đẹp định thoát y người ta ra mà anh ứ chịu. Ơ kìa, vợ chồng chứ có phải người dưng đâu mà trưng ra bộ mặt bị bức ép thế kia. Trong lúc cả giỡn trêu chọc, trên người cô rơi ra Ngọc Khuynh Thế khiến Đài Tẫn lấy được. Toto không còn cách nào khác liền kể cho hắn nghe, xưa kia có một nữ ma đầu giết hại hàng vạn tiên tử, rút tiên cốt của họ luyện ra thần khí này. Cho nên, người nào dùng nó chắc chắn kết cục không tốt, sẽ đoản mệnh đột tử. Đài Tẫn sắp thải tới nơi rồi, sợ gì đột tử, chỉ có điều trị nhà miệng ngọt hơn đường, quả quyết nói mình sẽ không để hắn chết nên hắn mới tạm thời không hấp thụ Ngọc Khuynh Thế. Hai người chìm vào giấc ngủ, nhìn phát biết ai là nóc nhà luôn. Sáng hôm sau, khi cặp vợ chồng đã sắp đến biên giới Thịnh Quốc lại đụng trúng Phù Ngọc, à ta là một yêu nữ có tu vi bậc cao. Đài Tẫn chỉ còn cách dùng chút sức lực cuối cùng điều khiển bay đến tạo thành lớp khiên chắn, bất quá cũng chỉ tiết kiệm thêm được vài giây, hắn cứ thế che trước người Tịch Vụ, lại thêm một lần hộc máu. Anh chị nhà này mới đứng dậy thì yêu nữ lại phát thêm miếng yêu lực nữa, lại tới lượt Tịch Vụ đứng ra đỡ thay Đài Tẫn. Rõ ràng là cảnh nguy hiểm sao tôi lại nghe mùi phát cơm chó. Tịch Vụ không có nhiều tu vi, trực tiếp ngất xỉu, hơn nữa trận pháp ả ta yểm lên người cô cũng có thể khiến cô mất mạng trong vòng vài phút.
Vì để Diệt Yêu cứu vợ, Đài Tẫn hấp thụ Ngọc Khuynh Thế, đột tử thì có sao, sống hết ngày hôm nay đã rồi tính. Một khi Men đã nạp full năng lượng thì yêu nữ chỉ là rùi muỗi, hai người công thủ vài skill, Phù Ngọc rất nhanh đã bị Đài Tẫn bắt trong tay. 36 kế chạy là thượng sách. Lúc này, Đài Tẫn mới thu hồi yêu lực, cơ thể hắn chậm chạp tiến lại gần Tịch Vụ, nỗ lực phá giải trận pháp, cứu lấy tính mạng của cô rồi bất tỉnh. Một lát sau, Tịch Vụ tỉnh dậy trong bàng hoàng tới bật ngửa, cô vừa dùng phép, vừa cầu xin Trùng Vũ có thể xuất hiện kéo Ngọc Khuynh Thế ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng hành động này của cô lại khiến cô gặp được nữ ma đầu, chủ nhân của thần khí, và làm một cuộc giao dịch. Vốn dĩ Ngọc Khuynh Thế đã chiếm đóng trong mắt của Đài Tẫn, nên muốn cứu hắn gánh lấy tai ương, Tịch Vụ chỉ có thể dùng mắt của mình đổi lấy. Trong lòng cô đột nhiên do dự, hắn ta là ma thần, sinh ra không nhân tính, có thể sẵn sàng giết chết người từng nuôi nấng mình. Thế nhưng hắn vừa đáng trách cũng vừa đáng thương. Toto chấp thuận hoán đổi, lấy được thông tin bí mật về tà cốt nằm sâu bên dưới vực hoang. Khi cô tỉnh lại cũng là lúc Nguyệt Vệ Cảnh tìm đến, thế nên Toto để lại Đài Tẫn mà rời đi, đợi lúc tìm được cách tiêu diệt tà cốt rồi lại trùng phùng vậy. Tại Thịnh Quốc, Tiêu Lẫm giúp Diệp ra lấy công chuộc tội. Diệp tướng quân được thả trở về, còn Thanh Vũ bị điều đến quân doanh. Nhưng Thành Vũ vẫn nghĩ bên trong quân doanh có thể có bẫy. Đang đứng thì hai người nhận được thư của Tịch Vụ. Cô nói rằng cô vẫn bình an. Tịch Vụ lúc này lang thang trong rừng, định dựa vào trí nhớ tìm tới vực hoang. Cô bất ngờ nhìn thấy Phiên Nhiên đang dưỡng lại yêu khí. Rõ ràng là một nữ hồ ly đã tu đến bảy đuôi, vẫn bị máu của ma thần khiến cho linh lực suy kiệt. Mõ thì hỗn nhưng tâm hướng Phật, Tịch Vụ dùng năng lực từ Ngọc Khuynh Thế chữa lành vết thương cho Phiên Nhiên, liền biết được cô chính là từ vực hoang trốn ra ngoài. Vực hoang ẩn chứa yêu ma, lúc cô còn nhỏ thì kết giới của thần canh giữ rất mạnh, nên Phiên Nhiên không thể ra ngoài được. Chỉ là không biết vì sao sau này kết giới yếu đi, rất nhiều yêu ma cũng từ đó thoát được, Phiên Nhiên liều ăn nhiều trốn ra. Mà vị thần canh giữ đó là trụ thần Tắc Trạch cai quản thời gian, gương quá khứ là do mắt thần của ông ấy hóa thành, có năng lực như cỗ máy thời gian của Dogemon. 12 vị đôn hoàng đều mất mạng trong trận chiến với ma thần, thật bất ngờ khi biết trụ thần xuất phát điểm từ vực hoang. Phiên Nhiên vì trả lại phần ơn vừa rồi nên đồng ý chỉ đường cô đến đó. Đài Tẫn trong cơn hôn mê trò chuyện cùng tâm ma, hắn khích tướng Đài Tẫn lại một lần nữa bị Tịch Vụ bỏ rơi. Rồi thì cuộc đời trải qua muôn vạn khổ đau cũng chỉ vì để đưa hắn đến con đường hắn nên đến. Cảnh quốc là địa ngục hắn từng thoát ra, có phải hay không bây giờ hắn cần giành lấy những gì vốn phải thuộc về mình, trả lại mọi ân oán khi xưa và ngồi lên vị trí cao nhất. Về phía Tịch Vụ, cô đã ngao du cùng Phiên Nhiên 3 ngày 3 đêm mà nhỏ này chỉ biết chỉ đường xa lơ, giữa chừng còn dừng lại chọc ghẹo đời trai. Cháp người ta là chuyện nhỏ, nhưng tình cảm vốn không phải thứ con người có thể định đoạt, tạo nghiệp coi chừng có ngày nghiệp quật đó bà chị. Chủ yếu là vì sợi tơ tình của Phiên Nhiên đã bị cướp mất nên cô không thể động lòng với bất kỳ ai. Trở về chủ đề chính, Phiên Nhiên trước kia đã phải chặt đứt hai đuôi của mình, hủy đạo hạnh nghìn năm để thoát khỏi vực hoang, vậy mà một phàm nhân như Tịch Vụ lại phấn khích muốn vào đó chịu khổ. Đêm đó cảnh quốc xuất hiện biến động lớn, Minh Lãng vào nơi thờ cúng mẹ mình bắt đầu nói nhảm. Đang ba hoa trích chòe con trai cưng của mẹ đã sắp trả được hết ân oán thì một đàn chuột từ đâu chạy ùa vào. Với quan điểm cá nhân thì lông gà lông dịt người tôi nổi hết cả lên rồi. Bất quá chỉ có một người đã diệt sạch toàn bộ quân binh, xin nhẹ cái mạng chó của Minh Lãng rồi trở về lên ngôi trong vinh quang. Người dân đồn đoán Đài Tẫn có phép lạ, nếu không vì sao đêm qua chim muông cùng bầy chuột náo loạn kinh đô lại không làm hại đến bất kỳ người dân nào. Hắn trong lời đồn đoán là tiểu nhi tử mà tiên vương từng sủng ái nhất, mẫu thân còn là công chúa của tộc Di Nguyệt. Chẳng qua khi còn nhỏ bị đưa đến nước Thịnh làm con tin, đổi lại nhiều năm thái bình cho cảnh quốc, chiến công vĩ đại. Nay quân vương bạo ngược đã chết, tân vương kế vị được định sẵn sẽ là người thống nhất thiên hạ, hóa giải kiếp nạn cho chúng sinh. Bề ngoài là thế, trong cung tất nhiên sẽ có người không phục, đều cùng nhau kéo đến làm mình làm mẩy một phen. Ai ngờ Đài Tẫn không thèm quan tâm mang đến một lư đồng nấu canh thịt của tộc Di Nguyệt, nói ra những lời lay động lòng người, đều là trung thần tận lực với đất nước, hắn lên ngôi là điều đã chắc chắn, thích thì đi làm tiếp, không thích thì vô quỳ trước mô của Minh Lãng chờ đến dục xương. Thế là nhanh chóng đàn áp được quần thần, nhưng có thể đó cũng chỉ là tạm thời trong thời gian ngắn. Tin tức một con tin như Đài Tẫn chiếm lấy ngôi vua rất nhanh đã truyền đến Thịnh Quốc, Thịnh Vương ra ý chỉ khởi binh đánh nước Cảnh, mặc cho Tiêu Lẫm cùng người dân lầm than. Mà Đài Tẫn biết được tin tức này cũng không nhượng bộ thoái lui, hắn quyết định tự mình dẫn binh đóng chốt ở biên cương, nhân cơ hội này mà đánh cho đối phương một nhát chí mạng. Trong thời gian này, Đài Tẫn vẫn cho người tìm kiếm Tịch Vụ, chỉ là luôn không rõ tin tức. Về phần chiến tranh, hắn có ý định sử dụng yêu thú đấu lại với quân lính Diệp gia. Toto đã được Phiên Nhiên đưa đến kết giới vực hoang, tuy rằng tu vi không cao, nhưng nhờ vào Ngọc Khuynh Thế, cô đã sử dụng được Trùng Vũ tạo thành lớp màn chắn, xuyên qua lớp kết giới đầy gian nan, xuống đến nơi cơ thể Toto đã có không ít vết thương. Trong khi thám thính tình hình, cô trông thấy một nhóm người dị hợm định nuốt chửng một đứa bé, nên liền ra tay tương trợ. Đám người sau khi bị dính chưởng giật tê tê mà không chết từ từ, chúng liên tiếp đuổi theo cô nàng.
sức lực có hạn, và lúc Toto sắp không cầm cự được nữa thì cô lạc vào một hang động tăm tối, còn đám người bị kết giới đẩy thoái lui bên ngoài. Phía trước là ánh sáng lóa lên như vàng 4 số 9 và giọng nói quen thuộc xuất phát từ gương quá khứ. Trước mắt cô hiện ra trụ thần cai quản thời gian Tắc Trạch được quấn đèn LED chói sáng. Ông trước tiên chữa lành vết thương của hai người bọn họ rồi mới nói. Canh giữ nơi này hàng vạn năm đều là vì đợi cô đến. Muốn giết được tà cốt cần hội tụ đủ 3 yếu tố. Một giấc mộng, một giọt lệ ma thần rơi vì ái tình và một sợi tơ tình. Nếu có thể mở được cửa lòng ma thần, diệt hồn châu lệ sẽ hòa thành 9 chiếc đinh thần, lần lượt đâm vào tim ma thai. Thời hạn đã đến, sau khi trụ thần biến mất, Toto cũng chỉ còn 300 ngày để phá hủy tà cốt. Nếu không đợi đến khi kết giới được khai mở, yêu ma tràn ra đường giết hại chúng sinh thì đó chính là ngày diệt vong của tam giới. Truyền đạt xong lời cần nói, ông ấy biến mất, để lại thần khí gương quá khứ. Toto đưa đứa bé thoát khỏi vực hoang, mới phát hiện nó chính là con gái của Alan. Mà kẻ đã xô ngã phù nhai xuống bên dưới chính là thằng cha mặt thẹo Minh Lãng. Thời gian ở vực hoang không giống bên ngoài, chỉ vào đó vài tiếng thì nơi này đã trải qua gần 4 tháng. Hai nước cảnh thịnh chiến tranh liên miên, Đài Tẫn lên ngôi vua liền đích thân ra trận, điều khiển yêu thú chiến đấu, đánh cho nước thịnh liên tục tháo chạy, thương vong nặng nề, tăng thêm độ tin tưởng từ cảnh quân. Diệp tướng quân trọng thương không biết sống chết, nay Thanh Vũ dẫn binh xuất trận, vẫn đang trấn thủ ở Ải Ca. Mà Thịnh Vương ngồi mát ăn bát vàng lại chê trách cha con nhà người ta quá vô dụng, lệnh cho Thanh Vũ chỉ có tiến không được lùi, trong khi lương thực đã giảm đi đáng kể, xem chừng chỉ cầm cự được 3 ngày tới. Hắn ta lại giao cho Thanh Vũ tự mình xoay sở, nếu Ải Ca cũng rơi vào tay giặc, cả Diệp gia sẽ phải chu di cả tộc. Đài Tẫn 4 tháng đi tìm vợ, vợ đâu không thấy chỉ biết được tin tức của một nữ hồ ly 7 đuôi. Hắn tự mình ra trận truy bắt cô nàng. Đối phó với nhóm nguyệt vệ cảnh, Phiên Nhiên có nhắm mắt cũng thắng, nhưng với ma thần thì nó lại là chuyện khác. Cô lỡ miệng nhắc đến Tịch Vụ, như một kim bài miễn tử được Đài Tẫn tha chết. Hắn buộc cô uống một viên đan dược của tộc Di Nguyệt và đưa ra lời mời tuyển dụng về đầu quân cho mình, chỉ cần cô sau này có ý định phản bội hắn thì sẽ bị đột tử mà chết. Mốt chết hay giờ chết chọn một đi cô gái, nghĩ bằng đầu gối cũng biết được câu trả lời. Mà nhiệm vụ đầu tiên của Phiên Nhiên là tìm đến Thanh Vũ đưa ra lời đề nghị cầu hòa, hoặc nói thẳng ra là quy hàng Cảnh Quốc. Thịnh Vương là một tên ngu xuẩn ích kỷ, nếu không làm gì thì trong 3 ngày tới, toàn bộ quân sĩ đều nắm tay nhau đi đoàn tụ với ông bà. Cả hai cãi nhau một trận, trước khi rời đi, cô để lại một lá thư ghi thời gian và địa điểm hẹn gặp mặt với Đài Tẫn. Không ngờ rằng hai người họ thực sự đến đó, nhưng Thanh Vũ là muốn tay không giết vua, tiêu diệt kẻ cầm quyền thì binh lính ắt loạn lạc. Chỉ có điều Đài Tẫn nói không sai, Diệp gia từ lâu đã luôn trực chờ nguy cơ họa sát thân, lần này có thể may mắn thoát được, lần sau vẫn sẽ là Diệp gia bị đưa đến đầu ngọn sóng. Huống hồ tỷ lệ vinh quang trở về của bọn họ hiện tại đã là 0%. Thanh Vũ là một tướng quân vừa có tài vừa có đức, mỗi lần chiến đấu đều tự mình xuất trận, thế nên mới nhận được sự đồng thuận một lòng của hàng vạn người ở Ái Ca. Một thanh kiếm tốt trên chiến trường lại rơi vào tay hôn quân ngu xuẩn như Thịnh Vương, đó là họa của thiên hạ. Chỉ khi hắn biết đâu mới là chính nghĩa thực sự, buông bỏ thanh danh của bản thân, đó mới là phúc của bách tính. Diệp gia ngàn đời hưởng lộc vua, nhưng chỉ vì cái lộc trước mắt đó, lẽ nào lại bỏ rơi không màng đến số người chết trên chiến trường sao? Ngày hôm sau, quân cảnh đã đến trước thành, yêu thú lẫn quân binh đều tính đến hàng chục vạn, đẩy Thanh Vũ vào con đường không thể quay đầu. Trời sinh thiên tài mặt trận, từ năm 12 tuổi hắn đã nhận được lời dạy của cha, có chết cũng không bao giờ được đầu hàng kẻ địch. Ngay ở phủ Tuyên Thành Vương, hắn cũng đã bày tỏ khát vọng thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh loạn lạc. Hình ảnh của Diệp gia bị hôn quân chèn ép, hình ảnh của người dân bỏ mạng nơi chiến trường đồng loạt đan xen lẫn nhau. Cầm chặt miếng ngọc bội biểu trưng cho người đứng đầu Diệp gia trong tay, Diệp Thanh Vũ khó khăn quyết định. Hắn ra lệnh cho binh lính mở cửa thành, quy hàng trước quân đội nước cảnh. Không còn bem nhau thì hai anh vẫn còn tình huynh đệ tốt chán. Chủ tử đang trò chuyện tình cảm thì việc nhắc đến Tịch Vụ khiến không khí đột nhiên cảm lạnh. Đừng 1001 câu hỏi vì sao nữa, vì anh cũng có biết bà vợ trốn ở nơi nào đâu. Bạch Vũ, đóng cửa tiễn khách. Tịch Vụ vì để bảo đảm an toàn cho phù nhai đã đưa đứa bé đến gia đình nông dân nọ, đặt tên là Nhạc Nhai. Sau đó đưa cho con bé thư giới thiệu đến Hành Dương Tông, sau này đủ tuổi có thể đến đó tu học. Tin tức quân binh quy hàng truyền đến Thịnh Vương, hắn cũng không thể đụng đến Diệp gia nữa khi người của Đài Tẫn đã âm thầm ra tay, nên liền chút tức giận lên Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm không còn cách nào khác mang quân xuất chinh ra trận. Trước khi đi còn cầu xin vua cha tha cho Băng Thường một mạng sống. Bà chị Thảo Mai này gia đình đi thì không đi theo ở lại Thịnh Đô bị dân chúng phỉ nhổ. Rất may là Tiêu Lẫm về đến kịp, nếu không có người uất ức nhảy lầu rồi. Nghe tin phu quân của mình sắp xông pha mặt trận, Băng Thường sợ hãi mình ở Thịnh Đô sẽ bị bức đến chết, nên quyết liệt đòi theo chồng. Chỗ đánh giặc chứ có phải chỗ may vá theo thùa đâu, nhưng mà anh là boy si tình nên em nói gì anh cũng say rét. Bà Nghi Chi vốn dĩ đã phải trở về Tiêu Giao Tông, lại quyết định lo chuyện Bao Đồng kề vai sát cánh với Tiêu Lẫm. Cách đây chưa lâu ba người bọn họ còn cùng nhau uống trà đàm đạo chuyện thế gian, giờ đã là phe đối địch. Đúng là không biết ngày mai đến trước hay tai họa đến trước. Đài Tẫn không ngờ mình và idol ngày xưa sắp bem nhau trên chiến trường, chỉ có điều yêu thú vẫn cần thêm chút thời gian để hồi phục, hắn cần nhanh chóng tìm ra yêu thú khác.
Nhờ vào năng lực của phiên nhiên, họ biết được dưới đáy sông Mặc có một yêu thú thượng cổ ngàn năm đang say giấc, liền tập hợp toàn bộ thuật sư tài giỏi trong nước đến. Tịch Vụ từ người qua đường nghe đến địa điểm đóng quân của Đài Tẫn và cả việc Thanh Vũ quy hàng, liền tìm đến nơi và biết được những chuyện đã xảy ra. Vào lúc mặt trời mọc ngày mai, hắn sẽ mang theo thuật sư bày pháp trận ở sông Mặc, đánh thức thần thú. Mà chuyện này cũng không qua khỏi con mắt nhiều chuyện của Nghi Chi, nơi này chỉ có hắn và Tư Lẫm sở hữu tiên cốt, nên hai người đã vội đi trong đêm. Băng Thường trông thấy cũng lo lắng lén đi theo. Rồi đủ cặp đủ bảy, sông Mặc bị trận pháp phá vỡ tách ra làm hai như món vũ khí của Dogemon tạo thành lối đi bên dưới. Giao Long vẫn còn ngủ say, nhưng xung quanh nó không có yêu khí, chỉ có uẩn ức thù hận. Nếu cứ vậy trong thời gian không xa, Giao Long sẽ nhập ma hoàn toàn. Mà bên dưới, Giao Long đang ôm ấp bảo vệ một vỏ ngọc trai. Các thuật sư liền lập thành trận pháp, muốn cưỡng chế đánh thức Giao Long. Việc gần thành thì bà vợ đến phá đám, Đài Tẫn có chút bất ngờ lại nhìn nhau mỉm cười một cách cảm lạnh. Ngày xưa em nói thương anh mà giờ phá hoại chuyện của anh, bây đâu bắt nhỏ này lại cho chấm. Chuyện tình ra ma thì cho Tiêu Lẫm xin góp vui bằng một vai. Thế nên sự chú ý của Đài Tẫn chuyển sang hết cho Tiêu Lẫm, ngay từ nhỏ hắn đã luôn là idol trong lòng Đài Tẫn, chuyện gì cũng bắt chước hắn làm theo. Sau này mới nhận ra điều duy nhất cả hai giống nhau là đều bằng cách này hay cách khác bị huynh đệ ganh ghét, thậm chí đuổi cùng giết tận. Nếu như ở một kịch bản khác, hai người đã có thể là đồng bạn tương thông, nhưng số phận đã định kiếp này chỉ là kẻ địch. Hắn cũng không hề giấu giếm về món quà đại hôn như tang lễ hắn từng tạo ra ở đám cưới của Tiêu Lẫm. Nỗi hận thù chất cao như núi, hai bên lao vào chiến nhau kịch liệt, mà lúc này phiên nhiên cũng đã sửa xong trận pháp để các thuật sư tiếp tục. Ông trời đã định hôm nay Giao Long phải thức tỉnh mà không cần tìm đủ 7 viên ngọc rồng. Theo như lời của Nghi Chi, Giao Long đã say ngủ vạn năm, không ngừng trải qua mộng cảnh, dịp lây lại những ký ức trong quá khứ, chạy lại cuốn băng đĩa thời gian đến hơn vạn năm chưa xi nhê. Đôi mắt của nó có hai màu, thành ma hay thành thần chỉ trong một ý niệm, vì bị đánh thức bất thình lình nên đây là thời khắc nó quyết định. Trông thấy ma thần đang có biểu hiện bất thường, Toto dò hỏi cách phá giải rồi tự mình nhảy vào mộng cảnh, tiểu ma thần mơ hồ bị cuốn theo. Nghi Chi chưa nói xong thì ai nấy cũng đều đã vào, nếu bị cuốn vào bát nhã phù sinh, sẽ mất đi toàn bộ ký ức, có khi đầu thai làm chư bát giới không chừng. Tiêu Lẫm vì để ngăn chặn Đài Tẫn cũng chui vô, mà Băng Thường lo lắng tìm chồng bất ngờ ngã xuống. Vô mộng cảnh mà giành nhau cứ như đi giật hụi thế này. Tịch Vụ xuyên vào Tăng Tửu, công chúa tộc trai ở bờ sông Mặc, còn Đài Tẫn trở thành chiến thần thần vực Minh Dạ. Hắn bình định thiên hạ, dẹp loạn khắp nơi, là một sao lòng bách chiến bách thắng, chiến thần uy vũ và cũng là người trong lòng của Tăng Tửu. Bà chị mê trai đầu thai mấy kiếp cũng không hết, chỉ với một lớp vảy chiến giáp hắn rơi ra cũng khiến cô ngơ ngẩn hồi lâu. Thế nhưng trời sinh Toto dù ở tình thế nào cũng đều được gia đình thương yêu như hoa như ngọc. Tộc trai đời đời giữ mình, tích được nghìn năm phúc đức mới có được một Tăng Tửu sở hữu tiên cốt, nhưng nhỏ này ngoài chơi chỉ có ăn ngủ, không chịu tu tiên. Về phía Minh Dạ, hắn là một Giao Long, được chiến thần rước kia giao lại trọng trách bảo vệ tam giới và cả đứa con gái Thiên Hoan. Thiên Hoan trên mặt viết rõ chữ mê mà anh nhà cũng chê thật rõ, xem chừng chuyện tình yêu bùng binh sẽ từ đây mà xuất hiện. Chiến thần sau mỗi trận đánh đều dành vài phút mặc niệm cho những người đồng đội đã hy sinh, vậy mà con mụ Thiên Hoan lại trực chờ phá đám. Đêm khuya thanh vắng, đi vô ngủ chung với em cho vui. Làm nhiều cái giết không muốn nói, nhìn mặt người ta là có thấy vui dữ chưa? Bà chị Tăng Tửu bên này chỉ có mỗi một mẩu khôi giáp mà vẫn nhìn cười đến ngây người, chợt nhớ có thể giờ này anh nhà cũng chuẩn bị chiến đấu rồi cũng nên. Chiến thần Oai Phong lừng lẫy trong phút chốc ao trình đám yêu ma quỷ quái còn con, đang tưởng game này dễ thì boss cuối cùng cũng ra mặt say hé lô mấy ông bà già. Cả hai lao vào trận đánh một mất một còn, không má nào chịu thua má nào. Nhưng Minh Dạ cũng không chống cự được quá lâu, chỉ với thanh ma kiếm Trảm Thiên, ma thần xin nhẹ một lỗ trên cơ thể Minh Dạ. Thiên Hoan trông thấy cờ rớt đang rơi xuống Mặc Hà cũng vội đu theo, cả hai thế mà lại vào trong địa giới của trai tộc, được Tăng Tửu tìm thấy. Để bảo vệ Minh Dạ, Tăng Tửu liền đưa bọn họ đến nơi đặt đá trấn thủy giữa sông, sau đó răng thêm lớp kết giới bảo vệ, tự mình xông pha làm mồi nhử kẻ địch. Cô không chút ngần ngại diệt trừ được vài tên thuộc hạ, dụ chúng đuổi theo rồi lần lượt giết chết. Mà lúc này, Thiên Hoan thấy lá chắn của mình đang sắp về gặp chầu ông bà, nên ả ta đã tự ý giúp Minh Dạ hấp thụ tinh thể băng. Vốn là một thần khí thượng cổ trấn giữ sông Mặc vạn năm, bảo toàn mạng sống cho sinh linh vạn vật. Tộc trai xảy ra biến động lớn, cha của Tăng Tửu đến nơi thì chỉ thấy con mụ kia ngất xỉu, còn Minh Dạ đang hấp thụ tinh thể băng, liền muốn một chiêu giết hắn. Không ngờ đứa con gái ông yêu thương lại tình nguyện gánh cho hắn một tội danh tày trời, là cô đưa hắn đến đây, cũng là cô tiêu diệt thuộc hạ của ma thần. Tộc trai ngàn đời giữ mình bảo đảm sự an yên, giờ lại trở mặt thành thù với ma thần, còn mất đi linh khí trấn giữ, chẳng khác nào gặp phải họa diệt môn. Tăng Tửu hiểu rõ hành động của mình không thể nào tha thứ nổi, cô quyết định dùng chính tiên tủy của mình bù vào linh khí đã biến mất kia, rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Phải biết tộc trai nghìn năm tích đức mới sở hữu một trai tinh, vậy mà tương lai của cô trong một đêm cũng đã chấm dứt, còn có ước mơ phi thăng thành tiên sát cánh cùng Minh Dạ. Anh nhà sau hồi lâu ngất xỉu một cách vô tri thì cũng đã tỉnh dậy, trai vương đã không chờ được nữa đến điêu với anh một điều kiện.
muốn trả một cái giá tương xứng với việc Tăng Tửu tự hủy đi tiên cốt là chuyện không thể nào. Nhưng ông bắt hắn phải cưới con gái của mình làm thê tử, đưa cô đến tiên giới mà bảo vệ Chu Toàn. Gì vậy ba, mới ngủ có một giấc tỉnh dậy bắt đi cưới vợ. Huynh trưởng của Tăng Tửu vào phòng thăm cô, thông báo tin tức chấn động trời đất. Ông già nhà mình đã chốt đơn để cô cưới người cô thương, sau đó đến thần vực tẩy tủy tu luyện. Anh trai còn đang tưởng bảo bối không nguyện ý kết hôn, nên dặn cô suy nghĩ thật kỹ. Nếu không đồng ý thì tộc trai vẫn sẽ ở đây cùng cô đến cả đời. Ai dè bà chị nhanh chóng gật đầu cái một, được cưới cờ rớt, ai ngu mới từ chối. Nhân lúc thánh nữ giả dối còn chưa tỉnh dậy, mình nên rước chàng về dinh thôi. Ngày đại hôn diễn ra trong sự mong chờ tột độ của Tăng Tửu, nhưng đối với Minh Dạ lại là một sự ràng buộc không nên có. Nhưng dù sao cũng đã ký hôn thư, không lẽ giờ mình bỏ chạy thì quê quá. Tăng Tửu vinh quang rời khỏi tộc trai, cùng chiến thần bay đến thần vực, nhận được sự chúc phúc của tam giới. Trước khi đi, Minh Dạ còn nhận được lời cảnh báo của Tăng Hựu, nhỏ em gái ngày thường vô tư lại vì Minh Dạ mà giết bốn ma quân, vứt bỏ tiên tủy. Nếu có một ngày hắn đối với cô không tốt, toàn con dân Mặc Hà nhất định sẽ tìm đến hắn đoạt mạng. Tăng Tửu được gả đi xa, chờ đợi cả đêm Minh Dạ cũng không đến tẩm điện, để rồi chính mình lại ngủ quên mất. Sáng hôm sau, dân quê mới lên phố Tăng Tửu ngao du khắp nơi, nhận về lời đàm tiếu cùng những ánh mắt soi mói của nhóm thần nữ. Tăng Tửu ăn phải loại quả đắng, mà cảnh xấu này xui xẻo thay bị Minh Dạ trông thấy. Cô ngơ ngẩn chạy theo hỏi chàng đêm qua có về không, ngược lại nhận được sự lãnh đạm vô tình và ba điều giao ước. Thứ nhất, hắn sẽ không bước chân vào tâm điện của cô. Thứ hai, cô không được dùng danh nghĩa là phu nhân của chiến thần mà bắt nạt kẻ khác. Thứ ba, nếu sau này cô có người trong lòng, hắn cũng rất hoan nghênh viết hưu thư gửi cho trai vương để hòa ly. Tâm trạng bay lên trời mà thằng chả đạp con bé tuột mút xuống mương luôn. Tăng Tửu vội tìm đến các vị tiên nữ, hỏi thêm sở thích của chiến thần, nhưng cung Ngọc Khuynh trước giờ đều do Thiên Hoan làm chủ, bọn họ cũng không dám nói điều không hay. Dù sao con mụ đó ý đồ quá mức rõ ràng, chỉ là giờ anh nhà có vợ rồi nên liền chuyển qua chế độ trà xanh. Tăng Tửu không để ý nhiều đến vậy, cô quyết tâm tu luyện binh khí để có thể đến gần hơn với Minh Dạ thêm vài bước nữa. Rất nhanh đã đến kỳ hội họp của 12 vị đôn hoàng, trụ thần nhân thời cơ đến trước lén trộm vài cành hoa của Mộc Thần. Rồi lại vừa trách mắng tiểu tiên tử đi theo mình quá mức hậu đậu làm rơi mất hoa, một phát đạp thằng bé xuống hạ giới. Thực chất hắn định liệu được trước chuyện sẽ diễn ra một trận đánh một mất một còn giữa hai phe đối nghịch tiên ma, nên mới dùng cớ bảo toàn tính mạng cho nhóc con. Chuyện giải quyết vừa xong thì Minh Dạ và Sơ Hoàng lần lượt đến, tiếp theo đó là các vị đôn hoàng còn lại, cuộc họp mới chính thức bắt đầu. Trong khi đó, Tăng Tửu luyện tập bắn cung, chẳng qua là không còn tiên tủy nên chẳng làm nên cơm cháo gì, còn khiến bản thân thêm đói bụng. Thế nên mới có phân cảnh Minh Dạ trở về, phát hiện cô vợ của mình ngồi vắt vẻo trên cao mà gặm táo, hơn nữa còn là loại táo tiên vạn năm. Tăng Tửu đang tính khởi nghiệp bằng content múp băng ăn sập tiên giới thì nhà đầu tư lại không chịu gật đầu, nên cô đành tiêu nghỉu để lại một quả cho hắn, rồi gom tất cả vốn liếng về phòng. Ngày hôm sau khi Tăng Tửu đang tập bắn cung, Ngại Ngùng Boy đã lên đánh giá rằng loại quả này xứng đáng 5 sao, khiến cô nàng hừng hực khí thế, mũi tên liên tiếp trúng hồng tâm. Minh Dạ làm chiến thần lâu lâu cũng hơi rảnh, nên giúp vợ luyện đúng tư thế, vậy mà ngược lại làm bản thân càng thêm xấu hổ. Em khiến con tim anh đập ba đa bùm. Sau đó, hắn tặng cô một chiếc nỏ cung thật tốt, còn cô lại vì để cảm ơn đã đưa hắn đi ngắm sao băng. Cả hai dường như xích lại gần nhau hơn vài bậc, đến các đôn hoàng cũng nhiều chuyện với nhau rằng Minh Dạ gần đây rất quái lạ, người cùng công việc như hắn lại nôn tan ca về nhà. Thế nên chủ tịch hội bà tám trụ thần và Sơ Hoàng rủ nhau đến chiêm ngưỡng xem Tăng Tửu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đến rồi mới thấy, tảng băng trôi của bọn họ nôn nóng về nhà chỉ là để giúp phu nhân luyện tập kiếm pháp. Chị đẹp không mê trai đời không nể, người ta nghiêm túc chỉ tư thế cầm kiếm, chị lại nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt hot boy chợ lớn. Cả hai luyện tập một lúc, thanh kiếm của Tăng Tửu trực khỏi tay bay về phía trụ thần, nhưng Sơ Hoàng đã nhanh chóng hoán đổi vị trí. Tắc Trạch lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn thấy trước tương lai của vị cô nương này, lặng lẽ tặng cho cô vài chữ, luôn giữ ý nguyện lúc ban đầu. Các thần quân đã quá quen thuộc nên cũng không hỏi nhiều, còn Sơ Hoàng tặng cô một sợi dây liên kết với Minh Dạ. Chỉ cần cô muốn đều có thể xuyên qua thời không đến gặp hắn ngay lập tức, có điều chỉ được sử dụng một lần. Để chứng minh mình đến vì lòng tốt chứ không phải nhiều chuyện, Tắc Trạch cùng với Minh Dạ trở về phòng đàm đạo uống trà. Đêm đó, Tăng Tửu bỗng cảm thấy cơ thể tỏa ra yêu lực cực kỳ khó chịu, cô vội đến tìm huynh trưởng và biết được. Trước kia do sở hữu tiên tủy nên nội đạn và kinh lạc của cô không khác gì tiên nhân, khi yêu tính hồi phục trở lại sẽ dần dần nuốt chửng cô, cho đến khi tẩu hỏa nhập ma. Mà cách để thay đổi tình thế là hợp tu với Minh Dạ, để khí lành của hắn điều hòa khí độc trong cô, tăng cao tu vi, duy trì sắc tiên. Ngày trước trai vương do suy nghĩ đến điều này mới lập ra hôn ước. Sau khi tạm biệt huynh trưởng, Tăng Tửu liền nói lại nỗi lo lắng này với Minh Dạ, hắn không chút chần chừ đóng cửa tắt đèn. Tưởng chừng tạo em bé, nhưng xì tai của các vị quân thần rất khác biệt, hai bên trung hòa nguyên khí. Tăng Tửu dần xích lại gần hơn, cho đến khi cướp nụ hôn đầu đời của cờ rớt rồi ngất xỉu. Minh Dạ Akun đứng hình mất 5 giây, nhưng vẫn yên lặng ôm vợ một lát, đợi đến khi cô tỉnh dậy và tặng mình một quả táo tiên, mới vui vẻ mỉm cười.
Ai dè ngước nhìn lên thì nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Thánh nữ Thiên Hoan vừa tỉnh dậy vài phút trước nghe tin giờ anh đã là chồng người ta, liền xách cái nết chạy đi tìm. Con mụ này vô cùng tức giận, chẳng qua là ngủ một giấc, vậy mà người mình muốn cưới làm phu quân đã là hoa có chủ. Vì để đóng vai thánh nữ trà xanh đến cùng, cô ta tìm đến hai tiên nữ thương ngày tiếp xúc với Tăng Tửu hỏi rõ mọi chuyện. Biết được cả hai thân thiết hơn từ khi chị nhà leo lên cây táo tiên hái trộm, Thiên Hoan liền ra lệnh đốn hạ hết tất cả. Ngày hôm sau, còn giả vờ Bạch Liên Hoa đến trò chuyện với Tăng Tửu, mỗi câu nói đều chứa lực sát thương cực mạnh. Minh Dạ không thích người khác chạm vào đồ của mình, mà cô hết ngày này đến ngày khác đặt lên bàn làm việc của hắn một quả táo tiên, nên cây táo mới bị đốn hạ. Minh Dạ cưới cô cũng chỉ vì bị cha cô ép buộc, Minh Dạ đồng ý hợp tu với cô cũng chỉ vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Mà yêu khí của cô ngược lại sẽ làm vần đục khí lành của Minh Dạ, một chiến thần như hắn sao có thể chịu bất kỳ sự tổn thương nội đan nào. Tăng Tửu từ nhỏ đã luôn được bảo bọc cẩn thận, nên không chút nghi ngờ gì với lời nói của một thần quân. Thiên Hoan còn bảo, sau này yêu khí có phát tán cứ đến tìm cô ta giúp đỡ. Nhưng khi Tăng Tửu vừa quay lưng đi, bộ mặt con mẹ này liền hiểm ác thấy rõ. Tiểu công chúa trai tộc cực kỳ tin vào lời của Thiên Hoan, không đến đưa táo cho Minh Dạ, cũng không đến cùng hắn hợp tu, ngược lại còn thập phần né tránh. Chiến thần tiến quân vạn dặm, giờ lại vì tâm tình của một nữ nhi mà đắn đo cả ngày, cuối cùng quyết định đi thu thập sao trời, định rằng tối nay sẽ cùng cô tẩy tủy và ngắm sao. Tuy nhiên, hắn vừa đi, Tăng Tửu đã đến gặp Thiên Hoan, được cô đưa tới dòng suối tẩy tủy, nơi có thể lọc bỏ yêu khí. Tất nhiên là con mụ này không tốt đẹp gì cho cam, bởi vì trong nước có trộn lẫn nhược thủy đến từ tộc Di Nguyệt, cho dù là thần tiên hay ma đều sẽ bị thiêu đốt cho đến khi tiên tủy biến mất. Trước khi đi, Thiên Hoan còn không quên dặn Tăng Tửu đừng khai mình là người đã đưa cô đến đây. Minh Dạ ghét nhất những người bên cạnh hắn có mối quan hệ cá nhân thân thiết. Tăng Tửu chịu đựng sự đau đớn đến từ da thịt, mà ả ta tiếp tục đến nơi Minh Dạ đang đợi, không chớp mắt nói với hắn Tăng Tửu đã cùng người khác hợp tu, không còn cần đến hắn nữa. Hai người chẳng qua là một hôn nhân hợp đồng. Thế mới nói, Thiên Hoan đúng là bà tổ trong làng trà xanh, cái vẹo gì cũng không biết, chỉ biết thao túng tâm lý người ta, một tình yêu chưa kịp chớm nở có thể sẽ sớm phải chia lìa. Tăng Tửu đau đớn trở về phòng, cô sợ lòng chân thành của mình không đủ để một chiến thần như hắn để tâm đến, nhưng lại càng sợ yêu khí của bản thân khiến hắn tổn thương. Trai Vương từng kể một câu chuyện, hai vị thần nọ vì muốn thử lòng chân thành của một vị vua nên đã lần lượt hóa thành bồ câu và chim ưng. Bồ Quốc Vương phải đưa ra sự lựa chọn rằng ông sẽ cứu bồ câu hay trực tiếp tống khứ thứ không liên quan đến mình. Kết quả Quốc Vương từng bước xẻ thịt dưới chân mình để đổi lấy tính mạng cho bồ câu, cảm thấy không đủ, ông còn đứng lên bàn cân nguyện trao toàn bộ ra thịt. Hai vị thần cảm thấy kính phục trước lòng chân thành đó, liền trả lại cơ thể cho ông, để ông ấy phi lên thành tiên. Thế gian biết bao người luôn nói mình chân thành, nhưng liệu bao nhiêu trong số họ thật sự thật lòng đến cùng? Thời gian qua đi, Tăng Tửu một mực tránh mặt Minh Dạ, còn hắn cũng không dám vào điện tẩm tìm nàng, huống hồ hắn ngày ngày xông pha trận mạc, hứng chịu biết bao mũi giáo hướng đến mình. Có lẽ hắn cũng không biết được, người hắn đặt trong lòng cũng ngày ngày chịu đựng sự thiêu đốt của nước nhược thủy, nỗi nhớ hóa thành ngọc, đã sớm đầy hai lòng bàn tay. Tại cuộc họp hội đồng quản trị 12 vị thần, Minh Dạ theo chân ma tộc điều tra ra ma thần gần đây đã bắt đầu khai triển trận pháp đồng bi dạo nhằm hút hết khí lành của nhân gian. Mà vào thời khắc hắn rút ma cốt ra khỏi cơ thể để khai triển trận pháp cũng là thời cơ thích hợp nhất để bọn họ tiêu diệt ma thần. Đến lúc đó, Tắc Trạch phụ trách ngưng động thời gian, ngăn chặn đám thuộc hạ. Minh Dạ dụ hắn rời khỏi vị trí mắt thần để Sơ Hoàng đoạt lấy tà cốt, đưa đến cột trời phong ấn vĩnh viễn. Về phần thân xác ma thần, chỉ cần vào đúng lúc 9 ngôi sao xếp thẳng hàng dáng thẳng tinh phạt xuống trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương, tất cả sẽ tan thành mây khói. Minh Dạ quyết hy sinh thân mình để đổi lấy tháng ngày yên bình cho tam giới. Một trận mưa gió máu tanh đã sắp sửa xảy ra. Sau khi trở về, Minh Dạ nhớ đến Thiên Hoan từng nói Tăng Tửu đã tìm được người thích hợp để hợp tu, hơn nữa mình cũng sắp về chầu ông bà, nên liền cho người mang đến trước mặt cô một tờ giấy ly hôn. Tăng Tửu sững sờ thẳng thốt bật ngửa chạy đi tìm chồng, ai ngờ thằng cha này mở lên một màn kết giới. Những ngày này cô vẫn luôn nhớ hắn, nhưng không dám đến gần, cũng không dám làm phiền. Chân thành đổi lại sự rung động của đối phương cuối cùng cũng chỉ có trong chuyện cổ tích. Không biết rằng Minh Dạ bên này muốn giải thích tất cả cho cô biết đến mức nào, tâm thì đau mà mỏ thì hỗn. Nói ra câu nào câu nấy gãi đúng chỗ ngứa của Tăng Tửu, buộc cô rời khỏi đây trước khi trời sáng. Tăng Tửu như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn, bằng sức mạnh nội tại cô vẫn hỏi hắn một câu, từ trước đến nay huynh có từng thích ta một chút nào không? Mỏ hỗn boy say nô trong khi lệ rơi đầy mặt, gặp tôi lúc này thật muốn bay vào lai lắc cho ổng thật tỉnh táo, yêu sao không nói, ba má sinh ra có miệng để nói chứ có câm đâu. Mỹ nữ của chúng ta thẩn thờ trở về phòng, thay lại bộ y phục ngày cô xuất giá theo chồng, ngắm nhìn từng cảnh vật lần cuối rồi lặng lẽ đến phòng của Minh Dạ, trông thấy hắn đang chìm đắm trong hơi men. Đá người ta xong rồi buồn tình như mình bị đá, có thấy buồn cười không? Ngoài dự đoán, Tăng Tửu đến đây là để đòi hắn trả lại cô một món nợ, mà đó chính là đêm động phòng hoa trúc hắn đã để cô chờ suốt một đêm. Người ta cướp đi trái tim của chị cướp lại đời trai của người ta, nghe cũng có vẻ hợp lý nếu bạn là nữ chính.
người đời kết hôn xong quện nhau, còn người làm tiên có khác, viết đơn ly hôn xong mới nằm chung một giường. Sáng hôm sau, khi Minh Dạ tỉnh dậy thì Tăng Tửu đã rời đi, mà hôm nay chính là ngày quyết định số phận của tam giới. Cả hai phe đối đầu hừng hực khí thế, ma thần xuất hiện cực kỳ hào nhoáng để ba thuộc hạ của mình dùng ma khí thượng cổ làm vật dẫn tạo kết giới, rồi lấy ma cốt ra khỏi cơ thể. Giờ vàng đã điểm, Minh Dạ xông đến đánh cho Đế Miện một phát trọng thương, còn tự anh và Kinh Diệt chơi hội đồng cũng chẳng thể làm được gì ngoài làm màu. Chú ý của các vị đôn hoàng là dụ cho ba thuộc hạ thân tín của ma thần tách ra khỏi hắn và đàn tế bạch cốt. Đế Miện tranh giành spotlight trưởng một chiêu, ai dè người trước mặt mang haki của nhân vật chính nên một phát khiến toàn quân bị diệt sạch. Đã đến lúc trụ thần ra tay, một nhà lao thời gian được dựng nên ngăn cách ma thần với tất cả, sau đó thần binh đồng loạt xuất hiện, liều mình tiêu diệt ma thần. Minh Dạ liên tục tấn công khiến đối phương không kịp trở tay, nhưng vẫn không thể chạm vào hắn, mà bên ngoài, Kinh Diệt đã nhắm đến Tắc Trạch. Đừng tưởng chỉ có mình tụi bay biết chơi hội đồng, Sơ Hoàng núp sẵn từ trước thay đổi không gian để Minh Dạ tránh được một kiếp, ngược lại còn khiến ma thần phải rời khỏi trung tâm trận pháp. Các vị thần khác lúc này mới rảnh rang lo đến chuyện hỗ trợ thần binh, ma thần thay đổi mục tiêu tấn công Tắc Trạch. Nhưng anh mày còn chưa cho phép nhé con trai, Tu Bi không tình yêu. Ma thần nhân lúc mình đang bị ép vào cột cờ liền trò chuyện với đối phương vài câu. Tuy không sinh cùng một thời điểm, nhưng nguyện hai ta chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thật cảm lạnh. Thực lực thấy rõ, Minh Dạ hoàn toàn không thể một mình giết chết hắn. Chưa được bao lâu đã xảy ra sơ suất, khiến ma thần phóng cái vèo lên chỗ vũ thần. Cũng may chị đẹp nhanh tay lẹ chân, trong phút chốc thoát ra khỏi và tiến đến cột trời. 9 ngôi sao đã hợp thành một đường, kết giới cũng đã răng thành công, giam giữ ma thần cùng Minh Dạ và Tắc Trạch bên trong vĩnh viễn. Những tưởng sẽ có một trận tử chiến, nhưng Đế Miện vào lúc này lấy ra chiếc lông vũ mang tiên khí của Sơ Hoàng, phá thủng một lỗ trên kết giới. Hắn vừa rời đi, ma thần cũng lập tức chạy té khói theo. Tắc Trạch và Minh Dạ không thể cùng lúc chỉ vì đám còn con như Kinh Diệt tự anh mà ở lại nên trụ thần đã quyết định hy sinh. Hóa ra trước kia người phụ nữ mà Đế Miện phản bội đầu quân cho ma thần chính là Sơ Hoàng, mà hắn hiện tại lại muốn đoạt lấy ma cốt, thống trị tam giới. Tình yêu và hận thù đan xen, cả hai lao vào một trận chiến bất phân thắng bại cho đến khi ma thần đến. Hắn muốn giết chết Sơ Hoàng, Minh Dạ liền lập tức đẩy hắn thật xa giành lại ma cốt. Có chúa tể Hắc Game ở đây thì ma thần cũng phải toát mồ hôi hột. Minh Dạ một tay phong ấn ma cốt, tay còn lại triệu hồi Văn Tôn song sinh. Một skill tuy mới nạp VIP nhưng được cái dễ chết sớm, nếu không mau chóng phong ấn ma cốt, chờ thần tủy bị thiêu rụi thì thế gian sẽ không còn chiến thần nữa. Trong khi mấy ông bà thần khác đang coi live full HD thì ba người rơi vào trạng thái vực vờ giữa sống và chết. Tắc Trạch quyết định kết hợp thần lực với Sơ Hoàng để phong ấn ma vực, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để bọn họ giành lại bình yên cho tam giới. Hắn lấy thần tủy cùng cơ thể mình tạo ra một kết giới trấn giữ vực hoang vĩnh viễn, thuộc hạ ma thần dù có dùng cách nào cũng không thể thoát ra, cứ thế bị chôn vùi. Vì lẽ đó đã sinh ra vực hoang mà 10 vạn năm sau Diệp Tịch Vụ tìm đến. Ma thần nhân thời cơ tấn công Minh Dạ, hắn liền một lần nữa triệu hồi Văn Tôn. Thể lực đã cạn, ngay khi ma thần áp sát Minh Dạ thì Sơ Hoàng đã cản trước một bước, cô cũng vì vậy mà tổn hao thần tủy. Trò vui nào cũng đến lúc tàn, ma thần sử dụng đến nỏ đồ thần, chỉ cần bị nó nhắm đến đều không thể giữ được tính mạng. Nào ngờ đâu Sơ Hoàng tiếp tục dùng toàn bộ năng lực còn sót lại của mình tạo thành lớp khôi giáp vững chắc, để rồi chính cô cũng phải hy sinh dưới bàn tay kẻ ác nhân. Đế Miện mất hoàn toàn ý chí chiến đấu. Sự ra đi của vũ thần đổi lại một thân tà cốt hoàn toàn bị phong ấn, Minh Dạ liền xông đến phá nát nỏ đồ thần, một đường chiến đấu trực diện với ma thần. Hắn ta mất đi ma cốt, còn Minh Dạ cũng chỉ còn chút hơi tàn, vậy mà lại chiến đấu một trận long trời lở đất. Ma thần có ý định phá nát cả thần vực, đánh bay cột trời. Cơ mà chiến thần cũng không phải làm cảnh, chỉ có điều vũ khí của hắn đã sắp lên trời chầu ông bà, thế nên skill cuối cùng này, hắn nguyện chết cùng với ma thần. Ma thần chấn động một trận, vẫn kịp đến gần xiên nhẹ một lỗ trên cơ thể Minh Dạ, trực tiếp ghim hắn vào cột trời. Mà Tăng Tửu lúc này cũng cảm nhận được điểm xấu sắp xảy đến. Kẻ tàn ác thường sống không được thành thơi, hắn quyết định biến chiến thần theo đạo ma giáo để tự mình giết chết đồng đội. Nhưng hắn ngàn vạn không ngờ mình lại một lần nữa rơi vào bẫy. Khi 9 ngôi sao hấp thụ đủ nguyên khí, một thanh kiếm khổng lồ tinh phạt xuống nhân gian, bất quá ma thần vẫn còn năng lực chặn đứng nó, cho đến khi Đế Miện phản bội đâm hắn một nhát sau lưng. Kiểu sao mày dám giết nghệ tao? Vậy cho nên ma thần mất cảnh giác quên mất trên đầu mình vẫn còn một thanh kiếm to chà bá, chơi ngu chúng thưởng hẳn một phần quà siêu to khổng lồ. Tưởng chừng mọi chuyện đã chấm dứt, Minh Dạ chìm vào giấc ngủ sâu, thì ma thần nhây lầy một lần nữa trồi dậy với phiên bản Asuja của Jojo, chỉ một cú đấm đã khiến trụ trời nát thành cám. 9 vị đôn hoàng còn lại chỉ còn một phương cách cuối cùng, họ gặp lại Minh Dạ tại cảnh giới Niết Bàn, dùng chính cơ thể và sinh mạng của mình hóa thành một thân vũ khí, gọi là thần kích di trạch. Thế nên chiến thần đã quay trở lại và lợi hại gấp 100 lần khi xưa, dễ dàng ao trình ma thần, tiễn hắn trở về hư không. Sau đó Minh Dạ dùng thần tủy khôi phục lại trụ trời rồi vô tri rơi xuống.
Tăng Hựu bên này nhận được tin tức liền trở về tộc trai, còn Tăng Tửu nhờ việc ham dọa người đưa tin cũng biết được người cô thầm thương đã không rõ tung tích. Nhớ đến lời Sơ Hoàng từng nói, cô liền dùng món quà được nhận trước kia tìm đến nơi Minh Dạ đang ở, mà nghiệt ngã thay nó lại là sông Nhược Thủy. Bỏ mặc cơn đau đớn như xé toạc da thịt, Tăng Tửu chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm người ấy. Đến khi tìm được rồi, chiến thần Minh Dạ Oai Phong giờ đã biến thành một con dao long nhỏ bé. Cô khó nhọc lên được trên bờ, tìm đường trở về căn nhà ở rừng trúc. Tăng Tửu hiện giờ giống như có một con bé cưng, đặt dao long vào bên trong vỏ ngọc trai, ngâm trong nước mặn. Mỗi ngày đều bỏ thêm vào một ít dược thảo tẩm bổ, chỉ hy vọng người ấy có thể nhanh chóng hồi phục. Thời gian trôi qua, trong một lần Tăng Tửu ra bên ngoài hái thảo dược, về đến nhà đã thấy huynh trưởng của mình đến thăm. Tăng Hựu còn đang phân vân không biết có nên nói với em gái mình về tình hình của Minh Dạ hay không, thì ai ngờ nhỏ này chạy đôn chạy đáo tìm một nồi đất đựng vỏ ngọc trai. Anh hai tốt bụng thấy nó có vẻ mờ lem nên đem ra bếp nấu hộ em gái rồi. Mẹ ơi, về trễ xíu nữa là chồng cũng không còn, sau này người đời sẽ lưu truyền lại chiến thần Minh Dạ đã chết trên nồi canh. Sau khi luyện tập cùng huynh trưởng, Tăng Tửu rất vội tiễn ông anh của mình về, còn dặn đợi 9 tháng 10 ngày rồi hãy tới thăm để em làm việc lớn. Người vừa đi, bên trong bếp đã có tiếng đổ vỡ, Minh Dạ cuối cùng cũng trở lại thành người. Đợi đến khi hắn ta tỉnh lại, đã phát hiện mắt không còn nhìn thấy gì nữa, trước mắt là một mảng tối đen. Tăng Tửu vì sợ bị ghét bỏ nên đã nói dối mình tên Mặc Châu, là một yêu tinh nhỏ ở vườn trúc, vô tình cứu được hắn khi đang đánh bắt cá ở ven sông. Thế mà Minh Dạ quả nhiên tin là thật, ma thần không còn, đồng đội hết kịch bản, hắn những tưởng cả đời này mình cũng không thể gặp lại Tăng Tửu một lần nào nữa, chiến thần đến cùng chỉ còn là hư danh, chỉ có cô đơn mới là thật. Tăng Tửu rất nhanh nhận ra người ấy không vui, gì chứ tấu hề thì cô giỏi nhất. Minh Dạ đồng ý ở lại trị thương, ngoài ra còn phụ giúp cô nhặt thảo dược rồi phân loại, cuộc sống cứ thế trôi qua thật bình yên và vui vẻ. Mà có lẽ như, đây cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bọn họ mãi cho đến hàng vạn năm sau này. Một ngày nọ, Minh Dạ nhờ Mặc Châu xuống núi mua giúp mình một phần rượu, chủ yếu là để cúng bái linh hồn những người đồng đội đã mất. Người đời sau khi thăng thiên còn có thể chuyển kiếp, còn thần quân vốn không có hồn phách, thế nên một lần từ biệt, về sau không còn cơ hội trùng phùng. Trong lúc vô tình, hắn còn để lộ vẻ mặt buồn bã khi nhắc đến Tăng Tửu, có lẽ cô giờ này đang rất hận hắn, mà không biết rằng người thật đang ở trước mặt, lặng lẽ sợ hãi ngày hắn hồi phục đôi mắt, thời gian vui vẻ này sẽ lập tức chấm dứt. Vài ngày sau, Tăng Tửu đưa Minh Dạ ra ngoài hóng gió trời, còn mình giúp chàng chải tóc. Vào giây phút này, ánh sáng từ chiếc gương khiến hắn bị lóa mắt, dần dần thích ứng với độ sáng ở bên ngoài, đôi mắt cũng vì thế mà hồi phục. Trông thấy người thương, Minh Dạ lập tức chộp lấy tay Tăng Tửu, nhưng cũng vì không biết phải nói gì với cô, nên lại giả vờ mình không nhìn thấy. Xem như chiến thần sau một trận chiến cửu tử nhất sinh, đã được trời độ gặp lại cô vợ nhỏ ngày nào. Hắn tự hỏi có phải nếu mình không bình phục, thì cuộc sống này sẽ mãi an bình như thế không? Đêm đến, Minh Dạ phê pha trên giường chợt nhận ra Tăng Tửu đang luyện skill ngủ ngồi, liền nghiêm túc bảo cô đến đây ngủ cùng mình. Tăng Tửu khoái khoái chảy nước miếng nhưng vẫn làm giá chặn một mảng chăn ở giữa. Giao diện công chúa tộc trai chứ cấu hình ngủ chẳng khác nào mấy cô em nhà hàng xóm, này mà gặp tôi là một phát đạp thẳng xuống giường, chứ đâu như Minh Dạ vẻ mặt đầy hưởng thụ. Tăng Tửu lên núi hái thuốc trở về, trên mặt sưng lên vì ong chích, hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Hai người dù đã lăn lộn trên giường một lần, vẫn còn ngây thơ tim đập chân dung khi gần gũi người mình thích như trẻ con mới lớn. Thôi thì hai anh chị cứ vờn nhau như vậy cho tụi fan nó vui. Người tàn ác thường sống thảnh thơi, gia đình người ta đang hòa thuận vui vẻ, thì biên kịch thắng cái ếch lại để Thiên Hoan phát hiện ra Minh Dạ đang đăng ký hộ khẩu ở vườn trúc. Bà thánh nữ thiếu điều dùng cánh cửa thần kỳ vồ vô người Minh Dạ, nhân lúc nóc nhà đi vắng liền muốn đập chậu cướp hoa. Trà xanh đề nghị ở lại chăm sóc nhưng anh say éo, nhìn mặt là thấy phiền. Thế là Thiên Hoan đành đẩy mọi chuyện sang chúng sinh, ma thần nằm không cũng dính đạn, bị con mụ này lợi dụng để kéo Minh Dạ trở về thần vực. Trước khi đi, hắn để lại cho Tăng Tửu một lá thư giải thích rõ mọi chuyện, cuối dòng còn để thêm bốn chữ: nhớ muội, thương muội. Hiếm khi anh nhà tình cùng thế mà lại bị con giáp thứ 13 lợi dụng thời cơ đốt mất. Bà chị à, chúc chị cả đời bị Tào Tháo rượt. Chiến thần trở về sơn vực, nơi đang bị ma khí từ con dấu tẩy tủy hoành hành. Thiên Hoan nách thâm đến hoại tử mở miệng nói về con dấu, hàm ý lại kể khổ vì chàng mà ta đã mất ăn mất ngủ biết bao nhiêu. Nhưng Minh Dạ nào đâu để lời nói này làm ngứa lỗ tai, hắn nghĩ nếu con dấu có thể tẩy tiên khí, vậy biết đâu chừng cũng có thể dùng nó để tái tạo lại tiên tủy cho Tăng Tửu. Chồng nhà người ta nghĩ là làm, phóng cái vèo đến trung tâm của con dấu khai triển trận pháp. Nào ngờ đâu quả đúng như lời đồn, trong số 3 loại ma khí thì con dấu tẩy tủy là thứ khó lường nhất. Nay lại ngấm sâu xuống mạch đất, ma lực dồi dào, chỉ với skill đơn thuần không dễ dàng lấy được nó. Thế nên Minh Dạ triệu hồi ứng long, tự mình lấy đi vảy hộ tâm, mảnh vảy cứng nhất trên cơ thể, rồi rót thần lực vào tạo thành lá chắn, tạm thời ngăn cách ma khí của con dấu, lấy được nó về tay. Vì để tăng thêm cơ hội giúp Tăng Tửu hồi phục tiên tủy, hắn không ngần ngại lấy một đổi một, chịu đựng nổi đau cơ thể mà đoạt lấy con dấu.
Ngược lại Thiên Hoan lại nói thêm vài lời, bẻ cua cực gắt sang phụ thân đã mất trước kia, nhắc nhở Minh Dạ về nghĩa vụ bảo vệ đứa con gái của chiến thần năm ấy. Ông cha chắc đang muốn đội mồ sống dậy, chiến thần tích đức bao nhiêu lại bị nhỏ này tạo nghiệp bấy nhiêu. Vực sâu trở về nguyên dạng ban đầu, hơn nữa còn thêm phần sức sống, linh khí từ đó mà dồi dào, Minh Dạ đặt tên cho nó là núi Bất Chiếu, cũng chính là nơi ở của Tiêu Dao Tông sau này. Minh Dạ sau khi trở về, liền đến vạc dầu Hỏa Dương để thanh tẩy con dấu. Hắn lường trước được kết quả có thể sẽ khiến thần tủy bị thiêu đốt hoàn toàn, tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn vì người mình yêu thương mà liều mạng một lần, trải qua thêm 4 ngày 4 đêm tu luyện. Thời gian từ lần đầu gặp gỡ cho đến lúc chia lìa không dài, lại để một chiến thần cao cao tại thượng rơi vào lưới tình với công chúa tộc trai. Mà vào thời khắc hắn cảm thấy mình yêu cô nhất, muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp thì lại bị Thiên Hoan ngáng đường. À, ta quyết không tha thứ cho Tăng Tửu, mặc dù người ta còn chưa đụng tới cọng lông chân nào của bà. Thiên Hoan ra lệnh cho quân binh đến lục soát trai tộc với lý do bọn họ tàng trữ đồ cấm, thời đó còn gọi là vũ khí của ma thần. Tăng Tửu đi hái thuốc về thấy vườn không nhà trống đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thấy Minh Dạ, chỉ thấy Thiên Hoan cùng quân binh đến tận nơi tìm kiếm hòng giết chết mình. Tưởng rằng đó là ý chỉ của Minh Dạ, cô mới đến thần vực nhằm tìm một lời giải thích. Cơ mà một yêu tinh nhỏ nhoi ngay cả tiên tủy cũng không có như Tăng Tửu làm sao có thể qua được cổng vào, hơn nữa hắn cũng đã bế quan ở vạc dầu Hỏa Dương. Cô thất vọng trở về nhà, định rằng đến 4 ngày sau mới tìm người tính sổ. Ông bà ta có câu, chúng ta không thể nào biết được tai họa đến trước hay ngày mai đến trước. Vào đêm Tăng Tửu ngủ say, Thiên Hoan đã dẫn binh đến chinh phạt trai tộc, bắt Tăng Hữu cùng trai vương liên tục hành hạ. Ban đầu còn lấy lý do trai tộc cấu kết ma thần, về sau càng nói càng sai trái. Nhìn bằng đầu gối cũng biết Thiên Hoan đố kỵ Tăng Tửu cưới được Minh Dạ nên ra tay tàn độc, chẳng qua không ai dám làm trái lệnh của ả ta. Trước khi chết, trai vương còn biết được sự việc con gái mình bị lừa ngâm mình trong nước nhược thủy, từng ngày chịu đựng giày vò thiêu đốt da thịt. Nay người yếu thế không thể địch nổi kẻ mạnh nhẫn tâm, trai tộc gặp họa diệt môn trong đêm. Mà Tăng Tửu lúc này cảm giác có điều chẳng lành, liền lập tức đến tìm huynh trưởng, không ngờ tận mắt chứng kiến người thân của cô chỉ còn là những xác chết không ngày trở về. Từ đầu đến cuối đều thắm đẫm máu tươi, mà người đang nằm bên đó lại chính là cha cô. Bàn tay ông rơi ra một hạt ngọc, nhờ đó Tăng Tửu thấy những chuyện trong quá khứ, biết được bộ mặt thật của nhỏ điên thánh nữ kia. Cô đã sai rồi, lẽ ra không nên yêu hắn, không nên đồng ý cưới hắn, để rồi rước về một mầm họa liên lụy đến những người yêu thương cô. Thiên Hoa nhất định sẽ phải trả giá, chỉ là Tăng Tửu trong cơn đau đớn cùng thù hận đan xen, đã hộc một ngụm máu rồi bất tỉnh. Chờ đến khi tỉnh lại, Tăng Tửu trở lại nơi trấn giữ Mặc Hà, hút lấy toàn bộ tiên tủy của người trong tộc trai. Triệu hồi kiếm thần trấn thủy, dù cho có nhập ma, hồn siêu phách tán, cô vẫn muốn tự tay băm vằm Thiên Hoan. Thần vực gần đây có biến động, sau khi 12 vị thần chỉ còn lại một, ả thánh nữ liền bộc lộ cái nết cáo mượn oai hùng. Chỉ cần là người trước kia có qua lại với Tăng Tửu, đều bị đuổi đi và thay bằng người của tộc Đằng Xà. Liên Hoa bức xúc lên tiếng muốn xúc bà chị già này đi, đương nhiên chỉ nhận về cái kết đáng. Đúng lúc này, Thiên Hoan nghe thuộc hạ vào bẩm báo Tăng Tửu đã đến để xin tội. Bà chị trà xanh vinh váo bước ra ngoài, ai dè lại nghe Tăng Tửu đích thực là đến đây để xin, nhưng mà là xin nhẹ cái mạng chó của cô ta. Đám quân binh đồng loạt xông lên, chị đẹp test vài skill mới học rồi thẳng tiến đến chỗ Thiên Hoan. Mới đầu trà xanh lẹ lắm, tung chiêu lụa mượt như sân siêu vây quanh bắt lấy người Tăng Tửu, mà đâu biết đâu nữ công chúa yêu đuối khi xưa vừa mới nạp vip một thanh kiếm bạ đâu cắt đó. Tăng Tửu vừa thoát khỏi xiềng xích liền một phát tạo donut trên người Thiên Hoan, để ả ta chịu qua nhiều lần đau đớn. Minh Dạ vừa kết thúc thời gian bế quan, tưởng chừng có thể giúp vợ yêu hồi phục tiên tủy, thì lại nhận ra cô đã nhập ma từ khi nào. Còn Thiên Hoan ngập trong nước nhược thủy, tiên tủy bị Tăng Tửu lấy đi mất, sau đó quyết liệt phá nát. Ngay khi thánh nữ sắp xuống địa ngục thì Minh Dạ giữ chặt lấy người Tăng Tửu, để cô ngất đi rồi đưa về tẩm điện. Trong thời gian này, hắn nghe từ nhóm tiên nữ về toàn bộ tội ác mà con mụ rắn độc kia đã làm. Ra tay chút bỏ tu vi của đám thần quân đã nghe lệnh ả ta chinh phạt Mặc Hà hôm đó, rồi mời Dược Vương đến nơi tìm cách giúp Tăng Tửu thoát khỏi kết cục đọa ma. Mà ở bên trong chị nhà cũng đã tỉnh, nhớ đến những lời Thiên Hoan đã nói, một người không đội trời chung với yêu ma như chiến thần, làm sao có thể tiếp tục chứa chấp và bao dung cô. Thần quân đến thông báo Thiên Hoan đã tỉnh, còn không ngừng làm khùng làm điên đòi gặp Minh Dạ, hắn không thèm đoái hoài trực tiếp ra lệnh để cô ta bị xử hình phạt xét đánh, hồn bay phách tán. Hắn nhất định đích thân đến để giám sát hành hình. Thiên Hoan đi trước một bước, đánh không lại thì mách nhà mẹ đẻ để lên năn nỉ cầu xin chứ làm gì. Tộc Đằng Xà đưa ra một món hàng béo bở, tinh thể băng ngàn năm có thể khôi phục lại người dân ở Mặc Hà. Đổi lại hắn phải tha mạng cho Thiên Hoan, giúp cô ta tái tạo tiên tủy và đưa về Vũ Sơn. Đi chốt điêu năm ở phe yếu thế mà hay ý kiến quá à, khôn như mày quê tao đầy. Minh Dạ chỉ đồng ý với một điều kiện duy nhất, tha chết cho Thiên Hoan, nhưng vẫn để ả ta ở lại nơi đáng sợ đó đến cuối đời. Đã đóng vai họ nhà rắn thì mình cắn tới cùng, nhìn mặt con mụ này là biết chẳng có gì tốt đẹp rồi. Anh nhà cảm thấy nghi ngờ khi đám người kia chuyện nhà của mình cũng biết, nên cho người theo dõi. Giờ đây hắn đã nhận được một cái job mới, tinh luyện tinh thể băng thành pháp khí, sau khi tu dưỡng ngàn năm, có thể khôi phục lại Mặc Hà.
Tin tức Thiên Hoan được miễn chết lan đến tai Tăng Tửu, còn chưa kịp cười chào phúng thì cô lại nghe tin Tăng Hữu trọng thương bị ném xuống vực hoang. Không ngoài dự đoán của xà nữ, Tăng Tửu lập tức đến đó, cô vô tình gặp lại trụ thần Tắc Trạch trấn giữ vực hoang. Hắn hết lời khuyên răn cô không nên vào, một thân yêu ma nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Trong khi đó, Minh Dạ đã thành công luyện thành pháp khí, mới nhận được tin giật gân là bà vợ của mình đã bỏ nhà ra đi từ đời nào. Hắn lập tức chạy đến vực hoang, tìm kiếm Tăng Tửu, mà cô lúc này đang bị đám yêu ma liên tiếp tấn công. Kẻ địch dùng số lượng chèn ép chất lượng, đẩy hai huynh đệ cô một lần nữa vào bước đường cùng. Như giọt nước làm tràn ly, Tăng Tửu hấp thụ yêu khí, cho đến khi Minh Dạ tìm đến thì cô đã triệt để nhập ma, thay một bộ outfit chất như nước cất. Vì sao tộc trai ngàn đời nhẫn nhục trong một đêm gặp phải họa diệt môn, còn Thiên Hoan cùng đám thần quân tạo nghiệt, thẳng kiếm giết chết từng người bọn họ lại được tha thứ? Nợ máu phải trả bằng máu, Tăng Tửu nhất định phải khiến chúng chết trong đau đớn đến tận xương tủy. Minh Dạ biết rõ cô vợ của mình tâm trạng kích động nên dùng không ngần ngại tiến đến gần để kiếm đâm vào mình, ôm lấy cô rồi lại chơi thuốc ngủ. Đang không biết sao đưa được cả hai rời khỏi vực hoang thì trụ thần âm hồn bất tán lại comeback thật phong cách, ra tay tiễn khách và no see you again. Phía trên cung Ngọc Khuynh, tộc đằng xà nhân cơ hội Minh Dạ đi vắng giải cứu Thiên Hoan, cùng cô ta mưu đồ chiếm lấy thần vực. Lúc Tăng Tửu tỉnh lại, bọn họ đã ở tại ngôi nhà nhỏ ở vườn trúc, còn sư huynh của cô trở về nguyên dạng bên trong chén tinh thể băng. Minh Dạ kích động muốn bù đắp cho cô, hắn vẫn luôn nhớ những ngày họ cùng sống ở nơi này và hy vọng quãng đời còn lại đều sẽ như thế. Chỉ là hắn không ngờ đến, Tăng Tửu hiện tại đã quá mức tuyệt vọng để yêu thương. Mà trong cuộc đời này không phải cuộc trao đổi nào cũng sẽ ngang bằng giá. Một cái mạng còn con như Thiên Hoan không thể khiến họ quay ngược thời gian trở lại điểm xuất phát ban đầu, quên đi những nỗi thống khổ cùng hận thù mà cô đã phải gánh. Giống như câu chuyện Đức Vua xẻ thịt cứu sống chim bồ câu, công chúa tộc trai năm nào ngây thơ cho rằng chân thành sẽ đổi lại kết quả tốt đẹp, dù biết việc thành thân với Minh Dạ cô sẽ phải trả giá. Ngàn vạn lần không ngờ, cái giá này thật sự quá đắt. Trời định chiến thần tiến quân ngàn dặm, lại luôn theo sau người mình yêu một bước muộn màng, sự bù đắp này của hắn. Nàng không cần đến nữa, còn con ả tiện nhân kia, nàng nhất định phải phanh thây tiễn thẳng xuống địa ngục. Thiên Hoan đã chiếm lấy quyền làm chủ thần vực, bất quá cũng chẳng được bao lâu, định làm phản diện đến cùng thì bà nội thiên hạ đã đến. Đám người tộc đằng xa còn con làm sao chạm vào được một ngón tay của Tăng Tửu, sắc khí kinh người khiến trà xanh sợ hãi bỏ chạy. Nhưng bà nội mày chưa cho phép đâu. Tăng Tửu đánh đến đâu tôi thấy đã mắt đến đó, mà con mụ chết đến nơi còn làm màu, trực tiếp quay vào ô mất lượt, cái danh thánh nữ kia chính thức biến mất khỏi tam giới. Đại ma nữ hút lấy toàn bộ tiên tủy của đám người nằm sải lai, từ đó lập lời thề. Chỉ cần còn một người tộc đằng xa còn sống sót, cô cũng sẽ moi từng tấc đất lên để đưa hắn về đoàn tụ với gia đình. Thiên Hoan chết, Diệp Băng Thường cũng thoát khỏi Bát Nhã phù sinh, chẳng qua là ký ức của ả ta vẫn còn đó, khiến Băng Thường sợ toát mồ hôi hột. Không ngờ một thánh nữ đằng xa mạnh mẽ như thế cũng phải chịu thất bại thảm hại. Tâm ma giờ trò chiêu mộ nhân tài ngàn năm có một trong làng phản diện, nhưng chị Seno, Thiên Hoan vì mê trai mà chết, còn chị đây chỉ sống vì bản thân mình. Chuẩn bị khăn giấy đi, vì thời gian để khóc sắp bắt đầu sau vài giây nữa. Tăng Tửu dùng tiên tủy của toàn bộ tộc nhân đằng xà, luyện thành thần khí Ngọc Khuynh Thế với mong muốn cứu được toàn bộ con dân Mặc Hà. Thế nhưng chỉ thiếu một bước, hành động dùng ma cốt tạo thành pháp khí đi ngược lại với lẽ trời, cô nhất định phải gánh chịu lôi kiếp. Mà hành động tiếp theo của Minh Dạ càng khiến cô không ngờ được, hắn lại dùng thân mình chịu kiếm đâm mà bước đến gần bên cô, bảo bọc cô trong vòng tay mình tránh khỏi đau đớn. Tăng Tửu nói đúng, đây không phải là một giao dịch ngang bằng giá, mà hắn đang trả nợ lại cho người mình yêu thương. Thế thì cứ để hắn vì cô mà gánh chịu lôi kiếp rồi chết đi, lấy tiên tủy của hắn đổi lấy ma cốt của cô. Không còn đại ma nữ Tăng Tửu trên thế gian này nữa, chỉ còn những ký ức ở ngôi nhà bên rừng trúc của bọn họ là tồn tại vĩnh viễn. Giá như tất cả đừng chấm dứt như thế, giá như hắn không phải chiến thần, còn cô cũng không là công chúa trai tộc, có khi câu chuyện này sẽ có một kết cục khác. Chỉ là đã quá trễ rồi, cơ thể Tăng Tửu đã bị cắn xé ở vực hoang từ lâu, vì lòng còn mang thù hận nên cô hóa thành thân ma, không thể tránh khỏi hồn siêu phách tán. Minh Dạ cứ thế trơ mắt chứng kiến Tăng Tửu hóa vào hư không, nếu đã không thể cứu vãn, hắn nguyện nhập ma cùng cô, gánh chịu tất cả. Tăng Tửu thoát khỏi Bát Nhã phù sinh, trông thấy Minh Dạ đã nhập ma được một nửa, đó là lý do vì sao Giao Long cô nhìn thấy có hai màu mắt, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần chỉ trong một khoảnh khắc, mà tất cả đều là vì nàng. Lòng bàn tay hắn phát sáng, trong phút chốc như trải qua tất cả cảm xúc của Tăng Tửu từ ngày đầu. Minh Dạ mà Tăng Tửu yêu sâu đậm không phải là người chấp nhận lùi mình trước số phận, mà vẫn luôn là vị chiến thần mặc chiến giáp kia, bảo vệ chúng sinh cùng tam giới. Vào giây phút cuối cùng đó, Minh Dạ quyết định không thành ma, hắn vẫn sẽ luôn như thế, là chiến thần Minh Dạ đánh đuổi ma thần mà Tăng Tửu yêu. Điều chấp niệm duy nhất của hắn, có thể bảo vệ được thiên hạ lại không thể bảo vệ người mình thương. Minh Dạ lần cuối gặp được Tăng Tửu, nghe được nàng ấy tha thứ cho mình. Bát Nhã phù sinh chấm dứt, Tô Tô nhận được lệ ngọc diệt hồn, tơ tình của Đàm Tài Tẫn nở hoa, còn chuyện tình của hai con người đáng thương kia lại chẳng bao giờ có thể kết thúc.
Việc đầu tiên anh nhà làm khi ra ngoài là tiến đến gần bên vợ, mà ai ngờ bị cựu idol đứng ra ngăn cản, đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì vợ bị người ta bắt đi mất. Trước khi rời đi, Tăng Tửu đã thông qua Ngọc Khuynh Thế bên mắt trái tịch vụ ngắm nhìn con giao long ấy lần cuối. Mà thực tế thì chẳng còn giao long nào cả, Minh Dạ lựa chọn thành thần, khi hắn quy tiên đã tạo ra mộng cảnh dẫn đường cho những người có duyên. Tịch vụ từ vực hoang bước ra, vốn đã bị trụ thần kéo dài thời gian thêm vài tháng, đúng thời điểm Đài Tẫn đến tìm giao long. Hiện tại cô đã sở hữu đủ hai yếu tố để tiêu diệt ma cốt. Về phần sợi tơ tình của Đài Tẫn, chỉ cần hắn yêu cô thì game này lại dễ. Đài Tẫn đứng ngắm nhìn Mặc Hà nhiều ngày không rời đi, những ký ức về Tăng Tửu và Tịch Vụ đan xen lẫn nhau, mà dù là ai cũng đều khiến hắn không thể từ bỏ. Trong khi bà vợ nhớ đến nhiệm vụ tiêu diệt hắn, thì hắn lại nhớ đến lúc lăn giường cùng bà ở Bát Nhã Phù Sinh. Thế này là yêu rồi chứ còn chối gì nữa ba. Ngay khi họ định rời đi, thì Tịch Vụ say hế lô mấy ông bà già. Đài Tẫn dỗi vợ khi nãy dám rời đi cùng tình cũ nên trói lại bằng dây nhược thủy rồi giao cho Phiên Nhiên toàn quyền xử lý. Chứ trong tâm là khoái khoái chảy nước miếng. Về tới địa bàn của mình, đương nhiên là Tịch Vụ đâu chịu ngồi yên, nghĩ đến ban nãy Lệ Ngọc diệt hồn đã nóng lên một chút, liền quyết định vứt Liên Sỉ đi làm việc lớn. Chị đẹp xông vào lều riêng của Đài Tẫn, nhắc hắn nhớ đến việc hợp tu từ Bát Nhã Phù Sinh. Gì mà tà dâm vậy ba, người ta là hỏi anh có cảm nhận gì về những thứ đã trải qua trong đó cơ mà. Vậy mà Tịch Vụ nhận được tiếng sét chấn động trời xanh, thay vì bi lụy chuyện tình day dứt của Minh Dạ và Tăng Tửu, hắn lại gia nhập vào fandom ma thần thượng cổ. Để lái chủ đề từ cảm lạnh thành cảm động một chút, Tịch Vụ tự dưng mình lên miệng cọp, thả thính anh nhà vài phát mà ngờ đâu nhận được nụ cười nửa miệng đầy chữ chê. Tịch Vụ ngu ngơ bị Bạch Vũ lôi ra ngoài canh giữ, cô đâu biết khi cô vừa rời đi, ông chồng của cô tự giơ tay lên ngực hỏi ông trời sao dạo gần đây nó cứ đập ba đa bùng. Về phía Tiêu Lẫm, dù là người đã thoát ra khỏi mộng sớm nhất nhưng hắn lại là người day dứt nhiều nhất. Từ cơn ác mộng của Tăng Tửu, hắn nhận ra bất hạnh của nữ nhi là không gả cho đúng người, được phu quân yêu thương, nên hắn càng thêm trân trọng Băng Thường. Nhưng Tiêu Lẫm không biết bà chị này quá mức tự ti vào bản thân, những lời của tâm ma nói lúc đó cô vẫn ghim trong lòng. Băng Thường nhất quyết cho rằng Tiêu Lẫm yêu cô là vì sợi tơ tình kia, chỉ qua một lần mộng ảo, Băng Thường thăng cấp trở thành trà xanh máu chó. Đường theo đuổi chồng của nhị tiểu thư nhà họ Diệp còn lắm gian truân, Đài Tẫn để Phiên Nhiên đưa Tịch Vụ đến dọn sạch chùa ngỗng, trong khi chị nhà cực kỳ sợ động vật lông vũ. Đời này không đội trời chung mà giờ phải đứng chung một chuồng, khổ nào chịu nổi. Nhưng mà vì sự nghiệp giải phóng dân tộc nên đành dùng hết sự can đảm của bản thân thôi. Đài Tẫn làm vua lâu lâu cũng rảnh, đến xem full HD trận chiến giữa người và ngỗng, còn để Bạch Vũ điều khiển chúng chạy náo loạn một phen rồi cười như được mùa. Tịch Vụ còn đang hoảng sợ chợt sững người khi cảm thấy nụ cười của ma thần đã khác với trước kia, ai ngờ ngoảnh mặt lại liền thấy ngỗng song phi cước tới mặt mình. Cô lăn đùng ra xỉu, cộng thêm việc ngày trước lội qua Mặc Hà trúng phong hàn nên cơ thể liền nóng lên. Chẳng qua cũng không nghiêm trọng, tới giờ tỉnh dậy là chị tấu hề được ngay. Định làm nữ chính nũng nịu ngây thơ mà chồng không chịu ke, còn con ngỗng ban nãy làm chị sợ cũng đã nằm lên bàn ngỗng tơ bảy món. Ngay cả Đài Tẫn cũng nhận ra thay đổi trong mình, nhưng thứ hắn quan tâm nhất là vì sao Tịch Vụ lại từ bỏ Tiêu Lẫm mà quay về nơi này. Chị nói nhăng nói cuội, nói nhảm, nói tầm phào, tóm lại một lời cũng không khiến hắn tin tưởng. Thôi tóm lại là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, dù anh là con gì thì em cũng sẽ theo. Đài Tẫn AK boy thích chọc vợ, liền để cô làm thị nữ ngự tiền. Quân vương lạnh lùng, nô tỳ ngang ngược, coi bộ mô típ kịch bản này cũng không tồi. Tính ra thì thời gian hạnh phúc này chắc cũng không kéo dài quá lâu, khi kẻ thù của họ như âm hồn vất vưởng không chịu chết đi cho người ta nhờ. Đạm Đài Minh Lãng được Phù Ngọc cứu một mạng, hắn triệu hồi các thuật sư mạnh nhất cảnh quốc, hòng tìm được cách truy bắt yêu thú, sau đó cột bi bát Đài Tẫn trở thành ma thần. Dù bằng cách này hay cách khác, vợ nói thì mình phải nghe. Đài Tẫn cho phép Tịch Vụ cùng hắn trở về nước cảnh. Khi về đến cảnh đô, Thanh Vũ đã ở đó chờ đón, đưa cô đến Diệp gia. Bọn họ ở nơi này vẫn luôn sống rất tốt, chỉ có Diệp tướng quân mãi không buông bỏ chuyện mình từng là con dân nước Thịnh, nay lại đầu hàng cho địch nên mới giả què giả khờ không chịu vào cung gặp Đài Tẫn. Bảo bối về đến nhà trong sự bao dung tột độ, còn Thanh Vũ lại bị chính ông đuổi đi, có phải chăng lựa chọn buông cờ trắng ngày đó là một sai lầm? Boy buồn bã thì để chị Hồ Ly chăm sóc, Đài Tẫn tuy sát phạt quyết đoán nhưng là một vị vua nhân từ, hắn giảm bớt tô thuế, tiếp nhận những người dân nước Thịnh bỏ trốn lưu lạc đến nơi này, dạy cho họ đọc chữ, may vá theo thùa, đãi ngộ chẳng khác gì nhau. Thế nên đó không phải lỗi của hắn. Mà ở Diệp gia, Tịch Vụ cũng từ huynh trưởng biết được ngày đó, chính Đài Tẫn đã cho quân binh một đường hộ tống Diệp gia về đây, bảo vệ Chu Toàn khỏi nanh vuốt của Thịnh Vương. Cô quyết định vào cung diện thánh. Anh nhà đang đọc báo cáo mà trong đầu chỉ có những lời nịnh nọt chị từng nói, tình trong như đã, bên ngoài còn e. Nhắc Tào Tháo xuất hiện. Tịch Vụ vui vẻ bước vào hết lời cảm ơn hắn đã khoan dung cho người nhà của cô, cùng những quân binh dưới trướng Diệp gia. Kích động đến mức tặng cho chồng một nụ hôn má thật nồng cháy làm hắn Akun đứng hình mất 1000 giây. Cũng nhờ vậy mà Lệ Ngọc diệt hồn đã hiện ra một cây đinh. Vốn dĩ Tịch Vụ là chân thành đối đãi với hắn, nào ngờ may mắn nhận được thành quả, ma thần thật sự rung động rồi.
Vậy mà cô vợ còn chưa ra khỏi cửa, Tẫn Điên nghĩ Sàm nói bậy cho rằng cô vì những người ở Diệp gia nên mới theo mình về nước Cảnh. Không gian đang hạnh phúc lâm vào bế tắc, Đinh Diệt Hồn vừa chớm nở đã lụi tàn. Đài Tẫn xứng đáng mồ côi vợ 500 năm. Sau khi đã tỉnh táo trở lại, hắn mới để Bạch Vũ cùng Nguyệt Vệ Cảnh đón toàn bộ người thân ở tộc Di Nguyệt đến nước Cảnh sinh sống. Niềm vui được gặp lại người nhà của Tịch Vũ không phải giả, nó thật sự đã khiến hắn để tâm đến những chuyện phàm trần thế này. Thất bại là mẹ thành công, chỉ có điều đừng để mình có quá nhiều mẹ thôi. Tịch Vũ vì để cưa đổ ma thần đã dành thời gian đọc qua tổng hợp 1001 cách chinh phục chồng yêu, khiến Phiên Nhiên thật sự nổi cả da vịt. Một ngày nọ, cô tự mình làm đèn giấy, có ý định cùng Đài Tẫn thả hoa đăng, ngắm trăng thật lãng mạn. Hắn yên lặng ngồi nhìn cô vợ nói nhảm hồi lâu mới thẳng thừng từ chối, để Bạch Vũ lôi ra ngoài. Lần tiếp theo, cô ở bên ngoài tẩm điện đàn suốt 3 canh giờ, vẫn là Bạch Vũ thay lời muốn nói kết nối yêu thương, chị muốn đàn tiếp thì anh đây không tiễn, cứ ra ngoại ô đàn tới sáng rồi về. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu thuốc, Tịch Vũ học theo sách ngẩng mặt lên trời chửi đổng Đài Tẫn. Định tạo nét trước cờ rớt mà sắc nét quá nên chính mình phải cầm chổi chịu phạt trước trời đông giá rét thật chiêu. Đến cả tảng băng trôi Bạch Vũ còn muốn mặc niệm dùm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao của Đài Tẫn xem chừng cũng không hòa hợp cho lắm, để Phiên Nhiên chăm đàn yêu thú, bà chị một tiếng dạy không được thì tiếng thứ hai đã nuốt hết vào bụng. Đài Tẫn phạt cô tháng này không được nghỉ, như giọt nước làm vỡ đê, Phiên Nhiên bán mình cho tư bản hơn 80 ngày không được nghỉ ngơi cũng có lúc bùng nổ. Nếu không phải đã uống thuốc của tộc Di Nguyệt thì cô đã sớm nộp đơn từ chức rồi. Giờ đây lại bị hắn chèn ép đi dẹp nạn yêu ma ở vùng khác. Ma thần kêu yêu quái đi bắt ma nghe có hài hước không? Tâm thì không thuận nhưng điều kiện nghỉ nửa ngày nghe cũng vui tai. Phiên Nhiên đành nhượng bộ một lần, miệng không ngừng chửi thằng sếp. Chưa rời cung điện đã bị vợ sếp hù dọa một phen, chủ yếu là bà nhận ra tiếp tục học theo sách thì chồng cũng mất, nên bái hồ ly bảy đuôi làm sư phụ. Nhìn cho kỹ chị làm cách nào để câu được Thanh Vũ về tay nè cô gái. Boy ngây thơ vừa bước vào trong thì đụng phải cháp gơ đời đầu Phiên Nhiên, chưa kịp mở lời liền bị bà ca bê đon vào tường. Này chắc cầm lộn kịch bản chứ tướng quân gì yếu đuối vậy. Thanh Vũ bị vợ tương lai trêu chọc, lại thấy bà chị của mình đứng hóng chuyện mặt rất hãi, liền cúi đầu cúp đuôi bỏ trốn. Đó là Thanh Vũ, còn xài skill này với Đài Tẫn, Tịch Vũ sợ năm sau mồ của cô cũng xanh cỏ rồi. Tèo chiêu này ta bày chiêu khác, biết Tịch Vũ nấu ăn ma chê quỷ hơn. Phiên Nhiên bèn nói cô mỗi ngày 3 bữa đều tự nấu rồi mang đến cho Đài Tẫn, chủ yếu là tấm lòng chứ bệnh tật gì. Xem như cô đã tạm thời trả được thù bốc lột sức lao động của sếp. Học đi đôi với hành, đêm đó, Tịch Vũ đã không chờ được đến tẩm điện dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế và đồ ăn kế. Đài Tẫn thấy tay cô đã bị bỏng, làm sao đủ nhẫn tâm tiếp tục đuổi cô ra ngoài, nhưng mà món đồ này thực sự có thể ăn sao? Hắn khó nhọc nuốt vào, vì không muốn vợ buồn mà tặng vợ 10 điểm, nấu ngon như đầu bếp master chef, cứ tiếp tục phát huy. Ngược lại Tịch Vũ càng thấy skill này của Phiên Nhiên một phát trúng đích, Đinh Diệt Hồn lần thứ 2 xuất hiện. Với trình độ thượng thừa 3 món như một, mỗi vị mỗi vẻ thì tôi thực sự lo lắng cho bao tử của Cảnh Vương trong tương lai. Ma thần chết vì bị vợ đầu độc thức ăn. Mà lúc này, Minh Lãng tiếp tục hấp thụ ma đan, thông qua Như Ngọc liên hệ với một kẻ đồng minh khác, vì vốn dĩ trên thế gian này người muốn Đài Tẫn chết cũng không ít. Trong thời gian đó, Đài Tẫn vẫn luôn tạo sức ép với Thịnh Quốc, buộc Thịnh Vương phải đầu hàng mà thằng cha đó lì vãi cả lúa. Hắn từ Thanh Vũ biết được bản thân chưa từng học qua nho giáo, tất nhiên đạo trị quốc không thể bằng Tiêu Lẫm, nên triệu tập các nhà nho uyên bác đến dạy mình một khóa. Đám quần thần đó đương nhiên không chấp pháp, cũng chưa ai đồng thuận để Đài Tẫn lên ngôi vua. Chẳng qua Đài Tẫn có thể co, cũng có thể duỗi, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn răn đe khiến họ không kịp trở tay, Bonus thêm bé bét đứng bên cạnh cứ gào lên đòi ăn thịt người. Tịch Vũ biết chồng học tập vất vả nên đến bên cạnh quạt, vô tình quất thẳng một phát vào đầu ông vua. Nhưng chị có lòng tốt thì anh không chấp, còn những người khác cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đài Tẫn ngày càng được lòng dân, hắn ra thông báo hoan nghênh con dân Thịnh Quốc định cư ở Cảnh Quốc, tuyệt đối đối đãi ngang bằng nhau, khiến Thịnh Vương cảm thấy nguy cơ gần kề. Mà người Phù Ngọc tìm đến cũng chính là hắn, Minh Lãng hiện tại sở hữu thuật điều khiển rối. Chỉ cần Thịnh Vương chịu chu cấp người tạo đội quân, Đài Tẫn bất quá cũng chỉ là một cái tên không có tuổi, sẽ sớm lên bàn thờ. Mấy tên phản diện lập bè kéo phái, vợ chồng người ta bên này sống cực kỳ hòa thuận, Đài Tẫn ngày càng bận rộn hơn, giải quyết việc nước, còn luyện tập thêm nho giáo và ma thuật. Bất chi bất giác, thời gian trải qua dần dần giống như thói quen, Tịch Vũ mỗi ngày đều sẽ đến phủ của hắn, đến tối muộn mới trở về. Nhưng làm cách nào cũng không xuất hiện thêm cây đinh thứ hai. Đúng lúc này, Phiên Nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ, cô dạy cho Tịch Vũ skill thứ hai, đó là lấy lùi làm tiến, lạt mềm buộc chặt. Cũng chỉ có cô nhận ra, cô nương trước mặt ban đầu muốn quyến rũ đối phương, giờ lại thành người yêu thật lòng trước rồi. Tịch Vũ hai ngày tránh mặt Đài Tẫn, khiến hắn chờ đợi trong mơ hồ, đến ngày thứ ba mới búc một kèo thỉnh giáo bà mối Phiên Nhiên. Nữ nhân ấy à, tặng quà, làm những gì nàng ấy thích là được. Người ta không theo đuổi sếp thì sếp đi theo đuổi người ta lại đi chứ suy nghĩ chi lâu vậy. Đây không phải là thích thì còn là gì. Nhận được bài học vỡ lòng về cách cô gái, đại gia Đài Tẫn liền chốt đơn liền tù tì vàng bạc châu báu.
tất tần tật những món đồ các cô nương yêu thích, sau đó order một chú quạ ship tới tận nơi. Tịch Vũ vui vẻ chạy đến tìm hắn, cả hai đều tán thưởng khả năng tuyệt diệu phán đoán như thần của Phiên Nhiên. Nhưng thứ Tịch Vũ thích cũng không phải những vật ngoài thân đó. Cô đưa hắn đến bên bờ hồ, kể rằng ngày xưa mình vẫn luôn thích ngắm bầu trời sao, còn có rất nhiều đom đóm. Tưởng gì chứ game này lại dễ. Đêm hôm đó, bọn họ thực sự bỏ qua mọi áp lực của thế gian, vui đùa trò chuyện với nhau thật lâu. Ngược lại Tiêu Lẫm lại không được vui như vậy, Thịnh Vương vẫn luôn ra ý chỉ quyết chiến cuối cùng, nhưng đối với một trận chiến tỷ lệ chiến thắng chỉ có 0%, hắn thật sự không muốn có thêm quân binh hy sinh. Chỉ có thể chờ đợi thêm vài tháng mùa đông đến, giảm bớt thiệt hại về quân khi vượt qua Mặc Hà, đồng nghĩa với việc luôn phải dè chừng cha hắn sẽ nghi kỵ mà phán cho hắn tội phản nghịch. Đêm đó, Nguyệt Vệ Cảnh trong khi truyền mật thư sang nước Thịnh thì bị quân binh bên đó bắt đi mất, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Đài Tẫn. Hôm nay cũng chính là sinh nhật của Tịch Vụ, hắn tặng cô một mảnh ngôi sao, còn cho phép cô được trở về nhà một ngày. Nhưng chị đẹp chỉ muốn dắt theo chồng về cơ, anh hùng nào qua được ải mỹ nhân. Đài Tẫn bèn gật đầu cái dục, chỉ là đưa nàng đến Diệp gia, rồi ở bên ngoài chờ chứ không vào. Có thể là vì trước kia hắn ở nơi này chưa từng được đãi ngộ tốt nên trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Nhắc đến đây, Tịch Vụ liền cảm thấy đau lòng, chưa ăn hết bát mì trường thọ đã vội chạy đi. Cô vốn muốn hắn rời khỏi cung điện nhàm chán tìm chút náo nhiệt, không nhớ đến nơi này từng là địa ngục đối với hắn. Đài Tẫn cũng không nghĩ nhiều đến vậy, hắn đưa cô đến điện tinh linh, là hoàng thất, nơi chôn cất Nhu Phi, cũng xem như cả hai đã từng bái qua cha mẹ. Ma thần lo xa tới mức để Tịch Vụ chọn một nơi trong hoàng thất, lựa chỗ chôn mà cứ như đi lựa đất để mua nhà. Chỉ là riêng việc yêu thương và cùng hắn sống đến già, Toto không thể làm được, cô không phải Tịch Vụ. Nàng sinh ra là để chàng chết đi. Ban đầu đến đây mục tiêu của cô chỉ có một, vậy mà giờ lại lo được lo mất, đau lòng khi nghĩ đến thời khắc 9 cây đinh đâm vào tim Đài Tẫn. Xem ra Toto động lòng rồi. Không ngoài dự đoán của Đài Tẫn, Thịnh Vương rơi vào bẫy, hắn cho rằng Tiêu Lẫm trần trừ không xuất binh là vì muốn tạo phản, quy hàng kẻ địch. Ngay cả công công bên cạnh nói thêm vài câu, cũng bị hắn cho người lôi xuống đánh chết, trực tiếp ra ý chỉ cuối cùng, quân binh trong 3 ngày phải tấn công qua sông Mặc. Tướng quân trên chiến trường có thể không nghe lệnh vua, nhưng thân là con của bệ hạ, Tiêu Lẫm lại không thể làm trái. Quân binh nước Thịnh xuyên qua sông Mặc tổn thất vô số kể, may mắn thay Ải Ca cũng không còn bao nhiêu quân binh canh giữ nên dễ dàng chiếm được ưu thế. Chẳng qua đó cũng chỉ là mưu kế của Đài Tẫn, hắn cùng với Thanh Vũ hộ giá đến Ải Ca ngay trong đêm. Chiến tranh khốc liệt, quân lính chết không kể xiết, ngay khi tưởng chừng đã chiến thành thì ma thần đã có mặt dẹp tan một số lượng lớn binh. Người dẫn đầu hai bên xuất trận, mà ma thần chỉ cần dùng một skill nhỏ cũng đủ để đánh cho Tiêu Lẫm dội ngược trở về. Cả hai dừng lại đàm đạo đôi chút, vì vốn dĩ mục đích của Đài Tẫn là thiên hạ thái bình, hạ bệ tên vua ngu ngốc của Thịnh Quốc, còn Tiêu Lẫm lại là kiểu người thà chết không từ bỏ. Quỷ này lì ghê xứng đáng chém đầu. Tiêu Lẫm triệu hồi Thanh Kiếm Tông Xuyệt Tông với bộ đồ, thì Đài Tẫn chơi hẳn đúc bồ cho nó ngầu. Hai bên lao vào trận chiến sinh tử, phải nói pháp khí của Tiêu Lẫm cũng không phải dạng vừa. Hắn dù sao cũng là đệ tử ưu tú ở Tiêu Giao Tông, nhưng đối thủ của hắn lại là ma thần nạp VIP với Haki nhân vật chính. Đánh bằng tay hơi mệt, Đài Tẫn liền bật chế độ bay rồi phóng ngàn vạn đinh tiễn tới. Sau cùng chốt hạ bằng một đinh tiễn siêu to khổng lồ, may là Tiêu Lẫm vẫn giữ vảy hộ tâm bên người. Nghi Chi thấy tình thế không ổn nên tung bùa thần thỏ, một trận lôi giáng xuống Ải Ca, Đài Tẫn tọa kết giới bảo vệ quân binh, còn Tiêu Lẫm ra lệnh cho phe mình toàn quân rút về. Đài Tẫn cũng không theo diệt trừ đến cùng, Tiêu Lẫm hiểu rõ ngày hôm nay chỉ là một phép thử, ở một trận chiến mà cho dù dùng cách nào hắn cũng không thể giành chiến thắng. Thịnh Vương ăn no dùng mỡ nổi cơn thịnh nộ, ra tử lệnh cho Tiêu Lẫm không thắng thì đừng về, còn đưa Băng Thường vào cung cận kề bên vương hậu. Chị đây cái gì cũng không biết, chỉ có làm bộ làm tịch là rất giỏi, lẽ ra nên tặng một giải Oscar cho nữ diễn viên có tâm với nghề nhất, dành ra cả đời để khóc lóc dựa hơi trai. Nhưng ngay cả Tiêu Lẫm cũng không thể cùng cô ta vượt qua kiếp nạn này. Băng Thường từ khi vào cung luôn nhận về sự dè biểu của hạ nhân, trang phục cũ rách, mái nhà bị dột, ngày ngày vào từ đường quỳ gối tụng kinh, thức ăn cũng đều là đồ chay nhạt nhẽo. Về phía Tịch Vụ, Phiên Nhiên nói có thể viết thư để quạ gửi đi cho Đài Tẫn, thế nên cả đêm đó bà chị miệt mài tập tành viết thư sao cho ông chồng đọc không nổi ra dịt vì quá xến. Kết quả là viết thư càng ngày càng ghiền, quạ đi giao mỗi ngày chắc chục đơn cũng thấy phiền, lương thì không biết bao nhiêu mà phải xem vợ chồng nhà này phát cơm chó. Đài Tẫn tuy cực kỳ vui vẻ, nhưng vì để cô không nhận ra mình bị thương từ nét chữ khác lạ, nên đánh chết cũng không gửi thư hồi âm. Khiến Tịch Vụ bên này lòng rối như tơ vò, lại nghe tin tiền tuyến thông báo Phiên Nhiên điều thêm binh đến đó một chuyến, cô mới lẻn đi theo. Một mẹo nhỏ xíu này sao qua mặt được chị đẹp hồ ly, Phiên Nhiên liền giở trò xỏ lá, để quân binh đi hơn vạn dặm, đến tận tối mịt mới được dừng chân. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã nửa tháng mà Đài Tẫn vẫn chưa nhận thêm bất kỳ lá thư nào, hắn trong lòng sốt ruột nhưng mỏ vẫn hỗn như ngày nào, còn bắt tội con quạ. Ủa lạ quá, chuyện nhà ai người đó tự quản, mình cũng có khả năng nói chuyện với chim muông chứ có phải câm đâu ngày nào cũng ra lệnh cho Bạch Vũ vậy kìa. Quả thật triều đình này mang mác công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao chấp hết thiệt mà.
Lúc này, Tịch Vụ đã đến quân doanh, được Phiên Nhiên chỉ điểm nơi ở của phu quân, tầm này thì chết với bà. Tịch Vụ đến thăm Đài Tẫn, mà Phiên Nhiên cũng vì lo lắng cho Thanh Vũ nên mới gấp rút đến. Ai dè lại thấy nhóm quân binh cô Channing từ nhóm yêu quái ra, giờ lại quay về bản chất rừng rú, thiếu điều muốn đào ba tấc đất chui xuống. Tịch Vụ giấu mình đến gần lều trại, mới ngắm chồng chưa được bao lâu thì bị một con quạ đậu trên đầu, hốt hoảng hét lên một tiếng. Ngờ đâu qua lỗ tai của Đài Tẫn lại tưởng nhà bếp mổ heo. Con quạ kiểu cũng tới lúc tao trả được thù, báo cáo với Bạch Vũ rằng nữ ma đầu bắt nó đập cánh đến què mỗi ngày đang có mặt ở đây. Làm Tịch Vụ còn đang vui mừng mình chạy nhanh quá không ai phát hiện ra, xoay người liền thấy Đàm Đài Tẫn. Hắn vui mừng vì cô đến đây, cảm động trước tấm lòng đó, cây đinh thứ tư đã xuất hiện. Đài Tẫn đưa cô về doanh trại, cho thay một outfit couple với mình. Khi nhận ra chân cô bị thương, liền cho quân y đến khám, rồi tự mình bôi thuốc, khiến Tịch Vụ thụ sủng nhược kinh một phen. Cô vừa rời đi, Đài Tẫn lại rơi vào một nỗi lo khác. Nhóm yêu binh lạ mặt xuất hiện ở biên cảnh, có vẻ như Thịnh Vương đã có một kế hoạch nào khác. Phù Ngọc hiến thêm một kế chết người, chỉ cần bộ hài cốt người thân cận nhất của Đài Tẫn làm vật dẫn, cùng với 9 cặp đồng nam đồng nữ và một người thân thiết nhất để hiến tế, khai triển trận pháp nguyền rủa vào đêm nay. Nếu như thành công, Đài Tẫn nhất định sẽ đi bán muối. Tại quân doanh, Tịch Vụ đang giở trò làm nũng với Đài Tẫn, nói thương người ta mà đến đây thăm anh lại quát người ta, đây chính là ghét người ta rồi. Ma thần chinh chiến bao nhiêu chiến trường, sống trên đời bao nhiêu năm chưa từng gặp qua tình trạng này, thôi thì nóc nhà ai người nấy theo vậy để cho yên nhà yên cửa. Tịch Vụ trở về ngủ trên giường Phiên Nhiên, đang mơ màng thì bị cô gọi cho tỉnh dậy. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, sếp mà biết vợ sếp chui qua giường mình ngủ thì thế nào cũng có vụ ám sát trong đêm. Chẳng qua là có gọi Tịch Vụ cũng không thèm quan tâm đến, thế nên Phiên Nhiên lảng sang chuyện khác, nỗ lực như vậy để đến đây khi nghe tin Đài Tẫn bị thương. Vị cô nương này mau khai thật đi, biết yêu rồi đúng không? Chị em nhà này cứ thế bát nháo một trận. Đến nửa đêm, Bạch Vũ thông báo tin khẩn cấp, hài cốt của Nhu Phi đã bị người của Thịnh Vương mang đi. Tịch Vụ vì tiếng ồn tỉnh lại, cô trông thấy Đài Tẫn cùng nhóm người Nguyệt Vệ cảnh thúc ngựa rời đi. Lo lắng chuyện xấu sẽ xảy đến với Thịnh Quốc, Tịch Vụ đã tránh khỏi giám sát của Phiên Nhiên, chạy đến quân doanh tìm gặp Tiêu Lẫm. Hắn vừa nghe đã biết mục tiêu của Đài Tẫn chính là Thịnh Đô. Nơi này sắp diễn ra một đàn tế nguyền rủa, nếu như thành công, Đài Tẫn trong 3 tháng nữa sẽ chết không đối chứng. Nhưng biên kịch Sino, nam chính làm gì dễ chết đến thế, đám thuật sư trong phút chốc bị triệt hạ bởi Nguyệt Vệ cảnh, Thịnh Vương hoảng loạn cầu người hộ giá. Hắn thế mà không chút hối hận để quân binh xông lên, xem như là đã chứng minh việc tàn độc này là do hắn làm. Thân là vua của một nước, vậy mà không ngần ngại lấy tính mạng của bách tính ra che chắn, còn dùng hài cốt người đã mất hiến tế cho thần linh, đi ngược lại với lẽ trời. Đám quân binh chỉ là tép diêu so với ma thần, chúng lần lượt bị gạt bỏ sang hai bên, để Thịnh Vương phải nhận về một cái kết đáng. Đài Tẫn buộc hắn phải quỳ xuống dập đầu với hài cốt mẫu thân mình, không ngần ngại bẻ gãy một tay của hắn. Thịnh Vương chó cùng đứt dậu đập vỡ hũ hài cốt, trời vừa hay đổ cơn mưa xối xả, như xóa sạch mọi sự tàn độc của hắn. Đến lúc này thì ông nội mày cũng không cứu được nữa, Đài Tẫn một phát đưa hắn xuống xin tội với Diêm Vương. Oanh Tâm vì quá hoảng sợ trước Đài Tẫn, đã dùng kiếm đâm hắn. Bất quá xem như hắn trả lại ơn nuôi dưỡng cho bà, cuộc đời dài đằng đẵng trong đau khổ cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi. Trong cung có biến, nữ nhi yếu đuối như băng thường làm sao có thể sống dai nhách cho người ta nể đây. À ta và nô tỳ đụng phải một công công muốn cướp của giết người, liền không ngần ngại để người luôn đi theo mình ra làm lá chắn, sau đó điên điên dại dại mà đi khắp nơi trong cung. Đài Tẫn đụng độ với một toán quân Tiềm Long vệ của Tiêu Lẫm, hắn đánh cho bọn họ ngất xỉu chứ không giết người. Phải chi ban nãy đi lẹ thì đâu có vướng bận con mụ trà xanh này. Phải có căn mới diễn được như vậy chứ người thường đâu ai làm được. Thịnh Quốc chỉ còn chút hơi tàn, mà người thống nhất thiên hạ hiện tại là Đài Tẫn, chỉ cần dựa dẫm vào hắn, băng thường sẽ có ngày trở mình. Tịch Vụ lo lắng cả đêm mới trông thấy đoàn người Đài Tẫn trở về, mà hắn lại không ngó ngàng gì đến cô nữa. Bởi vì hắn nghe cận vệ nói rằng đêm qua cô đã đến quân doanh của Tiêu Lẫm, sau đó thì quân binh của hắn thúc ngựa trở về thành. Hóa ra những thứ cô làm cho hắn đều là giả dối, chỉ có Tiêu Lẫm trong lòng cô mới vĩnh viễn là Bạch Nguyệt Quang. Về phần Tịch Vụ, cô nóng lòng muốn đến gặp hắn, rốt cuộc đêm qua Thịnh Đô đã phát sinh chuyện gì, vì sao băng thường lại đi theo Đài Tẫn. Nhưng cô ngàn vạn lần không nên đến vào lúc hắn đang phát điên nhất, nhầm lẫn người cô quan tâm đến giờ cũng chỉ có Tiêu Lẫm. Hắn nói mình giết người rồi, hơn nữa còn giết rất nhiều người, Thịnh Vương bị xé ra hàng trăm mảnh, còn Oanh Tâm bị chính tay hắn bẻ gãy cổ rồi đốt thành tro tàn. Điều nuối tiếc là Tiêu Lẫm đã không đến kịp lúc, nếu không hắn cũng sẽ tiễn tên đó về chầu trời. Ánh mắt sắc khí đó khiến Tịch Vụ thật sự hoảng sợ, nó quá giống ma thần vào 500 năm sau. Cô hối hận khi những tưởng hắn còn con đường vãn hồi, thế nhưng không còn sau đó nữa. Mối lương duyên của bọn họ còn chưa kịp bện chặt đã vội vã đứt lìa, ba cây đinh diệt hồn khó khăn lắm mới có được đã lập tức biến mất. Sau khi Tịch Vụ rời đi, Đài Tẫn đau đớn từ linh hồn đến thể xác, trực tiếp ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, quân y thông báo với hắn trong kiếm có tẩm bùa chú, nên vết thương tạm thời không thể chữa lành, nhưng mà hiện tại nơi Đài Tẫn đau nhất cũng không phải là vết kiếm đâm. Phiên Nhiên khẩu xà tâm Phật mang thuốc đến cho Thanh Vũ,
mới biết nữ nhân Đài Tẫn mang về kia là đại tiểu thư nhà họ Diệp. Chưa kịp trò chuyện, Phiên Nhiên đã bị Trạch Nam Thanh Vũ chọc cho giận tím người phải bỏ đi. Còn Băng Thường có thể trước kia đã từng gặp cô ở đâu đó, chắc cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Sự thất bại của Thịnh Vương không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của Minh Lãng, hắn chỉ dùng tên đần kia như một con rối thu hút sự chú ý của Đài Tẫn. Chờ đến khi đội quân yêu ma được hình thành 100%, sẽ là lúc thích hợp để bọn họ khởi binh trả thù. Tại quân doanh, Đài Tẫn vẫn luôn mong nhớ Tịch Vụ, đúng lúc Băng Thường đến chơi trò mỹ nhân kế, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền. Test thử xem cùng những việc Tịch Vụ từng làm, đổi sang nữ nhân khác có khiến hắn fall in love hay không. Ngược lại khiến Băng Thường tưởng bở nam nhân trên đời đều mê luyến cô ta, chỉ cần có sợi tơ tình cướp được trong tay, rồi sẽ có ngày cô ta đoạt được cả thiên hạ. Ngày hôm sau, Tịch Vụ đến lều trại tìm Đài Tẫn, nóc nhà đã xuống nước xin lỗi mà anh đây chảnh cún không cho vào. Lại để Băng Thường trở thành người hầu hạ mình, nấu canh mỗi ngày mang đến, mai mực dọn dẹp, tất tần tật đều cộp đi theo Tịch Vụ. Mà trong mắt Tịch Vụ, Đài Tẫn chính là một cha nam, chỉ qua một đêm đã vội thân thiết với người phụ nữ khác. Băng Thường nhiều lần làm người tàn ác vẫn chưa quen, tự mình kiềm chế bản tính yểu điệu thục nữ lại để cho cái ác lên ngôi. Tiêu Lẫm thua cuộc là do hắn bất tài, Tiêu Lẫm yêu cô là vì sợi tơ tình cô đã cướp được, tóm lại chị chẳng có cái nịt gì cả nếu không chịu đứng lên tranh giành. Đến khi tỉnh dậy, Băng Thường lặng lẽ đến gần Đài Tẫn, nổi lên ý định test thử độ cứng cổ của hắn thì Bạch Vũ vào kịp lúc. Đài Tẫn thế nhưng lại phát sốt rồi, còn mơ sảng không ngừng gọi tên Tịch Vụ. Trong khi đó, Thanh Vũ đến tìm cờ rớt để tà tưa nhưng chị nói hong bé ơi, cháp qua cháp lại thì được chứ, hồ ly trời sinh đa tình, muốn chị nhất kiến trung tình với một người là chuyện không thể nào. Khiến boy ngây thơ lần đầu bị từ chối giữ người, đau đớn đến gục ngã. Sáng hôm sau, tất cả xuất quân về lại kinh, nhóm nguyệt vệ cảnh trông thấy người theo sau bệ hạ lại là Băng Thường thì thiếu điều muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Thôi thì đẩy thuyền hai chị đẹp cho yên nhà yên cửa. Đài Tẫn ngồi với trà xanh nhưng lòng chỉ hướng về vợ, ngờ đâu Băng Thường tự quay vào ôm mất lượt, nhắc khéo về những hành động tàn nhẫn mà Tịch Vụ trước kia đã từng làm. Ngược lại cô ta trông thấy Đài Tẫn bị bắt nạt cũng rất đau lòng mà lại yếu thế không thể phản kháng. Sau này hãy để cô theo hắn trải qua quãng đời còn lại ở nước Cảnh như một sự đền bù của số phận. Hồi trước sợ người ta như gặp quỷ mà giờ bẻ cua cái khét lẹt luôn á bà chị, nghe tưởng nữ phụ si tình trong tiểu thuyết không? Tất nhiên gu của Đài Tẫn là phải cù nhây như Tịch Vụ, nên không nói hai lời liền đuổi Bạch Liên Hoa ra khỏi xe ngựa. Chị hết vai ở nhà chồng thì tòn ten qua nhà vợ, nhất quyết làm người thao túng tâm lý cả đôi người ta cho đến cùng. Rồi cũng không biết mắc cái giống gì chị bỏ chồng để vớ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng là chồng nhỏ em. Sau đó còn hứa chị sẽ dỗ ảnh để ảnh không làm khó em nữa, xứng đáng làm diễn viên xuất sắc nhất của năm. Bỏ qua các tình tiết máu chó này thì quân đoàn con rối của Minh Lãng đã luyện thành. Chẳng qua 4.000 quan binh cũng như muối bỏ bể so với thực lực của Đài Tẫn, huống hồ giờ đây hắn đã thống nhất cả hai nước Thịnh Cảnh lại làm một. Đài Tẫn chọc cho vợ dỗi rồi tự mình đối diện trong giấc mơ, rõ ràng yêu nhưng lại không dám nói, hành qua hành lại tự làm tổn thương chính mình. Tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, hắn chợt trấn tĩnh lại khi nhớ đến lời yêu nữ từng nói trước đây, một người không có tơ tình như hắn làm sao có thể biết yêu kẻ khác. Còn Băng Thường thường xuyên lảng vảng trước mặt một vị quân vương đã khiến ả ta nước mất nhà tan, chẳng qua là để tìm một nơi để dựa dẫm. Chiêu trò còn con đó không khiến Đài Tẫn để mắt đến, cho đến khi trà xanh nhắc tới Tịch Vụ để kéo cô xuống nước cùng mình. Dành cái lỗ tai lên nghe cho rõ, bản thân đê tiện còn không bằng một cọng tóc của vợ anh mà bày đặt so với trà xanh. Nghe mà giận tím người, Tịch Vụ trở về nhà. Thông qua ông anh nhiều chuyện biết được Đài Tẫn đã sắc phong Băng Thường lên làm tuyên thành phu nhân. Buồn bực đến mức cơm cũng không ăn nổi, xin phép tổ mẫu dọn về nhà ở một thời gian. Mà Đài Tẫn nhịn được vài ngày cũng tìm đến dỗ vợ, ai ngờ lại thấy những bức thư cô vo tròn vứt đi. Hóa ra đó lại chính là những điều cô vẫn chưa kịp nói với hắn, mỗi một câu đều là hy vọng hắn bình an vô sự, còn có một cây bồ công anh chưa kịp ước nguyện đã lụi tàn. Đài Tẫn cực kỳ hối hận, hắn chạy theo muốn níu giữ cô, lại thấy Tịch Vụ đứng bên bờ hồ, tức giận ném thiên thạch hắn đã tặng xuống đó rồi dứt khoát rời đi. Hôm đó trở về, Tịch Vụ được sư mẫu nhờ mang đồ ấm cùng thức ăn đến chờ Thanh Vũ hồi kinh từ Thịnh Quốc, nhờ đó biết được trước kia là do Thịnh Vương trộm hài cốt của mẹ hắn đem về hiến tế. Thế nên Tịch Vụ đã hoảng loạn khắp nơi tìm Đài Tẫn, người không thấy đâu, Bạch Vũ cũng không biết tin tức, cô chỉ đành xuống hồ tìm lại Tiểu Tẫn rồi chạy đến Điện Tinh Linh. Không ngoài dự đoán, hắn đang ở đây. Đài Tẫn tưởng chừng cô đơn đến già thì lại nghe vợ nói hai từ xin lỗi, cô không nên dùng nỗi sợ hãi trước ma thần mà đối đãi với hắn. Đôi gà bông đang chim chuột cảm động thì Tịch Vụ chốt hạ một câu mang tính cảm lạnh, lạng quạng là tan nhà nát cửa. Sau đó mới biết hắn đưa Băng Thường trở về là vì nghĩ cô vợ nhỏ này sẽ vui nếu hắn cứu tỷ tỷ của cô, ai ngờ lại khiến cả hai rơi vào hiểu lầm không lối thoát. Trước kia hắn chỉ là bắt chước Tiêu Lẫm đối tốt với Băng Thường, vốn dĩ hắn vẫn nghĩ đó là thích, cho đến khi gặp được Tịch Vụ. Một con người không có cảm xúc như hắn, đã vì cô mà nếm qua đủ loại mặn ngọt, hỉ nộ ái ố của thế gian. Chỉ cần Tịch Vụ vĩnh viễn bên hắn sẽ nguyện học làm người tốt một lần vậy. Còn có một chuyện, Đài Tẫn chưa từng nói với bất kỳ ai, mỗi khi cận kề cái chết, hắn lại có một giấc mơ đối thoại với ai đó không rõ danh tính. Tịch Vụ nghe thấy liền biết đó chính là ma thần,
Bất quá cô đã quyết định đoạn đường sau này dù có đắng cay thế nào, cũng cùng nhau mà đi tiếp. Về phần cậu bé thiên thạch Đài Tẫn từng tặng cô, dù đã lội nước cả nửa ngày trời, Tịch Vụ vẫn không thể tìm ra. Ngàn vạn lần không ngờ khoảnh khắc đó đã bị Đài Tẫn trông thấy, nên hắn mang đi từ lâu rồi. Nói chung yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăn, hạnh phúc vậy ngay từ đầu có phải con dân đều vui vẻ không? Đêm đó, Đài Tẫn ban cho Tịch Vụ chức vụ thị nữ ngự tiền hầu hạ ở phòng ngủ, vừa có thể tự do ra vào cung, vừa có thể về thăm nhà tùy thích. Khô Như Anh quê em đầy, chủ yếu chỉ là cái đoạn hầu hạ ở phòng ngủ thôi. Mà trong khi đó, Phiên Nhiên vì quá nhàm chán nên cũng đã đến phòng tắm của Thanh Vũ, tập kích boy nhà lành một trận, buộc hắn phải đưa ra sự lựa chọn. Cô kể ra sự thật mình đã từng thành thân, mất sợi tơ tình, cũng như trước kia cứu hắn đều là vì hắn quá giống Khương Nhiêu. Chỉ là Phiên Nhiên không ngờ được Thanh Vũ đã fall in love với cô nhiều đến mức nào kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Cảm xúc của hắn đối với cô vẫn chưa từng thay đổi, dù quá khứ kia có ra sao hắn vẫn muốn cùng cô bầu bạn quãng đời còn lại. Ngôn từ bất lực thì hành động lên ngôi, xem chừng đây sẽ là một đêm dài với Thanh Vũ. Chẳng biết hai anh chị lăn giường bằng cách nào mà sáng hôm sau, Phiên Nhiên lập tức đến tìm Đài Tẫn xin nghỉ việc. Đại boss lo rằng không có nhỏ nhân viên này thì vợ mình sẽ buồn nên không đồng ý, tiện thể bẻ lái sang cho Thanh Vũ. Quả thật là một vị sếp thấu hiểu lòng người, ngay cả skill lợi dụng tình cảm để giữ nhân viên ở lại công ty cũng biết dùng đến rồi. Hắn chọc cho Phiên Nhiên nổi giận văng cái nết hồ ly ra ngoài, bà đây không gầm thì lại tưởng là Hello Kitty. Phiên Nhiên tìm thấy Thanh Vũ trong một dáng vẻ phiền muộn đang luyện tập kiếm. Tưởng chừng một đêm tâm tình sẽ khiến vợ động lòng nhưng không, vừa sáng bà chị đã muốn dứt áo ra đi tìm con đường độc lập tự do. Nào ngờ viên thuốc Đài Tẫn đưa cho cô trước kia là thuốc bổ, công dụng lọc mem cũng chỉ là nhắm mắt nói bừa. Còn Thanh Vũ xứng danh trạch nam chính hiệu, bị vợ từ chối thì tự mình đau lòng thôi chứ cũng không thiết tha níu kéo. Làm Phiên Nhiên dù muốn rời đi cũng có chút không nỡ, thế nên cô quyết định một thân tự do ở lại kinh thành, sớm chiều cùng nhau bầu bạn. Về phần Tịch Vụ, thấy vẻ mặt xanh tươi mơn mởn đó thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết vợ chồng họ đã làm lành. Xem ra Đài Tẫn trong mắt nhà vợ đã tăng thêm vài phần tin tưởng. Lại nhắc đến Băng Thường, trở về kinh đã kha khá ngày nhưng vẫn bặt vô âm tín với Diệp gia. Đài Tẫn giữ cô ta ở lại cung là vì sợ Tiêu Lẫm sẽ đến nơi cướp người. Còn Băng Thường lại nghĩ theo cách khác, tình cảm giữa Đài Tẫn và Tịch Vụ ngày càng khăng khít. Nếu cô ta bị đưa ra khỏi cung thì đừng mơ đến cơ hội trở mình. Mặc cho Tịch Vụ đã đến tận nơi giải thích sự tình và gợi ý về nhà thăm tổ mẫu, bà chị trà xanh vẫn say nô. Chị đang mê chồng em thì sao chị chịu đi bé ơi? Đã không thể làm người trong lòng thì chị chịu làm người trong tù vậy. Băng Thường muốn tăng giá trị của bản thân chỉ có thể bán đứng Tiêu Lẫm. Ngay khi hắn đang định rút quân về vùng phía Nam, không tranh với đời thì lại nhận một lá thư của vợ yêu cầu cứu mạng. Anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân, rơi vào bẫy này thì chỉ còn nước đi bán muối thôi anh ạ. Đêm nay là đêm thất tịch, sau khi thượng triều, Đài Tẫn phát cho Thanh Vũ một vé đi chơi cùng gợi yêu, còn mình cũng tỏ tí te với vợ mình. Hắn đưa Tịch Vụ dạo vòng quanh nước cảnh, từng chút một giới thiệu cho cô về văn hóa nơi này. Tương truyền người đeo mặt nạ có thể trừ tà, tránh khỏi yêu quỷ. Đài Tẫn và Tịch Vụ mỗi người một cái, về phần ai trả tiền, tất nhiên cả thế gian này, ai có thể đọ được độ đại gia với vua nước cảnh. Trong khi đó, nhóm người Tiêu Lẫm đã lợi dụng thời cơ người ra kẻ vào huyên náo, đột nhập vào cảnh đô. Chẳng biết Đài Tẫn có biết trước hay không, trong khi hắn vẫn còn cùng vợ ngắm nhìn đoàn diễu hành tấp nập đi tới. Vua nữ lựa chọn Tịch Vụ thành thần nữ cho lễ té nước năm nay, còn Đài Tẫn hắn cũng sắm vai ma thần bị thần nữ tiêu diệt. Sao mà biết chọn kịch bản lâm ly bi đát ghê? Sau một hồi phu thê hai người biểu diễn màn múa may quay cuồng động lòng người, thì Tịch Vụ thật sự đã không thể nghĩ đến thời khắc mình đâm vào ngực chàng chín cây đinh diệt hồn kia nữa. Lớp mặt nạ bị gỡ bỏ, nhóm quần thần lập tức nhận ra hắn chính là bệ hạ. Bọn họ cứ thế bị vây quanh bởi đám người tung hô, bầu trời ngập pháo hoa cùng lồng đèn giấy. Hắn không phải minh dạ hay ma thần tàn sát chúng sinh, mà chỉ là đàm Đài Tẫn khiến cô muốn dành một đời này để yêu thương. Cặp chính nồng cháy bao nhiêu thì cặp phụ cũng bốc lửa không kém. Bát Gơ Phiên Nhiên bắn chút thính khiến con quỷ tà giam sau lưng Thanh Vũ không ngừng động đậy. Có mà dè chị đẹp chỉ đang muốn hấp thụ ánh trăng để ngày càng sexy quyến rũ. Cùng câu hỏi ngàn đời của mấy chị em phụ nữ, sau này em già đi, tóc trắng bạc phơ thì anh có còn yêu em không? Hong bé ơi, đợi đến khi hồ ly như em già đi thì mộ anh cũng xanh cỏ rồi chứ ở đó mà thương với nhớ. Ngày xưa khẩu nghiệp với bà chị Tịch Vụ là giam mận giữa phòng, ngày nay anh leo hẳn lên nóc nhà để bàn chuyện đại sự với người thương. Đúng là bị con quỷ tình yêu quật nó phải thế. Cặp đôi Tẫn Vụ mới tìm ra trò chơi tình thú mới, mặt áo lông chạy giữa đêm đông tránh đám quân thần. Nào ngờ bắt gặp một cô bé mồ côi cha mẹ đang lang thang bán chút kẹo kiếm ăn. Đại gia Tẫn Hoàng liền order liền cả thảy, sau đó đưa cho bé chút ít tiền, chỉ đường đến cô nhi viện vừa được lập nên. Chẳng biết bằng cách nào, sau khi trở về từ vực hoang, hắn đã cảm nhận được nỗi thống khổ của thế gian, biết vui buồn hờn giận, cũng hiểu rõ chuyện tốt mà trước kia Tịch Vụ đã từng làm. Đài Tẫn những tưởng đó là sức mạnh của tình yêu, thế giới của hắn hiện chỉ có nàng. Tịch Vụ rơi vào thế khó lựa chọn, liệu rằng khi Đài Tẫn biết hắn sở hữu ma cốt và có khả năng biến thành ma thần, hắn sẽ quyết tâm trở thành người tốt chứ?
lời nói khó khăn lắm mới dũng cảm rời khỏi miệng thì chưa gì đã bị nhóm nguyệt vệ cảnh phá đám. Đám nhân viên này phá hỏng chuyện vui của sếp, đúng là ăn rồi chỉ biết báo. Về phía Băng Thường, kế hoạch của cô ta chính là dùng mình làm mồi nhử Tiêu Lẫm đến. Anh A, anh B em đều thích, anh nào thắng thì em ngả vào lòng anh đó vậy. Thời khắc vàng đã điểm, nhóm người xông vào hành thích Đài Tẫn, nhưng cái danh ma thần của hắn cũng không phải trời ban. Chẳng qua chỉ là một giám tép diêu không đáng nhắc tới, hắn cũng không thèm trực tiếp giết chết bọn họ. Đợi cho idol năm xưa comeback, Đài Tẫn mới bật chế độ chiến đấu thật sự, hai người đọ kiếm quay cuồng trong mơ hồ, hai phía đều nổi lên sát ý muốn giết chết đối phương. Còn Băng Thường trông thấy Nghi Chi muốn nhân thời cơ đưa mình đi thì lòng chợt dãy đành đạch, chưa biết thành bại làm sao có thể vứt bỏ cái danh tuyên thành phu nhân này. Trận ba đồ của Đài Tẫn và Tiêu Lẫm vẫn đang diễn ra khốc liệt, hắn tính toán từng bước một giành ưu thế trước đối thủ. Vào thời khắc mũi kiếm đưa tới trước cổ Đài Tẫn, Tiêu Lẫm mới nhận ra những người đồng đội của mình đều nằm dưới mũi giáo của hắn. Nguyệt vệ cảnh lúc này mới xin góp vui bằng một vai, hóa ra Đài Tẫn đều đã có tính toán từ trước, màu mè cho đã cuối cùng chỉ thành tuồng vui của người ta. Tiêu Lẫm khoanh tay đầu hàng. Tịch Vụ trong cung nghe tin Đài Tẫn bị ám sát liền lập tức chạy đến, hai con người vô tư phát cơm chó giữa bàn dân thiên hạ mà chẳng thèm quan tâm đến vừa xảy ra trận mưa gió máu tanh gì. Trong khi đó, nhóm của Băng Thương cũng đâu dễ dàng thoát khỏi bàn tay Phiên Nhiên. À ta nhận thấy Tiêu Lẫm đã bại trận, liền thừa nước đục thả câu kêu lên mình bị người khác bắt cóc. Cứ thế nhóm Tiềm Long vệ vì à ta mà chết mất một nửa, số còn lại quay đầu bỏ chạy đến gặp bà Nghi Chi. Cha chả cái con mắm thúi đó có gì để Tiêu Lẫm yêu dữ vậy má. Phiên Nhiên hiểu rõ con người trước mặt chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu nó không xảy ra. Sợi tơ tình mà cô từng tưởng mình đánh mất lại nằm trong cơ thể Băng Thường. Phiên Nhiên không kìm chế được cơn phẫn nộ như muốn xé xác mụ đàn bà trước mặt ra làm trăm mảnh. Rất may Thanh Vũ đã dùng thân mình ngăn chặn vợ yêu tạo nghiệp. Tình thế rơi vào bế tắc thì nhóm quân binh đã đến thông báo ông sếp cho gọi cả ba vào trong tâm sự tuổi hồng. Tiêu Lẫm bị yểm bùa câm miệng, cùng Tịch Vụ đứng phía sau tránh điện. Hắn thế mà lại nghe thấy toàn bộ kế hoạch đều là do Băng Thường dựng nên. Cô không ngừng chứng minh với Đài Tẫn rằng duyên mình và Tiêu Lẫm từ lâu đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Băng Thường ở trên triều dùng chính tính mạng mình để thề thốt chỉ tận trung với Đài Tẫn, khiến Tiêu Lẫm chết trong lòng nhiều chút. Nhưng chuyện kịch tính vẫn thường đến sau. Nhận thấy tâm trạng kích động của Phiên Nhiên, lại nghe Thanh Vũ nói rằng hai người đấu đá nhau vì sợi tơ tình, Đài Tẫn liền để Băng Thường nói ra sự thật. Mà nhỏ này lì quá nên đành phải dùng tới kế đánh đòn tâm lý, giờ mày muốn nói hay cho uống thuốc độc giật tê tê chết từ từ. Mọi chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, Băng Thường vẫn chỉ là một dáng hình mờ nhạt không ai chú ý đến trong phủ Diệp gia. Cho đến khi cô bắt gặp Khương Nhiêu đã sắp thăng thiên ở gần cổng thành, hắn giao cho cô một tín vật gửi đến Phiên Nhiên cùng những lời từ biệt đầy đau thương trước khi chết. Băng Thường đã mang nó đi khắp Thịnh Đô, tìm thấy căn nhà nhỏ ở cuối ngõ Hoa Lan, bên trong là một nữ nhi dung mạo tuyệt trần. Trong giây phút lòng ghen ghét che mờ mắt, à đã mở tín vật ấy ra, sợi tơ tình cũng từ đó mà chui vào người. Băng Thường nhờ có nó trở nên ngày càng xinh đẹp, nhận được sự yêu thích và mê đắm từ công tử khắp nơi trong thành. À nhỏ này gan, Đài Tẫn không nói hai lời, lập tức lấy lại sợi tơ tình từ cơ thể trà xanh. Trong cơn đau đớn, Băng Thường trông thấy Tiêu Lẫm đã đứng nơi đó từ khi nào, tất nhiên những chuyện vừa rồi hắn cũng đã biết. Băng Thường làm kẻ cướp mà tưởng mình là nạn nhân, là mấy người ép người ta ác chứ tôi hiền lành thánh thiện. Tơ tình hoàn trả lại cho Phiên Nhiên, Tiêu Lẫm bị đưa vào nhà lao, tước đi chức danh tuyên thành phu nhân của Băng Thường, đày đến dịch đình làm nô bộc. Phiên Nhiên hiện tại chỉ có đau lòng, may mắn là vẫn còn Thanh Vũ Nguyện ở bên cạnh cô. Nơi Khương Nhiêu qua đời, bất quá chỉ cách nhà của hai người không quá 2 phút, vậy mà lại kéo dài thời gian chờ đợi đến hơn 1.000 ngày cũng vì con nhỏ tạo nghiệp chướng kia. Gia đình người ta khóc lên bờ xuống ruộng, gia đình Tấn Vũ cũng mất ngủ cả đêm. Tịch Vụ mãi đắn đo đến việc Băng Thường đi đến bước đường này là đáng thương hay đáng giận. Nửa đêm mà nhớ tới nhỏ đó chi cho sợ ma vậy. Còn Đài Tẫn nhận ra thứ khiến hắn thay đổi sau khi rời khỏi vực hoang chính là tơ tình, quan trọng hơn là người đang nằm trong lòng hắn. Trận pháp yêu ma của Minh Lãng đã sắp thành công, hơn nữa đám con rối dưới trướng hắn cũng đã tăng vượt mức hơn 1 vạn, xem chừng trận chiến thật sự lại sắp bắt đầu. Ngày hôm sau, Phiên Nhiên quay trở lại tiếp tục bán mình cho Tư Bản, nhưng cô vẫn xin xỏ để được nghỉ phép vài ngày. Ai ngờ Đài Tẫn lập tức đồng ý. Người còn chưa đi khỏi, Thanh Vũ cũng đến xin nghỉ phép, chẳng qua vì để tạo cơ hội cho đôi trẻ, anh đây cũng chốt đơn ngay và luôn. Tịch Vụ lén Đài Tẫn đến tìm Tiêu Lẫm, đưa cho hắn vài món đồ tổ mẫu và cha gửi vào. Nhờ đó biết được, Tiêu Lẫm vào đây hành thích vua đã biết trước kết cục sẽ phải bỏ mạng. Nhóm tàng quân theo chân bằng Nghi Chi sẽ mất 6 ngày để đến nơi đóng quân, nếu trong 6 ngày hắn có thể thoát khỏi đây, giải cứu tù binh nước Thịnh, thì bọn họ sẽ không từ mà biệt di chuyển đến phía Nam sinh sống. Còn nếu không, thì đã định Tiêu Lẫm dành cả phần đời còn lại trong chốn lao tù. Tịch Vụ ít ra vẫn còn nghĩa hiệp, cô quả quyết mình sẽ giúp hắn thoát ra, không ngờ lại khiến Tiêu Lẫm phát hiện cô vốn không phải Diệp Tịch Vụ. Hoặc giả như kể từ lần rời khỏi vực hoang, hắn đã biết được rồi. Bạch Vũ đến thông báo Tịch Vụ đã đến thăm Tiêu Lẫm, nhưng mà cách miêu tả này nó cũng lạ lắm. Người ta nói chuyện hệ trọng mà diễn một hồi cứ như đang tấu hài, xứng đáng cho một đạp.
Băng Thường dù đã một phát rơi xuống vực thẳm cũng không quên vai diễn người tàn ác oán hận Tịch Vụ. Cô ta trông thấy tổ mẫu đến thăm, trong lòng vừa có chút cảm động liền chuyển thành cảm lạnh khi lại nghe bà ấy liên tục khen ngợi Tịch Vụ đối tốt với tỷ tỷ. Cũng chẳng biết có suy nghĩ đen tối gì, Băng Thường cầu xin tổ mẫu nói giúp vài tiếng, cho phép mình trở về Diệp Gia Tháp cho mẹ vài nén hương. Người vừa quay đầu, ánh mắt Băng Thường đã ánh lên vẻ tàn độc. Dạo gần đây, Phiên Nhiên để ý Thanh Vũ vẫn luôn xin nghỉ phép, lén la lén lút làm chuyện giấu người khác, thế nên hôm nay cô quả quyết đi theo hắn. Đến nơi rồi mới thấy Thanh Vũ đã tìm thấy hài cốt của Khương Nhiêu, lập lên bài vị, dùng rượu cùng bài hắn. Boy si tình lần đầu biết nói lời yêu, hắn vẫn luôn ghen tị với Khương Nhiêu có được vị trí vững chắc trong tim Phiên Nhiên, nhưng cũng không có quá nhiều hy vọng mình được nàng để ý đến. Chỉ cần mỗi ngày bầu bạn, cùng nàng trải qua nhiều lần xuân hạ thu đông, bảo vệ nàng bình an đã là món quà rất lớn với hắn. Những lời này Phiên Nhiên đều nghe cả rồi, cô lặng lẽ đến kính Khương Nhiêu một ly rượu. Quá khứ nào rồi cũng sẽ qua, mưa nào mà mưa hỏng tạnh. Giờ đây cô đã tìm được một người cùng mình sống đến răng long đầu bạc. Cuộc đời bình yên quá rồi, mình quấy đục một chút cho nó vui. Rất nhanh đã đến ngày thứ hẹn với Tiêu Lẫm, Đài Tẫn hỏi khéo cô có gì nói với mình không nhưng Tịch Vụ nhất quyết không nói. Cô lên xe trở về Diệp gia, còn Băng Thường lại bị người khác khinh rẻ trước cửa Dịch Đình. À ta nổi lên cơn tàn nhẫn, trông thấy Tịch Vụ đang vội nấu cháo cho Đài Tẫn, liền nghĩ ra một kế. Nồi cháo vừa gần xong thì bên ngoài có tiếng huyên náo, số thảo dược chuẩn bị nấu đưa cho tổ mẫu đã bị Băng Thường làm đổ ra đất, cô ta còn không chút kiêng nể muốn gây sự với Tịch Vụ. Cơ mà chị nhà tu nên không tranh chấp, Băng Thường mới nhân cơ hội này lẻn vào trong bỏ thuốc độc vào nồi cháo, rồi vội lấy ra một bát mang đến phòng tổ mẫu. Trong mắt đã không còn thiện lương, Băng Thường chính là đang muốn đẩy tội danh này cho Tịch Vụ. Về phần chị đẹp, chị cũng bỏ vào bát cháo của Đài Tẫn một ít thuốc mê để hắn ngủ một giấc cho Tiêu Lẫm trốn thoát ra ngoài. Nào ngờ Đài Tẫn nghi ngờ từ trước nên không động vào, Tịch Vụ vội vã lên giường, còn hắn trong lúc chờ đợi đã thấy một chú bướm đậu vào, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Đàm Đài Tẫn ngàn vạn lần không ngờ, Tịch Vụ thế mà lại muốn giết chết hắn, thế nên hắn liền gọi cô dậy, giả vờ như không biết gì mà đề nghị cô đút cháo cho mình. Tịch Vụ trong lòng không yên cầm lấy bát cháo, vào giây phút đó, Đài Tẫn đã để cô rơi vào giấc ngủ say. Thời hạn hẹn gặp đã gần kề, bà Nghi Chi lại không thèm nghe theo quân lệnh của Tiêu Lẫm, trực tiếp ra lệnh chia thành hai nhóm người, những ai tự nguyện có thể cùng hắn tiếp tục chờ đợi. Mà bên này hai anh chị cũng đã thoát ra đến ngoại thành, chỉ là Tịch Vụ có chút mơ hồ. Hóa ra là do ban nãy, Đài Tẫn để Bạch Vũ test thử thuốc độc trong bát cháo, biết được nó vốn xuất phát từ Thịnh Quốc, là loại kịch độc không có thuốc giải. Hắn trong cơn phẫn nộ cùng cực đã dùng nhược thủy biến Tịch Vụ thành con rối, đưa cô chìa khóa giải cứu Tiêu Lẫm. Từ đó nghe chính miệng cô nói mình đã hạ thuốc vào cháo, mà đâu biết được là thuốc trong lời của cô chỉ là thuốc mê. Đài Tẫn trước nay vẫn luôn bị phản bội liền trở nên điên rồ, huống hồ đối tượng lần này lại là người trong lòng hắn, dường như chỉ một đêm đã từ thiên đường rơi xuống vực sâu. Vậy thì đừng trách sao anh đây comeback làm người xấu. Giữa đường dừng chân nghỉ ngơi, Tịch Vụ nói với Tiêu Lẫm rằng mình cũng sẽ trốn đi một thời gian để chờ Đài Tẫn nguôi giận, còn Tiêu Lẫm cùng với Nghi Chi về vùng phía nam định cư. Thông qua con rối, Đài Tẫn lại bắt đúng trọng tâm nhưng lệch chủ đề. Hắn cho rằng hai con người kia muốn dắt tay rung răng rung rẻ tới phía nam sống hạnh phúc. Đang nhai nuốt cơn tức giận vào mình, hắn lại nghe thuộc hạ bẩm báo Diệp gia có biến. Tổ mẫu vì ăn bát cháo đã rơi vào nguy kịch, đó quả thật là thứ thuốc độc đã xém chút nữa đưa Đài Tẫn lên thiên đàng ngồi sofa. Đợi đến khi tổ mẫu nhắm mắt lìa đời, Băng Thường mới thừa nước đục thả câu bảo vệ Tịch Vụ, nhưng cũng chính là đang nói với mọi người nồi cháo ấy là do Tịch Vụ làm ra, vô tình tổ mẫu ăn phải. Còn người cô muốn giết thực sự chính là chồng mình. 4 ngày sau, Tịch Vụ cùng Tiêu Lẫm đã đến địa điểm hẹn gặp, chỉ còn một ít tàn quân cùng bà Nghi Chi ở lại hộ giá. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc êm đẹp, thì thuật con rối của Đài Tẫn giờ đây mới phát huy tác dụng, điều khiển Tịch Vụ dùng hắc khí đâm thẳng vào Tiêu Lẫm. Mặc dù không trực tiếp giết người nhưng cũng diệt hết 8 phần công lực. Tịch Vụ tỉnh lại giữa những lưỡi kiếm sắc bén trông thấy bàn tay đều là máu, cô hoảng loạn tột độ không biết chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên Tiêu Lẫm thông minh hơn người sẽ nhận thấy điểm khác lạ, hắn để tàn quân tiếp tục bảo vệ Tịch Vụ, xem như không phải lỗi của cô mà cùng nhau trở về doanh trại. Đài Tẫn chưa từng có ý định giết chết Tiêu Lẫm, kết giới của con rối cũng sẽ bảo vệ vẹn toàn cho người hắn yêu. Nhưng hắn điên rồ lập ra kế hoạch tỉ mỉ đến nhường này chỉ là để Tịch Vụ phản bội Tiêu Lẫm trước mắt nhiều người, để cô bị cô lập, chỉ còn cách trở về bên cạnh hắn. Một skill giữ vợ Mách In Tẫn điên, hắn lập tức cho người khắp nơi truy bắt Tiêu Lẫm cùng Tịch Vụ, nhất định phải bảo đảm hai người họ không mất cọng tóc nào. Tóc thì chưa mất nhưng Tiêu Lẫm xém xíu mất mạng, hắn cả đời này vì nước thuận dân an mà đưa ra quyết định hy sinh thân mình. Mà Nghi Chi cũng đã giải chú thuật cho Tịch Vụ. Lúc này, trong cung truyền đến tin tức tổ mẫu qua đời, đêm hôm đó Đài Tẫn cũng đến Diệp gia, khiến cho hiểu lầm giữa hai người bọn họ càng thêm chồng chất. Tiêu Lẫm đánh ngất rồi cho người đưa Tịch Vụ đi, còn mình dẫn nhóm tàn quân tấn công giành lại những tù binh nước Thịnh. Bên trong doanh trại bỏ trống còn lưu lại cho Đài Tẫn một lá thư. Cả hai lần đầu gặp gỡ khi còn rất nhỏ, mãi cho đến khi Đài Tẫn thành hôn, lần gặp tiếp theo đã là khi đối mặt trên chiến trường. Từ người trong fandom trở thành người khiến idol nước mất nhà tan, thế cục đã định Thịnh Quốc phải suy vong.
Tiêu Lẫm hiểu rõ số mệnh của mình không còn nhiều, hắn nguyện dùng chút sức lực để giải cứu tù binh ra ngoài chẳng qua là để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nay tàn quân rút về phía nam, thiên hạ đã là của Cảnh Quốc, chỉ hy vọng Đài Tẫn có thể niệm chút tình xưa giữ lại cho họ con đường sống. Về phần Băng Thường, một ngày phu thê nặng tình trăm năm, vẫn là cầu xin hắn tha thứ cho tội nghiệp mà ả ta đã gây ra. Đổi lại, Tiêu Lẫm dâng lên cho Đài Tẫn chiếc vảy hộ tâm của mình. Đợi đến khi Tịch Vụ tỉnh dậy, trốn khỏi xe ngựa mà quay về, thì Tiêu Lẫm chỉ còn là một cái xác không hồn. Đối với cái chết của hắn, Đài Tẫn tức nuối bao nhiêu thì Tịch Vụ cũng đau lòng và ân hận bấy nhiêu. Chuyện lớn mà cô đã từng chần chừ muốn dừng lại, lần này nhất định phải cắn răng đi tiếp, giết chết Ma Cốt, thiên hạ mới thực sự thái bình. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Đài Tẫn dù đã tìm mọi cách vẫn không thể tìm thấy bóng dáng cô vợ yêu năm nào, hắn tuyệt vọng cho rằng mình đã mất cô mãi mãi, bởi vì chính hắn khiến cô tự tay giết chết người mà cô yêu thương. Cho đến một ngày nọ, trên đường về cung, bọn họ bắt gặp Tịch Vụ thương tích đầy mình chắn trước cỗ xe ngựa, chẳng qua trong ánh mắt cô đã chẳng còn chút ánh sáng nào nữa. Đài Tẫn trong đêm tối như vớ được tia sáng nhỏ nhoi, khiến hắn không ngừng ảo tưởng, đắm chìm. Chỉ cần Tịch Vụ quay về, hắn cái gì cũng không cần nữa, lời giải thích chưa kịp thốt nên lời đã bị cô ngăn lại, sau đó ngất xỉu. Vài ngày sau, Tịch Vụ tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô nói với hắn mình muốn làm vương hậu, có thể cô không nhận ra Đài Tẫn đã vui mừng đến chừng nào. Từ khi trở về, nhị tiểu thư Diệp gia cứ như bị trúng tà, đã nhiều người đến rước cô về bái lại tổ mẫu nhưng đều bị khước từ, khiến cho cái danh giết hại người nhà càng làm cho người khác tin vào. Thanh Vũ đương nhiên nghi ngờ bà chị mình còn có mưu đồ khác. Tuy nhiên, Đài Tẫn không quan tâm quá nhiều đến vậy khi đã bị con quỷ tình yêu quật cho nhừ xương. Hắn nói với Thanh Vũ, nguyện vọng của nàng là gạch tên mình ra khỏi tộc phổ Diệp gia, nên về sau đừng nhắc đến những chuyện làm vợ người ta đau lòng nữa. Lạng quạng là bị ký đầu. Đám quần thần bận rộn một phen chọn ngày lành tháng tốt, ai dè ma thần không chơi trò mê tín dị đoan nên chọn đúng 3 ngày sau, mặc kệ chữ đề trên quẻ bói là ngày xui xẻo. Trên dưới khắp cung điện náo nhiệt mong chờ ngày đại hôn của quân vương nước Cảnh, còn gian phòng của Tịch Vụ lại thường xuyên bị người của Diệp gia tìm đến. Bọn họ nhất quyết tin rằng chính cô đã hạ sát tổ mẫu, vong ơn bội nghĩa không nhận mặt người thân. Ngay cả Thanh Vũ cũng không thể tin được chị mình lại thay đổi một cách chóng mặt, Tịch Vụ trước kia dù có ngang tàng cũng không đến mức vô tình nhẫn tâm đến thế. Cậu chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện đã bị cô đuổi ra ngoài. Rất nhanh ngày định mệnh ấy đã đến, trái ngược với sự chúc phúc của bàn dân thiên hạ, hai nhân vật chính trong ngày thành hôn lại không được vui vẻ thật tâm, nhất là Tịch Vụ. Nước Cảnh lưu truyền một tập tục, hoa sen tịnh đế trên khăn voan của tân nương nếu được cả hai vợ chồng cùng thêu sẽ ban phúc, để bọn họ sống với nhau đến răng long đầu bạc. Đó cũng chính là điều Đài Tẫn khát khao nhất hiện tại, dù rằng hắn chưa từng tin vào phép thần tiên. Tịch Vụ lần đầu trông thấy Đài Tẫn vui vẻ đến thế, cũng giống như ngày cô đề nghị mình trở thành vương hậu của hắn, những cây đinh diệt hồn cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ còn thiếu một. Đài Tẫn lúc này nhận ra cảm xúc vợ mình bất thường, nhưng hắn rất nhanh đã chìm đắm vào nụ hôn cùng cô, để rồi 9 cây đinh tụ họp đầy đủ, đánh thức Ngọc Khuynh Thế. Tiểu ma thần đau đớn nhận ra người hắn yêu thương lần này trở về chính là để lấy mạng hắn. 3 cây đinh đầu tiên đâm vào khiến hắn hộc máu, nhưng có lẽ nó vẫn không mang lực sát thương lớn bằng lời Tịch Vụ đã nói. Nàng nói mình chưa từng yêu hắn, những gì trong khoảng thời gian vừa qua chỉ là lừa mình dối người. Thế mà Đài Tẫn lại yêu nàng, giống như cọng cỏ dại bên đường khao khát hưởng thụ thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời, cuối cùng lại bị chính nó thiêu đốt. Ngay vào thời khắc Đài Tẫn sắp lên chầu ông bà, thì vảy hộ tâm đã có mặt kịp thời cứu hắn một mạng. Tịch Vụ bị phản lại sức mạnh của Ngọc Khuynh Thế, Sizo đầy miệng mà trơ mắt nhìn 3 cây đinh biến mất. Những tưởng là đêm tân hôn tạo em bé, lại thành ra 2 thanh niên bán Sizo đầy nhà xong ngất xỉu. Khi Tịch Vụ tỉnh lại thì cô đã ở trong nhà lao, Ngọc Khuynh Thế không còn bị áp chế sẽ khiến cô đột tử mà chết. Nhưng thứ tuyệt vọng nhất lúc này là cô không thể nào thay đổi được tương lai, ma thần nhất định sẽ xuất hiện. Thanh Vũ cùng Phiên Nhiên nhớ đến ngày trước Tịch Vụ có ý gạch tên ra khỏi tộc gia, hóa ra cô đã có ý định hành thích đế vương nên không muốn liên lụy đến mọi người. Nay Đài Tẫn vẫn chưa tỉnh lại, hắn liền lập tức trở về nhà tụ họp mọi người bàn kế sách đối phó. Băng Thường tưởng mình thua cuộc, ai dè chưa gì đối thủ đã vào nhà lao. Thanh Vũ có ý đưa cả Diệp ra đi lánh nạn, còn mình cầu xin tha chết cho nhị tỷ, lại không ngờ cha hắn tuổi con trâu nên quyết lì tới cùng, cùng lắm thì cùng sinh cùng tử. Đài Tẫn tạm thời giữ được mạng sống, nhưng người thường như thái y cũng không thể cứu hắn thoát khỏi 6 cây đinh diệt hồn kia, thời gian còn lại của hắn là 3 năm. Thế mà việc đầu tiên Đài Tẫn làm là đến nhà lao tìm vợ, không để ý đến việc cô đang gánh chịu cơn đau từ Ngọc Khuynh Thế, hai con người bắt đầu ba đổ giáp với nhau. Người thì đặt 101 câu hỏi vì sao, người kia thì chỉ muốn chọc điên cho thằng chồng giết mình chết. Đúng là vợ chồng hòa hợp theo kiểu độc lạ bình dương. Em muốn chết thì anh càng không để em chết, để thi nhau học Sizo xem của ai chất lượng hơn. Trong giây phút bốc đồng cả đời bốc xịt, Đài Tẫn tự tay bật luôn nóc nhà. Đài Tẫn đáng thương, rõ ràng bị nàng lừa dối, hạ độc, hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng hắn, nhưng hắn lại không nhẫn tâm giết chết nàng. Tình cảm này của hắn rõ ràng là có thể rẻ mạt đến bao nhiêu. Tịch Vụ đã nói, một người chìm sâu trong bóng tối như Đài Tẫn không xứng đáng có được ánh sáng.
Bắt đúng trọng tâm là ba chữ ở một mình nên hắn quyết định để ở hai mình xem trong bóng tối có sợ ma không. Sau đó lệnh Bạch Vũ cho thái y xuống nhà lao chữa bệnh, rồi gọi Thành Vũ vào. Dân tình lo lắng sốt vó xem gia đình Tẫn vụ hành nhau. Đài Tẫn trước tiên dặn em vợ bình tĩnh vì mình cũng không điên đến mức giết vợ mình. Nhưng Tịch Vũ cố chấp tuyệt thực, nên Thanh Vũ đành cùng với Gậy Yêu xuống nhà lao thay lời muốn nói, kết nối yêu thương. Trong khi đó, Băng Thường đến tìm Tịch Vũ, đổ chén nước lên người cô rồi hết lời sỉ nhục. Người ta đã không để chị vô mắt mà cứ diễn tuồng. Một hồi sau cố ý lộ ra thuốc độc bên trong bát cháo là do ả ta bỏ vào, tưởng chừng sẽ giết chết được cả tổ mẫu lẫn Đài Tẫn. Ai dè Ha Ki nhân vật chính khiến hắn sống quá dai, còn tạo sự hiểu lầm đẩy Tiêu Lẫm vào con đường chết. Mà Băng Thường dám nói ra những lời này cũng đã có ý định giết người diệt khẩu. Vào giây phút đó Tịch Vũ mới nhận ra Đài Tẫn yêu cô đến mức nào. Hắn biết rõ trong bát cháo có độc vẫn nguyện tin cô một lần, bỏ qua tất cả đưa cô lên ngôi vương hậu. Nỗi tuyệt vọng lấn át mọi thứ, Tịch Vũ dần rơi vào cơn mê thì Phiên Nhiên đã một phát đánh bay con mụ tàn ác. Nghe tin Tịch Vũ xém chút đã thăng thiên, Đài Tẫn cứ thế đứng bên giường bệnh cả một đêm lo lắng. Mạng sống của cô, chỉ cần hắn chưa cho phép thì bất kỳ ai cũng không có quyền tước đoạt nó. Tẫn điên đúng là yêu đến điên cuồng. Đúng lúc này, bà Nghi Chi cầu kiến, ra vẻ thầy bói lâu năm mà bói cho hắn một quẻ. Kiếp này định sẵn Đài Tẫn không có được tình yêu, dù cho hắn có theo đuổi cũng vô ích, mãi mãi bị bóng tối bủa vây từ phía. Chắc tôi phải xin một vé tới chỗ ông này coi bói ta rốt xem chừng nào trùng số. Tuy nhiên, trong quẻ bói có hai tia hy vọng là lôi và thủy. Hắn xin dâng lên pháp khí hệ lôi của Tiêu Dao Tông, được gọi là vòng âm dương song sinh, hai người đeo nó vào, chỉ cần chủ nhân vòng dương không chết thì chủ nhân vòng âm cũng sẽ không chết. Về cơ bản là dùng tuổi thọ của người dương để ngăn kiếp tử nạn cho người âm. Đổi lại hắn muốn lấy một lọ máu đầu tim của Đài Tẫn. Có cách cứu vợ thì ngu gì không chịu, Đài Tẫn dù tiêu hao biết bao sinh lực cũng không hề gì, hắn trực tiếp đeo vòng vào cho Tịch Vũ. Quả nhiên rất nhanh, mạch đập của cô đã hồi phục. Đài Tẫn ra lệnh đợi đến khi cô bình phục, giam vào lãnh cung, xem như bảo bọc cho khuyết điểm lớn nhất trên đời này của hắn. Còn Băng Thường, ả ta khai rằng mình muốn trả thù cho Tiêu Lẫm, khiến Đài Tẫn nảy sinh lòng hối hận nên giữ lại cho ả ta một mạng, thảy vào đại lao cho đến chết. Về phần bà Nghi Chi, lý do hắn muốn lấy máu của Đài Tẫn đều có liên quan đến Tiêu Lẫm và quẻ bói xuất quỷ nhập thần của hắn. Nhưng xem chừng nó sẽ là câu chuyện của rất lâu sau này. Tịch Vũ trong cơn mơ gặp được ông thần nhiều chuyện tắc trạch, hắn nhắc cho cô nhớ đến sơ tâm ban đầu. Kiếp này cô và Đài Tẫn dù chọn con đường nào cũng chỉ có một kết quả. Không phụ hắn, cô lại phụ chúng sinh. Ba điều kiện để tiêu diệt ma cốt bao gồm một giọt lệ, một giấc mộng và một sợi tơ. Nhưng giấc mộng đó không hẳn là Bát Nhã phù sinh, mà là quyết định của Minh Dạ vào phút cuối. Hắn dùng thần tủy để đổi ma tủy của Tăng Tử. Thế nên vẫn còn một cách, đó chính là dùng tiên tủy của cô đổi với ma cốt của Đài Tẫn. Tịch Vũ tuy là xác phàm, nhưng giờ lại sở hữu ngọc khuynh thế, dù việc hấp thụ nó sẽ sinh ra phản hệ, cô vẫn bất chấp đánh đổi tính mạng của mình một lần nữa. Thời gian này, Đài Tẫn vẫn luôn hấp thụ linh dược của nhóm thuật sư điều chế ra để gia tăng tuổi thọ. Bạch Vũ làm bóng đèn lâu ngày cũng không quên chức trách, liền thông báo rằng vợ sếp không dãy đành đạch đòi chết nữa, hay là đi thăm người ta thử đi cha. Ai dè lần này người dãy đành đạch là sếp, còn dặn dò sau này đừng có mà chuyện gì cũng báo cáo với hắn. Tịch Vũ bắt đầu luyện ngọc khuynh thế, còn Đài Tẫn cũng chịu đựng nỗi đau như xé toạc cơ thể, xỉu úp xỉu đau. Gần đây phía Nam vẫn luôn bị nhóm yêu ma con rối hoành hành, càng về sâu bên trong càng vẩn đục, chẳng ai có thể điều tra ra. Đài Tẫn mới giao cho Phiên Nhiên một cái chóp mới, nhỏ nhân viên chưa được ai dặn nên nói với hắn, sáng nay Tịch Vũ phát hiện ngất dưới sàn nhà, thính lực và thị lực đều giảm sút. Anh nhà mỏ hỗn chứ vẫn lén chạy đến nhìn vợ một cái, còn tiện thể giúp cô đổ đầy chu nước. Đội quân của Minh Lãng đã hoàn chỉnh với hơn 1 vạn quân, hơn nữa hắn còn có thể hút thêm yêu lực không giới hạn. Minh Lãng trước tiên loan tin cho kinh thành biết hắn đang có mặt ở vùng núi phía Nam dẫn dụ Đài Tẫn. Biết là có bẫy đó nhưng anh không thể không đích thân dẫn binh xuất trình. Tòa thành độc vang xa vạn dặm, để binh lính an toàn rút khỏi nơi đó, hắn đã dùng đến ma lực của mình, ngược lại khiến tâm mạch càng thêm tổn hại. Minh Lãng và Phù Ngọc đứng bên bờ núi ngắm nhìn đám đuối, thỉnh thoảng còn bo nớt thêm vài câu bình luận vui tai. Đám người tép diêu không là gì với Đài Tẫn, hắn đánh nhanh rút gọn, dẫn binh tài tình tiêu diệt kẻ địch, thu thập hơn 3 vạn quân binh, nhận được không ít lời tán dương từ dân chúng. Tại kinh thành, Diệp thiếu gia đang múa vài đường quyền thì vợ đến, thời buổi loạn lạc cũng không thể ngăn hai con gà bông này chim chuột với nhau. Chẳng qua là Phiên Nhiên cần ra cổng thành canh giữ, bầu trời vần vũ mây đen. Còn tưởng do đám Minh Lãng gây ra nhưng không, tất cả màn BGM này đều là kết quả của bà chị Tịch Vũ. Dùng ngọc khuynh thế luyện ra tiên tủy nhất định sẽ phải gánh chịu lôi kiếp. Mà lúc này, nhóm người Minh Lãng đã lén la lén lút đột nhập vào cảnh đô từ phía Tây Nam, nhanh chóng đánh bại nhóm quân binh canh giữ, huống hồ hắn còn có thêm Phù Ngọc hỗ trợ. Định đánh nhanh diệt gọn đó mà bà nội thiên hạ còn chưa cho phép đâu. Bát Gơ Phiên Nhiên một mình xông tới, sắp lá cả đánh bay nhóm người thèm chết ban đầu. Nhận ra nhỏ thích bận đồ đỏ này cũng không phải dạng vừa đâu, Phù Ngọc mới chịu xuất kích, chủ yếu là kéo dài thời gian để Minh Lãng cùng đội quân tiến vào trong.
Cơ mà chị đây đẹp chứ không có ngu, dù có ngu thì cũng có chồng bảo kê rồi nên đếch sợ. Yêu đánh với yêu, người đấu với người. Đây là một trận chiến đau não đến mức tôi lười thuyết minh. Điểm sáng chấn động là giây phút Phiên Nhiên vẫy đuôi đánh cho Phù Ngọc một phát bành nóc. Thấy gậy yêu mình bị như tử nên Minh Lãng liền nạp ma lực vào nỏ diệt yêu nhắm đến Phiên Nhiên. Nỏ chưa nạp kịp thì Phù Ngọc đã phù mỏ lên Tây Thiên Thỉnh Kinh, khiến Minh Lãng đau đớn gục ngã mà vẫn không quên bắn nỏ. Cho đến khi Phiên Nhiên chú ý đến thì Thanh Vũ đã liều mình gánh mũi tên đó thay cô. Nhóm yêu ma nhân cơ hội rời đi, Thanh Vũ gắng gượng nói chút lời từ biệt với người trong lòng hắn. Phiên Nhiên chạy đúng kịch bản dọa nếu hắn chết đi, cô sẽ lập tức quên hắn và đi tìm con mồi mới. Nào ngờ đâu tên này là Trạch Nam chính hiệu, quả quyết nói em quên đi cho anh đỡ đau lòng. Có cái củ lôi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, bà chị đây cũng không thể mất hai chồng trong một kiếp hồ ly được. Huống hồ trái tim Phiên Nhiên đã thuộc về hắn từ lâu, thế nên cô không ngần ngại hy sinh nguyên thần 7 chiếc đuôi còn lại, giữ cho chồng mạng sống, còn mình dã từ cuộc chơi. Tất cả mọi chuyện đều đã được Đài Tẫn chứng kiến thông qua mắt quạ, nhưng hắn vẫn là không thể về kịp lúc. Trước khi thực hiện kế hoạch, Phù Ngọc đã dự trù cho tương lai mà đưa Minh Lãng một lọ nước nhược thủy, có khả năng gia tăng uy lực của các con rối, khiến quầng mắt chúng thâm lại càng thêm thâm. Biết rõ mình đánh không lại Đài Tẫn, Minh Lãng mới quyết tâm giết chết những người có liên quan đến hắn. Năm xưa Thịnh Quốc suy vong, một tướng quân lẫy lừng như Diệp Khiếu đã từng quay lưng với đất nước, đó là Bất Trung. Nay Thịnh Cảnh hợp lại thành một, phản quân quay lại làm càn, ông không thể tiếp tục làm mình làm mẩy nữa, càng không để bản thân gánh thêm cái danh bất nghĩa. Trạch Vũ dành cả đời đàn đúm giờ đây mới xứng đáng làm đấng nam nhi một lần, quyết tâm cùng cha xông pha lên chiến trường. Năng lực của bọn họ dù mạnh cũng không thể trực tiếp giết chết dân chúng, Diệp Khiếu vì thế đã bị thương. Dẫu vậy, ông vẫn quyết chiến đến cùng. Đợi đến khi Đài Tẫn về đến cổng thành thì nơi này chỉ còn lại xác người chất thành đống. Diệp tướng quân cùng huynh trưởng Diệp gia tử nạn, chết không nhắm mắt, dân thường người thì hóa zombie, người thì phơi thây dưới đất. Máu chảy thành sông, khiến Đài Tẫn phẫn nộ cùng cực, hắn liên tiếp giết chết đám thuộc hạ dưới trướng Minh Lãng, một đường tiến thẳng đến cổng thành. Minh Lãng biết số mình đã tận, nhưng chết một mình thì không vui, nên cho Đài Tẫn lựa chọn giữa Băng Thường và Tịch Vụ. Chị nhà trong mắt đã không còn ánh sáng, sở dĩ vài phút trước cô đã luyện thành tiên tủy nhờ Ngọc Khuynh Thế, nên lôi kiếp đã sắp giáng xuống rồi. Ai ngờ Đài Tẫn muốn dãy đành đạch vì sắp chết tới nơi mà vợ cũng không chịu nhìn mình, do tiêu hao thể lực quá nhiều ở trận chiến phía Nam, nên hắn chỉ còn có thể tung ra một đòn quyết định. Tịch Vụ đã có chiếc vòng âm dương do thanh niên đa cấp bán bảo hiểm bằng nghi chi mang đến, nên cô nhất định sẽ không chết. Đài Tẫn cứ thế lựa chọn cứu Băng Thường. Minh Lãng gần như phát điên, ngay khi thanh kiếm của hắn vừa giáng xuống thì đàn quạ đã lập tức bay đến phóng xanh, xin nhẹ cái mạng chó của hắn. Đài Tẫn tưởng chừng thành công cứu người hắn yêu thương, lại không ngờ khung cảnh lôi kiếp quả thật cực kỳ giống với Minh Dạ Tăng Tử. Không cần biết Tịch Vụ muốn làm gì, hắn không muốn mất cô thêm lần nào nữa, cũng sẽ không để nỗi nuối tiếc cùng ân hận gặm nhấm bản thân như Minh Dạ năm xưa. Cả hai hóa thân thành trong chóng tre của Dogemon cứ mãi quay vòng trên không trung, lần lượt gánh chịu lôi kiếp. Những gì vốn nên nói, Tịch Vụ cũng sẽ không tiếp tục giữ trong lòng. Ngọc Khuynh Thế trong mắt cô là do đổi lấy từ mắt hắn, ngày đó cô những tưởng sẽ cảm hóa được lời nguyền này nên mới liều mình đánh cược một lần, giúp hắn gánh chịu nỗi đau đớn từ thần khí hắc ám. Cô cho hắn biết sự thực vì sao hắn sinh ra đã mang mệnh cô độc, người thân hết người này đến người khác phản bội rồi qua đời. Hắn là người đã được biên kịch chọn lựa, thân mang ma cốt, về sau sẽ trở thành ma thần, trở thành lời nguyền đáng sợ nhất đối với tứ châu tam giới. Còn nàng cũng chẳng phải Diệp Tịch Vụ, mà là một người xuất thân từ tiên môn, nhận nhiệm vụ trở lại quá khứ tiêu diệt ma thần chuyển thế, giải cứu chúng sinh trong tương lai. Toto cho hắn xem những gì sẽ xảy ra, các tiên môn lần lượt bại trận, Hành Dương Tông cùng các môn đệ bị tàn sát. Hắn giết chết những người thân yêu của cô, giết chết cha cô cùng Triệu Du Bá Bá, để thế gian chìm đắm trong màn xương vẩn đục của yêu ma. Đối diện với những gương mặt hắn không quen biết và những tội danh mà hắn chưa từng làm ra, Đài Tẫn không ngừng cầu xin sự minh giám, nhưng đã quá trễ. Toto quả thực được sinh ra là để hắn chết đi, lẽ ra cô đã có thể giết chết hắn bằng 9 cây đinh diệt hồn, vẫn là thiếu một bước. Lần này, cô cộp bi bát Minh Dạ, dùng tiên tủy của mình đổi lấy ma cốt của hắn, thế thì thế gian sẽ chẳng còn ma thần nữa. Em nói thương anh mà em đòi chết trước anh là sao vợ? Đài Tẫn gặp chấn động đời trai, ngày hắn biết được thân thế của mình, phát hiện được tất thảy mọi nguyên do thì cũng là ngày hắn mất Diệp Tịch Vụ mãi mãi. Vòng tay âm dương gánh tim lòi cuộc sống cũng không gánh nổi hai con người dám đi ngược với lẽ trời. Tiên tủy chuyển hộ khẩu sang nhà Đài Tẫn, còn Toto dần rời khỏi bàn tay hắn, trực tiếp rơi xuống thế gian. Đám phản quân nhanh chóng bị đánh bại, chẳng qua cũng chẳng còn liên quan gì đến Đài Tẫn. Hắn chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhoi vào miếng bảo hiểm mà bà Nghi Chi đưa cho, nhưng cũng lập tức phát hiện nó đã nát thành nhiều mảnh. Tẫn Hoàng comeback thành Tẫn Điên chỉ trong vài phút, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ kiên quyết đưa Tịch Vụ trở lại kinh thành. Đài Tẫn tuyệt vọng nhớ lại những khoảnh khắc tình bể bình của cả hai trước đây cùng câu tỏ tình cờ rớt muôn thuở, em yêu, muốn chôn ở chỗ nào tùy ý cho em lựa chọn. Giờ thì sắp đem chôn thiệt cũng từ miệng linh mà ra, Đài Tẫn gục ngã cùng Tịch Vụ trên nền tuyết trắng.
tội nghiệt Minh Lãng mang đến nhiều không kể xiết, dân chúng rơi vào lầm than. Phiên nhiên, Diệp tướng quân và Diệp Trạch Vũ tử nạn, Đài Tẫn tổn thương tâm mạch quá độ, còn chìm vào bóng tối khi vợ hắn qua đời, rất khó để giữ được mạng sống. Một con người luôn sống trong mờ mịt như hắn, hơn 20 năm đều chỉ là tồn tại, chưa từng được cảm nhận qua ánh sáng ấm áp của mặt trời, cho đến khi gặp nàng. Hắn khao khát chiếm giữ, vô thức đắm chìm, mặc cho cơ thể bị thiêu đốt đến bỏng rát, mặc cho 6 cây đinh diệt hồn kia đâm vào tim thực sự rất đau. Người đời đều nói hắn điên rồi, nhưng người điên như hắn cũng không cần người khác phải hiểu. Chỉ có hắn mới biết, mất đi nàng dường như mất đi cả thế giới. Nếu như không thể cùng sinh, thì chúng ta cùng nhau tử. Đài Tẫn làm tan băng nhược thủy, nhốt mình vào bên trong phong ấn cùng người hắn yêu, cho đến khi Thanh Vũ tìm đến phá nát lớp băng. Hai nam nhân đứng trên vạn người đều chịu đựng cú sốc mất vợ, nói hai tiếng không thuận liền bay vào tỉ thí võ công. Bạch Vũ chắc cũng mệt thí mẹ, lương không biết bao nhiêu, rõ ràng nhờ Thanh Vũ vào khuyên bảo, cuối cùng thành ra là mình ngăn hai thằng xếp hóa rồi đánh nhau. Nhìn vào kết cục thật chẳng muốn yêu đương. Không thể để Đài Tẫn tiếp tục đẩy bản thân vào đường cùng, Thanh Vũ lời nói ra cũng đều mang đến lực sát thương. Rõ ràng Tịch Vụ gả cho hắn không phải vì yêu, nàng ấy căm hận đến mức dùng mọi cách rời xa hắn, cho dù phải từ bỏ cả tính mạng. Cơ mà anh mày đang tuổi điên nên lỗ tai tạm thời điếc, cũng tự tạo cho mình một mộng tưởng. Tịch Vụ rõ ràng luôn đối tốt với hắn, không ngừng bảo vệ Chu Toàn cho hắn ở phía sau, làm sao hắn có thể tin rằng cô chưa từng đặt hắn vào lòng. Trên đời này, thứ đau đớn nhất vẫn luôn là sự thật. Thanh Vũ cũng lực bất tòng tâm với lỗ tai châu nên quay lưng rời đi. Nỗi mất mát của hắn so với Đài Tẫn chẳng kém là bao, thậm chí vượt xa ngàn lần. Chỉ trong một trận chiến, bách tính loạn lạc, thành trì trên bờ vực trông chênh, người thân của hắn toàn bộ đều tử nạn, còn người hắn nhất kiến trung tình lại vì hắn mà chết. Chẳng qua thân mang trọng trách lớn lao, đã sớm quen với việc sống chết, Thanh Vũ không thể bỏ mặc tất cả mà phát điên như Đài Tẫn, hắn cần triệt để giải quyết chuyện này. Đối tượng cuối cùng chính là Băng Thường, ả ta trốn thoát khỏi Trường Thành, vừa cải trang đến cổng liền bị quân binh bắt lại. Kể từ khi biết rõ những chuyện tàn độc mà con mụ này đã làm, Thanh Vũ chẳng còn xem ả ta là người của Diệp gia nữa. Nói theo lời của Đài Tẫn chính là ngay cả một cọng tóc của Tịch Vụ cũng không bằng. Vậy mà Băng Thường đến phút cuối vẫn cho rằng mọi người đều có lỗi với tao, chỉ tại tao mang mệnh khổ bị trì chết áp bức nên mới phải làm thế. Ngay cả việc giết chết Tịch Vụ dưới nhà lao không thành, đều là vì bịt đầu mối về bát cháo có độc. Sự thật phơi bày ra ánh sáng, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm của vợ chồng nhà người ta đều xuất phát từ con mụ này mà ra. Nếu không Tiêu Lẫm sẽ không chết, Tịch Vụ sẽ không chết tâm mà quyết giết chết hắn bằng 9 cây đinh diệt hồn. Một thân mang ma cốt như Đài Tẫn vốn luôn căm hận thế gian này, nhưng nó lại là nơi mà Tịch Vụ yêu thương lưu luyến. Hắn vì cô mà đối xử nhẹ nhàng với tất thảy, cũng chính vì vậy mà hết lần này đến lần khác trở lại con đường sống cho một con rắn độc. Nếu mày thích ăn cháo tới vậy thì anh đây chiều. Băng Thường bị ném vào nhà lao cùng bát cháo độc, vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát ra, trừ khi chỉ còn lại một cái xác. Người tàn ác thường sống lì, nhưng lần này thì vai diễn của chị cũng sắp chấm dứt. Bà Nghi Chi lẻn vào trong nhà lao, truyền cho Băng Thường lá thư lúc cuối đời Tiêu Lẫm đã viết cho thê tử của hắn. Dù cho cô có muốn ân đoạn nghĩa tuyệt hay bất an khi cho rằng bản thân được yêu thích nhờ vào sợi tơ tình của Phiên Nhiên, thì hắn vẫn thực sự rất yêu cô, cũng trân trọng mối lương duyên này kể từ khi hắn lần đầu trông thấy cô hái hoa bắt bướm ở ngoại thành. Dáng vẻ kiểu diễm cùng nụ cười chân thành ấy đã khiến hắn fall in love từ cái nhìn đầu tiên. Lúc sống không chịu nói, lúc lên bàn thờ mới nói thì đã muộn. Băng Thường giờ phút này nhận ra bản thân sai quá sai, vì tự ti mà đánh mất chính mình, cũng đánh mất người đàn ông yêu thương cô nhất. Thôi thì em đi ngắm gà khỏa thân với anh luôn cho vui. Sự nghiệp làm trà xanh kiếp này chấm dứt, mà Đài Tẫn cũng hứa với nhóm quân thần sẽ hạ táng cho Tịch Vụ vào vài hôm nữa. Chỉ là Thanh Vũ ngàn vạn lần không ngờ, hắn thế mà lại tự mình khắc tên lên bia mộ, thay cho hai vợ chồng bộ outfit ngày rước nàng về dinh, quyết cùng nhau cùng sinh cùng tử. Ngày trước chơi băng thì giờ mình búp lên hẳn hệ lửa, cháy cả gian phòng, khiến quân binh bận rộn cả đêm. Chờ đến khi lửa đã tắt thì bên trong đã không còn bóng dáng một ai. Đất nước một ngày không thể không có vua, vì thế Thanh Vũ dù trong lòng đau đớn nhưng vẫn phải ra quyết định. Thời hạn 300 ngày phá vỡ kết giới vực hoang đã định, tự anh cùng kinh diệt con bách thật phong cách, quyết tâm tìm kiếm ma thần, hương chấn lại một thế giới yêu ma. Thế nên chúng huy động hết lực lượng bên dưới vực hoang, đầu tiên là tấn công đến tộc Di Nguyệt, nơi chứa một bảo vật của ma thần từ ngàn đời nay. Trong khi đó, tộc trưởng tộc Di Nguyệt đang cùng các thuật sư lập đền khai mở cổng Nguyệt Minh. Hóa ra lửa cháy bập bùng nhưng Đài Tẫn vẫn chưa chết, hắn nghe theo Bạch Vũ đến nhờ sự giúp đỡ của tộc Di Nguyệt để vào sông U Minh, nơi chứa nguyên hồn của những sinh vật sống trên thế gian để tìm vợ. Dù chưa từng có ai từ đó trở ra, nhưng Đài Tẫn vẫn rung răng rung rẻ đi vào. Thời gian dần trôi qua vài tháng, Đài Tẫn ở nơi này chẳng khác nào mò kim đáy bể, còn chưa kể đến việc sông Nhược Thủy sẽ làm tổn hại cơ thể đến mức nào. Thỉnh thoảng hắn lại rơi vào ảo giác của dòng sông, mơ hồ trực tiếp lội qua dòng nước để tiến đến gần vợ. Nhưng vợ đâu chưa thấy, chỉ thấy sắp thải tới nơi rồi, quả không phụ lòng tin của tổ nghề bán siro. Mà Bạch Vũ một lòng nhớ sếp, mỗi ngày đều đến bờ sông tìm, chờ người nơi ấy mà chờ quài không thấy. Ta nói nhân viên mê sếp còn hơn vợ chờ chồng về.
Cho đến một ngày nhóm yêu ma tự anh kinh diệt đến tác oai tác quái để tìm kiếm ma thai. Bạch Vũ dù là chiến binh bách chiến bách thắng cũng chỉ là một xác phàm, làm sao thắng được yêu ma, thế nên hắn nhanh chóng mất mạng. Đài Tẫn mỗi ngày chịu đựng nỗi thống khổ như bị lăng trì từ sông Nhược Thủy, khi lên đến bờ lại được tiên tủy của Tịch Vụ chữa lành. Trải qua trăm năm, hắn mới tìm ra được Ngọc Khuynh Thế, tính ra cũng chỉ thêm một phương pháp chữa lành mới mà thôi. Thời gian trôi nhanh như chó đuổi, đã qua 500 năm mồ côi vợ của tiểu ma thần, Bồ Công Anh ở sông U Minh đã sớm mọc thành một cánh rừng. Thân thể Đài Tẫn không còn trụ vững được nữa, hắn rơi xuống sông Nhược Thủy bỏ mặc dòng đời. Về phần kinh thành, Thanh Vũ truyền tin ra ngoài rằng Đài Tẫn bị phá bỏ dung nhan, về sau hắn thay thành cái tên này, luôn đeo mặt nạ, giữ vững chiều cương suốt 500 năm, mà thời điểm tiên đoán ma thần hồi sinh đã sắp cận kề. Lúc này ma giới đã rơi vào hỗn loạn, mọi người không thể chống lại chúng nên đã ra tín hiệu SOS với Triệu Du. Ông liền cử môn phái ở phía đông đến chi viện ở phía bắc và khuyên họ hãy cố gắng cầm cự đến khi cảnh giới Kim Linh hoàn thành. Ở Hành Dương Tông, đám yêu ma đã thoát khỏi trận pháp của mọi người. Thì ngay lúc này, Cù Huyền Tử đã đến tiêu diệt chúng và cùng đệ tử lập lại phong ấn. Ông nghĩ chúng đồng thời làm loạn là bị kẻ nào thao túng tâm lý. Đó không ai khác chính là Tự Anh và Kinh Diệt, cả hai đang lên kế hoạch tìm ma thai để hồi sinh Tôn Thượng và hắn cũng để lại cho họ ba ma khí để tìm nó. Mục đích của Tự Anh là đến Tiên Môn vì nơi đó có trái tim của ma thần và manh mối về ấn tẩy thủy. Chỉ cần có nó thì họ sẽ tìm được ma thai. Một đệ tử bảo với Cù Huyền Tử là phía Thiên Trì có bất thường nên mọi người nhanh chóng đến đó và đám đệ tử cũng thông báo tin này cho Tịch Vô biết. Lúc này, Toto đã thành công trở về 500 năm sau và liền đến ôm cha thì ông đã chúc mừng cô lịch kiếp thành công. Cù Huyền Tử vui mừng vì lôi kiếp của con gái không giáng xuống khiến cô vượt qua được kiếp nạn này. Toto khó hiểu vì lôi kiếp đã diễn ra. Cô lại nhắc đến gương quá khứ nhưng cha lại không nhớ nó. Ông còn cho rằng con gái bế quan 10 năm nên bị ngào đá. Toto cũng vui mừng nhận ra hiện tại ma thần không còn tồn tại nữa, rồi cô chào Tịch Vô và cùng cha rời đi. Sau đó, Cù Huyền Tử nói với Triệu Du là lần này Toto bế quan nhưng tu vi lại giảm đi nên muốn ông xem giúp cô đã bị làm sao. Triệu Du bảo đã bố trí kim linh khiến lũ yêu ma tạm thời không thể hoành hành. Rồi ông đưa thư của Triệu Ân cho Cù Huyền Tử và bảo rằng Bất Hư chân nhân kêu ông đến sông Nhược Thủy cứu một nam nhân về đây. Lúc này Đài Tẫn đã tỉnh lại, trong lúc thanh niên chìm xuống sông U Minh thì nỏ đồ thần đã tiến vào người anh rồi đưa anh lên trời. Đài Tẫn lại lên cơn đau tim thì một người đến và kể rằng anh được Triệu Du cứu. Anh nhớ ra đây là núi Bất Chiếu mà Minh Dạ để lại. Khi Đài Tẫn đang quan sát nơi này thì Triệu Du đã xuất hiện, anh liền nhận ra ông ấy sẽ bị mình giết trong tương lai nên đã xin phép rời đi. Triệu Du biết Đài Tẫn muốn về sông U Minh nhưng cổng Nhược Thủy 500 năm mới mở một lần, dù đến cũng không có cách mở và bảo anh người đã chết thì hãy quên đi. Thấy Đài Tẫn vẫn cố chấp, Triệu Du cũng hết cách mà giúp anh trị thương và thả anh đi. Sau đó thanh niên đang đi thì trông thấy người giống hệt Tiêu Lẫm, nhưng anh ta bảo bản thân là Tịch Vô và được Bất Hư chân nhận nuôi. Đài Tẫn lấy lý do muốn báo ơn nên nhờ Tịch Vô đưa đến gặp ông ấy. Khi đến nơi, Tịch Vô bảo Bất Hư chân đã ẩn thân trong đóa kim hoa, được biết sau khi thắng ván bạc lớn thì ông đã vui vẻ quá độ mà té sờ mờ lờ, rồi quy tiên con mợ nó luôn. Tịch Vô đã dùng thuật pháp ở Tiên Môn để triệu hồi Bất Hư chân. Đài Tẫn vừa nhìn liền nhận ra đây là bằng nghi chi. Tịch Vô bảo đây là một thuật pháp vân đoan giúp lưu lại ý thức của Bất Hư chân. Khi Tịch Vô rời đi, Đài Tẫn đã hỏi Bất Hư chân là nguyên thần của Diệp Tịch Vụ ở đâu, nhưng thanh niên đã lặn đi mất tiêu. Đài Tẫn khó hiểu tại sao Tiêu Lẫm đã chết lại còn sống, lại thêm sự xuất hiện của Bằng Nghi Chi. Thì lúc này Triệu Du đi đến, Đài Tẫn nghĩ Tiêu Lẫm và Bằng Nghi Chi ở đây thì có thể Tịch Vụ cũng vậy. Nên thanh niên đã bái Triệu Du làm sư phụ để được ở đây điều tra mọi việc. Thì ông đã biến ra thanh kiếm Nam Chi do Hoa Mai hóa thành đưa cho Đài Tẫn. Ông bảo anh khiến nó thức tỉnh thì mới có thể tu tập tiên pháp. Lúc này, Toto biết ma thần không còn thì có chút luyến tiếc với Đài Tẫn. Khi ra về, Toto phát hiện có người theo dõi mình. Cô ta bảo bản thân là đệ tử của Hành Dương Tông. Rồi cả hai đã vào trong nhà nói chuyện. Khi biết cô nàng là Nhạc Nhai, Toto liền nhận ra đây là nhóc con mình từng cứu rồi cả hai đã ôm chầm lấy nhau. Hôm sau, Triệu Du đã bảo Đài Tẫn đến một thôn làng để gặp bà cụ bị mù luôn đứng đợi con trai trở về, nên Đài Tẫn đã đến đây đóng giả làm con của bà, vì bà chỉ còn sống được 7 ngày nữa. Đài Tẫn cố gắng làm nhiệm vụ để ở lại Tiêu Giao Tông và có thể tìm tung tích của Tịch Vụ. Tối đến, Toto và Nhạc Nhai đang đi dạo thì đã đến nhờ người kể chuyện kể về Đài Tẫn, vị vua của nước Cảnh. Ông già liền chém gió bảo anh đã yêu một nữ tử và có đông con nhiều cháu, sau khi Đài Tẫn chết còn được chôn cất cùng cô ấy. Toto nghĩ Đài Tẫn chỉ xem cô là một đóa hoa thú vị nhất thời trong cuộc đời đế vương của anh, nên bản thân cũng nên buông bỏ quá khứ. Hôm sau, Đài Tẫn vừa ngủ dậy thì đến gặp bà lão và biết 10 năm nay bà luôn mong ngóng cây mơ được nở hoa, nên mỗi ngày Đài Tẫn đều luyện linh phù khiến nó nở hoa. Bà đã gọi Đài Tẫn đến nói chuyện và biết anh không phải là con mình, nhưng rất hạnh phúc vì có anh bầu bạn ở những giây phút cuối của cuộc đời. Đài Tẫn kể về cuộc đời bi thảm của mình, thì bà hỏi Đài Tẫn làm người xấu thì sẽ tìm được thê tử thì anh có chịu không? Nhưng Cửu Mân đã bảo không, vì vợ anh sẽ không vui.
Bà lão hỏi Đài Tẫn có phải cây mơ đã nở hoa không, vì trước đây Chí Nhi bảo hoa nở thì anh sẽ trở về. Nghe vậy Đài Tẫn đã ngộ ra, chỉ cần khiến cây nở hoa thì sẽ hoàn thành tâm nguyện của bà cụ. Nên anh đã dùng kiếm của Triệu Du biến thành cành hoa rồi đưa cho bà và giúp bà được ra đi thanh thản. Nhiệm vụ hoàn thành, Đài Tẫn đã trở về bái Triệu Du làm sư phụ và được ông đặt cho tên mới là Cửu Mân. Thanh niên trả lại kiếm nhưng Triệu Du đã tặng cho anh. Sau đó ông đã giới thiệu cho Cửu Mân về núi Bất Chiếu. Triệu Du định truyền Tiêu Dao kiếm ý cho anh, mà muốn tu luyện kiếm pháp thì phải luyện từ trái tim. Lúc này, Toto đang cố gắng luyện đạo vô tình, nếu không thì tu vi của cô sẽ cạn và sức mạnh của thiên trì sẽ không thể phong ấn tà cốt. Lúc này có hai thanh niên đến làm quen với Cửu Mân, thì đại sư huynh xuất hiện đòi tỉ thí với anh nên đã bị họ kéo đi chỗ khác. Kể từ đó, mỗi ngày Cửu Mân đều ở tiên môn chăm chỉ luyện kiếm pháp. Hiện tại, Triệu Du rảnh rỗi sinh nông nỗi định bói nhân duyên cho Toto, nhưng Cổ Huyền Tử bảo cô đang luyện đạo vô tình. Triệu Du thắc mắc cô chưa từng trải qua tình kiếp thì sao lại luyện đạo này. Nhưng Toto bảo họ đừng lo lắng vì cô đã quyết tâm rồi. Lúc Toto ra về, thì Tịch Vô bảo có lời muốn nói với cô nên cả hai đã đến bờ sông. Ở đây, Tịch Vô đã tỏ tình Toto, nhìn anh làm cô nhớ đến Tiêu Lẫm nên cô bảo chỉ xem anh như người thân, còn chuyện hôn sự giữa hai người thì cô sẽ tìm cách nói với cha sau. Dù vậy, anh vẫn muốn theo đuổi Toto và chờ ngày cô đổi ý. Hiện tại, Triệu Du đã đưa Cửu Mân đến Hành Dương Tông để gặp Cù Huyền Tử. Anh biết ông ấy cũng sẽ bị mình giết khi là ma thần. Cù Huyền Tử muốn giới thiệu con gái của mình với anh, nhưng Cửu Mân bảo trong lòng chỉ có tu hành, nếu có duyên thì sẽ gặp cô sau. Anh nói với Cù Huyền Tử rằng 500 năm trước khi dừng chân ở nước Thịnh thì đã gặp một người giống Tịch Vô. Cù Huyền Tử kể rằng khi Tiêu Lẫm gặp nạn qua đời thì Bất Hư Chân Nhân đã đến Hành Dương Tông mượn chén tinh thể băng. Ngài ấy đã đặt nguyên thần của Tiêu Lẫm vào trong và thả xuống thiên trì nuôi dưỡng khiến Tịch Vô đã ra đời. Lúc này, Cù Huyền Tử đã biết thân phận đặc biệt của Cửu Mân nhưng vẫn cho phép anh ở lại đây vì nghĩ Bất Hư Chân Nhân sẽ không tin nhầm người. Sau khi Cửu Mân ngày đêm tu luyện thì anh cũng có thể triệu hồi được Bằng Nghi Chi để hỏi cách hồi sinh Tịch Vụ. Bằng Nghi Chi bảo cần có máu của kẻ thù, lệ người thương, một bộ phận của cô ấy và cần nơi giàu linh lực nhất để khởi động trận pháp tụ hồn. Cửu Mân đã có đủ, chỉ thiếu mỗi trận pháp nên hỏi Bằng Nghi Chi học nó ở đâu. Thì hắn bảo Cửu Mân không cần thiết hồi sinh cô rồi biến mất. Một lát sau, Tịch Vô đã cùng Cửu Mân tâm sự tuổi hồng. Anh cảm thấy Toto đã trải qua chuyện gì đó, nên sau khi xuất quan đã trở thành một người khác, khiến Tịch Vô khó lòng tiếp cận cô ấy. Thì Cửu Mân liền khuyên anh hãy theo đuổi Toto từ đầu. Cửu Mân bảo bản thân được sinh ra từ 500 năm trước, vốn dĩ không cảm nhận được hỉ nộ ái ố. Nhưng Tịch Vụ đã xuất hiện và thay đổi con người anh, tiếc là cả hai có duyên nhưng không có phận mà phải âm dương cách biệt. Dù quen biết anh chưa lâu, nhưng Tịch Vô cảm thấy cả hai rất thân thuộc. Tịch Vô hỏi lý do Cửu Mân gặp anh, thì thanh niên bảo muốn biết về trận pháp tụ hồn, nên Tịch Vô đã chỉ Cửu Mân đến tàng kinh các tìm hiểu. Ở đây, Cửu Mân đã tìm được quyển sách ghi nỏ đồ thần có thể cảm ứng ma thai. Khi anh làm rớt sách, thì vô tình nhìn thấy trang ghi chép thuật tụ hồn và biết đây là cấm thuật của ma tộc. Trong khi đó, Toto cảm thấy tu đạo vô tình để phong ấn tà cốt không phải kế lâu dài, nên cô quyết định đến tàng kinh các tìm cách khác. Lúc này, Cửu Mân đã học xong cách luyện trận pháp và trả lại sách, nhưng anh chợt nhớ bản thân học thiếu. Không may là Toto đã lấy quyển sách đi, Cửu Mân liền đuổi theo nhưng cô đã đi xa. Đêm đến, một con quạ báo tin cho Cửu Mân là đã tìm được nơi ở của Toto. Trong khi đó, cô tìm cách hủy tà cốt trong sách nhưng không có, do pháp lực đang suy yếu dần nên Toto muốn mượn linh lực của núi Trường Trạch để khống chế tà cốt. Một lúc sau, Cửu Mân đã đột nhập vào phòng của Toto và tìm thấy quyển sách ấy. Được biết trận pháp tụ hồn cần nguyên thần của người mất làm vật dẫn, nếu không có thì hãy dùng một giọt máu tươi của linh thể vô cấu để chiêu hồn tụ phách. Thấy vậy, Cửu Mân liền nhớ lại lời của Tịch Vô bảo rằng Toto có linh thể vô cấu. Khi anh đi ngang qua con sông thì bất giác nhớ về Tịch Vụ. Bỗng anh nghe thấy tiếng đàn quen thuộc nên liền đi đến đó. Nào ngờ cô ấy lên cơn đau ngực nên đã vào trong linh tỉnh ngồi thiền. Đến khi Cửu Mân đến thì chẳng thấy có ai cả. Hiện tại, tự anh và Kinh Diệt đã đến hỏi Đế Miện cách giải phong ấn của thần tộc vì ấn tẩy tủy đang ở trong tay họ. Thế là Đế Miện đã cho tự anh niệm quyết để giải phong ấn, mà cô không biết rằng việc đó sẽ vô tình giúp ông ta thoát khỏi nơi này. Hôm sau, Cửu Mân thấy mọi người đang chơi trò ma thần sát. Một người kể rằng khi ma thần hồi sinh mà không có thần linh xuất hiện thì hắn sẽ khởi động đạo đồng bi. Dù ma thần đã bị tiêu diệt từ lâu, nhưng chỉ cần con người còn oán niệm thì hắn vẫn sẽ hồi sinh. Nếu bây giờ ma thai xuất hiện thì sẽ khiến ma tộc trỗi dậy, dù tiên môn có dốc hết toàn lực thì cũng khó mà ngăn chặn. Bỗng Triệu Du đến đây, mọi người đều ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tại Xích Tiêu Tông, Sầm trưởng môn đang tặng cho thằng con cây quạt xịn sò con bò, thì ông nhận được thư từ Hành Dương Tông thông báo là nhị ma đã đột nhập vào Thượng Thanh nên cần ông qua họp gấp. Tối đến mọi người đã tụ họp, Triệu Du biết nhị ma đang lăm le thần vực Thượng Thanh nên muốn tổ chức cuộc so tài ở đó để dụ rắn ra khỏi hang. Tin này nhanh chóng đến tai nhị ma nên cả hai muốn cải trang làm người của tiên môn. Hôm sau, khi mọi người nhắc đến thần vực Thượng Thanh, Cửu Mân liền nhớ năm xưa bản thân đã giải tán nơi này.
Bọn họ bảo cuộc so tài giữa các tiên môn tổ chức ở đó chỉ là mượn danh tỉ thí để dọn sạch yêu ma quỷ quái. Biết Toto cũng đến, nên Cửu Mân định gặp cô để xin một giọt máu đảo. Bên này, Nhạc Nhai bảo mọi người đều đang bàn tán về nhan sắc của Toto, nên đã cho cô một cái nốt ruồi đính lên trán khiến mặt cô biến thành một người khác. Còn Nhạc Nhai sẽ dùng pháp chú đóng giả làm Toto để đi xử mấy tên háo sắc kia, thì cô căn dặn đồ đệ đừng đùa quá trớn với họ. Lúc này các tiên môn phái đã đến Thượng Thanh, có môn phái đến làm quen Tự Anh, thì cô ta giới thiệu bản thân là đệ tử của Bắc Thần Chân Nhân. Lúc này, Sầm Mịch thấy Toto do Nhạc Nhai cải trang xuất hiện thì đã lao ra tán tỉnh cô. Bỗng Sầm trưởng môn ra thông báo, mỗi người sẽ được phát một túi nhốt yêu, ai bắt yêu nhanh và nhiều nhất thì sẽ chiến thắng. Sau đó ba vị trưởng môn đã thi triển bí pháp đưa mọi người đến thần vực. Cửu Mân chỉ muốn tìm Toto nên đã tạm biệt các sư huynh mà rời đi trước. Bên này, mấy thanh niên cứ lẽo đẽo theo Nhạc Nhai, tiện đường cũng không đi với tiện nhân nên cô đã trốn họ. Trong khi đó, Tịch Vô đang đi cùng Toto, nhưng cô không muốn tham gia mà chỉ muốn đi dạo. Bỗng Sầm trưởng môn thông báo kết giới đã mở. Theo kế hoạch của Cù Huyền Tử, khi các tiên môn đọc khẩu quyết thì sẽ dịch chuyển về Hành Dương Tông, chỉ cần nhị ma xuất hiện thì họ sẽ xác định vị trí của chúng và đến tiêu diệt ngay. Lúc này, Tự Anh đã cử Bạch Vũ đến nơi khác dò la tin tức, còn bản thân cùng Kinh Diệt đi tìm Ấn Tẩy Thủy. Trong khi đó, tên Sầm Mịch chỉ ngồi chơi xơi nước rồi vung tiền, là có kẻ mang túi bắt yêu đến cho hắn. Bỗng có người đến thông báo cho Sầm Mịch đã tìm thấy Toto. Khi Nhạc Nhai đang bắt yêu quái thì tên Sầm Mịch lao đến cướp túi của cô. Thế là Nhạc Nhai đã tức giận tấn công hắn ta. Sầm Mịch để thuộc hạ đến đánh với Nhạc Nhai, cô không có tuổi đánh lại nên nhanh chóng bị chúng bắt lấy. Sầm Mịch bước đến cởi khăn che mặt của Nhạc Nhai, khi hắn định sàm sỡ cô thì đã bị Cửu Mân đánh văng. Sầm Mịch định tấn công anh thì anh đã dùng hàng tá mũi kiếm chĩa về phía hắn. Sầm Mịch liền quấn ra đài mà xin lỗi Nhạc Nhai, nên Cửu Mân đã tha cho chúng, đồng thời trả lại túi cho cô. Lúc này, Tự Anh và Kinh Diệt đã chào hỏi Tịch Vô. Sau đó, anh lại gặp Hy Thanh và Ôn Như Ngọc. Trước khi thi, Tịch Vô đã được Cù Huyền Tử dặn phải phối hợp với hai người họ để tìm kiếm nhị ma. Nhưng đến giờ bọn họ không tìm thấy chúng, nên Tịch Vô liền nghi ngờ nhị ma đã cải trang thành đệ tử tiên môn để qua mắt họ. Cùng lúc đó, Nhạc Nhai đã hỏi anh kia là nơi nào. Cửu Mân bảo đó là cung Ngọc Huynh, mà khi này Toto cũng đang ở đó và nhớ đến hôn lễ của Minh Dạ và Tăng Tử. Bên này, Cửu Mân đã xin một giọt máu của Nhạc Nhai, thì cô bảo không thể cho vì chỉ là Toto giả mạo. Trong lúc thanh niên đi dạo thì lại nhìn cảnh nhớ người. Tiếp theo Cửu Mân đến cung Ngọc Huynh thì đã trông thấy Toto. Cửu Mân không biết người đang đứng trước mặt là Tịch Vụ thật hay chỉ là một người giả như Tiêu Lẫm. Toto bảo anh nhận nhầm người rồi bỏ đi, thì Cửu Mân níu kéo cô lại và giới thiệu bản thân là đồ đệ của Triệu Du. Cửu Mân thấy Toto không đi cùng Tịch Vô nên muốn cùng cô đi tìm huynh ấy. Anh còn cố tình kể lại một vạn năm trước, chiến thần Minh Dạ đã cưới công chúa tộc trai Tăng Tử. Ban đầu anh không yêu cô, nhưng về sau dần có tình cảm. Thì lúc đó Tăng Tử hiểu lầm anh không yêu mình nên đã rời thần vực Thượng Thanh. Vào thời điểm này, đại chiến thần ma lại xảy ra. Minh Dạ biết bản thân ở trên chiến trường lành ít dữ nhiều nên không đi tìm Tăng Tử vì sợ cô sẽ đau buồn. Cửu Mân bảo kể xong chuyện rồi và muốn đi tìm Tiêu Lẫm. Toto lơ đãng liền đồng ý. Điều này khiến Cửu Mân biết chắc cô là Tịch Vụ nhưng cô vẫn chối bỏ và rời đi. Sau đó Toto đã rất đau lòng, dù yêu nhưng không thể đối diện với anh. Bên này nhị ma đã tìm thấy Ấn Tẩy Thủy. Tự Anh bảo Kinh Diệt đi đánh lạc hướng tiên môn, còn bản thân ở đây lấy nó. Trong khi đó, Nhạc Nhai đang bị yêu quái tấn công, Bạch Vũ đi ngang đã đến giúp đỡ cô. Lúc này Kinh Diệt đã xuất hiện và đánh bay các đệ tử tiên môn, nên Cù Huyền Tử bảo mọi người mở đại trận hộ sơn. Nhưng Kinh Diệt đã thao túng yêu ma tấn công khắp nơi, các vị trưởng môn đã xuất hiện và lập trận pháp để tóm gọn hắn. Kinh Diệt đã bộc phát sức mạnh làm Sầm trưởng môn trọng thương, nhưng ông đã vực dậy, quyết tâm cùng mọi người chôn thây hắn tại đây. Lúc này, Tự Anh sắp lấy được Ấn Tẩy Tủy, Cửu Mân ở gần đó cảm nhận được sự bất thường nên đã nhanh chóng đến đây. Cù Huyền Tử thấy linh đài đang gặp nguy, nhưng Triệu Du nghĩ đó là bẫy của địch nên bảo ông ấy phải tập trung đánh bại Kinh Diệt trước. Ở linh đài, Cửu Mân đã đến ngăn chặn Tự Anh. Trong lúc đánh nhau, cô ta đã dùng dù hồng hạc biến ra một người để đánh bay Cửu Mân. Khi Ấn Tẩy Tủy thoát ra, cả hai đã cùng đến đoạt lấy. Thì lúc này, Cửu Mân liền nhớ về Minh Dạ và thắc mắc sao ngài lại chọn anh tiến vào Bát Nhã Phù Sinh. Sau đó, Cửu Mân và Tự Anh lại tiếp tục đánh nhau kịch liệt, dù bị thương nhưng anh đã dùng Tiêu Dao kiếm ý hạ kẻ đeo mặt nạ. Tự Anh liền lộ nguyên hình và bộc phát sức mạnh bá đạo mang Ấn Tẩy Tủy ra khỏi phong ấn. Khi cả hai đang tranh đoạt nó, thì Toto đã chạy đến hỗ trợ cho Cửu Mân. Bỗng Ấn Tẩy Tủy nhập vào cơ thể anh, nên Toto bảo Cửu Mân hãy tỉnh táo đừng để ma khí mê hoặc. Còn Tự Anh thì vui mừng vì đã tìm được ma thai. Do Ấn Tẩy Tủy đã thoát khỏi phong ấn nên đế miệng cũng được giải thoát. Bên này, Cửu Mân nhất quyết không để ma thần mê hoặc. Tự Anh thấy ma thai chưa thức tỉnh nên đành rút lui trước. Cùng với sự khích lệ của Toto mà Cửu Mân đã thành công đẩy Ấn Tẩy Tủy ra ngoài. Sau đó, cả hai đã cùng song tu với nhau. Ở phía Kinh Diệt, Tự Anh đã đến giải cứu hắn rồi bọn họ cùng nhau rút lui.
Cô Huyền Tử không ngờ Ấn Tẩy Tủy lại nằm trên linh đài ở Thượng Thanh và lo sợ nhị ma sẽ còn quay lại đây lấy nó. Lúc này, Đế Miện đã đến tiên môn gặp Cù Huyền Tử. Khi cả hai đang nói chuyện thì Toto đến đây, cô liền nhận ra ông ấy là người từng giúp mình lúc ở Hoang Uyên. Cù Huyền Tử bảo Đế Miện là cha ruột của Toto và kể ông ấy đã bị ma thần phong ấn ở Hoang Uyên. Vài chục năm trước, khi Cù Huyền Tử rơi xuống đó, thì được Đế Miện dùng ma khí đuổi yêu ma đi và cứu ông một mạng. Để báo ơn Đế Miện, Cù Huyền Tử đã đi khắp nơi tìm linh noãn của ông ấy và thê tử Sơ Hoàng. Sau đó, ông đã đưa nguyên thần của trứng vào nhân gian để luân hồi lịch kiếp khiến Toto được sinh ra. Năm xưa Sơ Hoàng mất đã hóa thành đàn không trùng vũ, nên ông đã tặng nó cho Toto để cô luôn được mẫu thân bảo vệ. Cô liền nhận ra người lúc trước đã gặp chính là mẹ mình. Toto do lịch kiếp liên tục nên mới có tịch vụ ở 500 năm trước. Cô nghĩ đó là một tai kiếp, vì khi nguyên hồn quay về lại bị tổn hại bởi lôi kiếp, nên 500 năm sau cơ thể Toto bị thiêu đốt và phải nghỉ ngơi trên di tọa 10 năm mới tỉnh lại. Hiện tại, Đế Miện bảo từ nay về sau sẽ cùng Cù Huyền Tử chăm sóc cho Toto. Nghe vậy, cô đã cúi đầu nhận ông làm cha khiến Cù Huyền Tử rất vui. Và ông bảo sẽ tìm thời điểm thích hợp giúp Đế Miện ra mắt với mọi người. Tối đến, các đệ tử đều bàn tán về Đế Miện, cho rằng ông là đại anh hùng giết ma thần. Ở Hoang Uyên, Tự Anh vui mừng vì đã tập hợp đủ nguyên thần của tỷ tỷ, nên giờ đây cô ta có thể thức tỉnh. Nào ngờ đó lại là Băng Thường. Một vạn năm trước, khi nguyên thần của cô ta bị thương, ma thần đã đưa cô vào nhân gian lịch kiếp. Tại thiên địa Đồng Lưu, Cù Huyền Tử bảo thân thế của Toto là tộc Phượng Hoàng, trời sinh thích hợp tu đạo vô tình để trở thành thần. Toto bảo có thù với ma thần, nên cô sẽ quyết tâm chống lại hắn ta. Trên thế gian chỉ có thần linh mới đấu lại ma thần, Cù Huyền Tử sợ đây là trọng trách nặng nề cho Toto, nhưng cô hứa với ông sẽ không để ma thần trở lại. Khi cô trở về thì đã cùng Cửu Mân nói chuyện. Anh kể lại 500 năm trước khi bản thân được sinh ra luôn bị mọi người oán ghét, nhưng tịch vụ xuất hiện và cho Cửu Mân học cách biết yêu thương. Tiếc là cô ấy đã không còn sống nữa. Sau đó, Cửu Mân đã đến sông U Minh, bất chấp bị nhược thủy thiêu ra đốt thịt, ở đó 500 năm tìm nguyên thần của cô. Năm ấy nàng mang cho anh một tán ô, anh đã tìm nàng cả mùa mưa năm ấy. Đến khi cơ thể đạt giới hạn mà vẫn chưa tìm được nàng, tưởng bản thân đã chết thì anh lại được Triệu Du cứu và trở thành đệ tử của ông. Cửu Mân bảo anh biết trận pháp tụ hồn có thể tìm nguyên thần của tịch vụ, do anh cần máu của linh thể vô cấu nên đã nhờ cô giúp đỡ. Nhưng Toto không chịu và bảo tịch vụ đã không còn tồn tại. Cửu Mân liền giãy đành đạch, bảo Toto là tịch vụ nhưng lại không dám thừa nhận. Toto bảo anh hãy xem tịch vụ là một giấc mộng, tỉnh rồi thì hãy để nó tan biến. Cửu Mân bảo cô bỏ rơi mình trong mộng thì làm sao có thể tỉnh lại. Nhưng Toto vẫn kiên định bảo bản thân đã tỉnh mộng và khuyên anh muốn bù đắp sai lầm thì hãy lãng quên quá khứ. Còn cô sẽ chuyên tâm tu đạo vô tình để trừ ma vệ đạo, cả hai nên làm người xa lạ thì tốt hơn. Cửu Mân nghe những lời xé lòng của cô đã đau đớn rời đi. Rõ ràng cả hai đều có tình ý, nhưng vì thân phận mà phải chia cách nhau. Ở Xích Tiêu Tông, Sầm Trưởng Môn đang mắng thằng con bất tài vô dụng, đi đùa giỡn với con gái người ta khiến ông bẽ mặt. Sầm Mịch nhớ lại Cửu Mân đánh mình thì rất hận và quyết trả thù anh. Tối đến, Toto đã kể cho Tịch Vô là cô đã quen Cửu Mân và làm phu thê cùng anh từ 500 năm trước. Cô bảo dù không thể tiếp tục cùng Cửu Mân bên nhau thì trong lòng cũng không thể yêu thêm ai khác nên đành xin lỗi Tịch Vô. Anh nghe vậy rất đau lòng nhưng vẫn mong cô có thể sống hạnh phúc. Trong cái rủi có cái xui, Cửu Mân đang thất tình mà còn bị ma khí hành cho vô cùng đau đớn. Cửu Mân liền nhận ra ma thần sẽ luôn là vật cản giữa anh và Toto, chỉ cần ngăn hắn xuất hiện thì cả hai mới có thể ở bên nhau. Cửu Mân muốn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của ma thần, nên anh đã đến Hoang Uyên và dùng Tiêu Dao kiếm ý để tìm nhị ma. Hiện tại, bọn chúng đến chỗ Đế Miện thì thấy ông đã biến mất. Kinh Diệt đoán ông đã giở trò trong bùa chú đưa cho họ, nên mới thoát khỏi phong ấn. Ngay lúc này, Cửu Mân đã giả làm ma thần xuất hiện trước mặt nhị ma và hỏi chúng về trọng trách đã giao. Tự Anh bảo đã tìm thấy ma thai ở tiên môn, nhưng cô cần thời gian để đánh thức tà cốt trong cơ thể Cửu Mân. Ma thần liền hỏi cô liệu tà cốt bị hủy thì hắn có hồi sinh hay không. Tự Anh bảo chỉ cần con người còn oán niệm thì tà cốt sẽ không biến mất. Ma thần lại hỏi nếu ma thai không nghe lời hắn thì sao, thì tà cốt sẽ khiến Cửu Mân chịu đau khổ mà phải hiến thân cho ma thần. Nhưng cô ta đã phát hiện ra bất thường và khiến Cửu Mân hiện hình. Tự Anh bảo chỉ cần thu thập đủ 3 vũ khí ma tộc và khởi động đạo đồng bi thì ma thần sẽ trở về. Nếu Cửu Mân ngoan ngoãn ở đây thì cô ta sẽ đối xử với anh tử tế. Cửu Mân bảo anh sẽ không làm ma thần của chúng rồi rời đi. Tự Anh cũng không đuổi theo vì biết anh là ma thai, một con sói thì không thể ẩn nấp trong bầy cừu được. Lúc này Đế Miện đã đến thăm con gái thì Cửu Mân cũng đến đây và trông thấy ông. Đế Miện biết anh chính là ma thai còn mắng anh dám ngang nhiên ở đây không sợ bị tiên môn trừ khử. Cửu Mân tưởng Đế Miện tính làm hại Toto nên bảo anh biết ông ta từng dẫn đầu yêu tộc đi theo ma thần, khiến các vị thần phải hy sinh. Thế là cả hai liền giao đấu, Đế Miện rất bất ngờ vì Cửu Mân dùng thuật pháp tiên môn. Lúc này Toto đã xuất hiện, cô bảo bản thân biết Cửu Mân là ma thai nhưng mong ông hãy để cô xử lý việc này. Đế Miện bảo chỉ cần Cửu Mân không làm tổn thương cô thì ông sẽ không hại anh.
Khi hai người đến bờ sông, Toto đã kể cho Cửu Mân nghe ông ấy là cha cô. Dù đế miện từng đọa thành ma nhưng giờ đã biết hối cải. Cửu Mân bảo cô đừng lo lắng vì anh sẽ không biến thành ma thần. Toto bảo sẽ giấu việc anh là ma thai và việc ấn tẩy tủy. Cửu Mân liền kể anh đã từng dung nạp nỏ đồ thần, nhờ nó mà anh đã thoát khỏi sông U Minh và được Triệu Du cứu. Toto hỏi vết bỏng khi đó của anh ra sao thì Cửu Mân bảo đã được sư phụ chữa khỏi. Thanh niên muốn mời Toto ăn hàu với nho để đôi ta được hẹn hò với nhau. Nhưng Toto không muốn và rồi rời đi. Dù bị Toto cự tuyệt thì Cửu Mân vẫn quyết tâm theo đuổi cô. Ở Hoang Uyên, tự anh đang sầu vì ma thai không nghe lời thì mặt nữ bảo Cửu Mân chính là kẻ thù của cô khi lịch kiếp. Cả hai muốn cho tiên môn biết họ đang chứa chấp một ma thai, khi đó Cửu Mân sẽ bị họ xua đuổi mà sẽ tự động về Hoang Uyên. Sau đó, mặt nữ đã cho tự anh xem quá khứ của Cửu Mân. Khi cô ta đã biết Bạch Vũ đang ở đây thì đã nghĩ ra một quỷ kế. Ở tiên môn, Cửu Mân đến gặp sư phụ thì thấy Bạch Vũ. Cửu Mân bảo cậu ta từng là tùy tùng của anh và có tính tình lương thiện, nên mong Triệu Du hãy cho Bạch Vũ một cơ hội ở đây hướng thiện, nên Cửu Huyền Tử đã đồng ý. Khi ra ngoài, Cửu Mân bảo Bạch Vũ hãy quên đi quá khứ mà làm lại từ đầu rồi rời đi. Bỗng Nhạc Nhai đến đây và rất bất ngờ khi biết anh là một ma tu, rồi cô đã kéo thanh niên đi thu xếp chỗ ở. Hiện tại, Tịch Vô đang đi trừ yêu ma thì nhận thấy có điều bất thường. Lúc này mặt nữ đã mở một phường thêu ở nhân gian. Khi Tịch Vô đã đến đây, mặt nữ thấy anh thì ký ức của cô và Tiêu Lẫm liền ùa về. Tịch Vô giới thiệu bản thân với mặt nữ. Cô ta bảo rất sợ yêu quái, nên Tịch Vô đã cho cô xem đèn dò yêu không có tín hiệu và bảo cô yên tâm vì chúng không có ở gần đây. Anh bảo cô dán bùa đuổi yêu ở cửa thì sẽ khiến chúng sợ hãi. Mặt nữ sắp đến cảnh kinh mua chỉ, biết Tịch Vô cũng đến đó nên cô muốn đi cùng anh. Ở Hành Dương Tông, Bạch Vũ đang tìm Cửu Mân thì Nhạc Nhai bảo Toto đến nước cảnh nên chắc anh cũng đã đến đó. Nên thanh niên đã gửi chú ma âm đến cho nhị ma, mà thứ này đã bị đế miện nhìn thấy. Ở Hoang Uyên, Kinh Diệt đã nhận tin của Bạch Vũ và biết Cửu Mân đến nước cảnh cùng Toto. Biết thanh niên si tình đến vậy nên nhị ma định dùng Toto để uy hiếp Cửu Mân. Lúc này, cô tình cờ gặp một người đàn ông và định thuê trọ, thì ông bảo yêu ma rất hay ra tay với người đi một mình nên khuyên cô hãy rời khỏi đây. Sau đó, Cửu Mân đã xuất hiện, dù bị Toto mắng thì thanh niên vẫn mặt dày đi theo cô. Trên xe ngựa, Tịch Vô cảm thấy anh đã đi du ngoạn lâu rồi, nếu lần này không thể quên được Toto thì anh sẽ nói việc này với sư phụ. Mặt nữ hỏi Tịch Vô đến nước cảnh làm gì, thì thanh niên bảo để tìm một đáp án cho tình cảm của anh. Sáng hôm sau, Toto và Cửu Mân lại đến quán trọ. Thanh niên muốn thuê một phòng vì không mang tiền, ai dè Toto có mang bạc và thuê cho Cửu Mân một phòng thật xa chỗ mình. Bỗng cô nhìn thấy Tịch Vô và rủ anh cùng đi bắt yêu. Toto thấy Cửu Mân cứ nhìn mình thì anh gọi cô là đồ đều, vì lần nào nhìn cô thì anh cũng đều đổ, trời cua xến quá hai ơi. Một lúc sau cả ba đã tụ họp, theo lời của người dân thì yêu quái có thể thay đổi diện mạo, đọc được suy nghĩ và tránh được pháp khí tiên môn. Tịch Vô từng đọc một quyển sách có ghi yêu quái dạ mị thích hút tủy não người, nếu có người đang mong nhớ ai thì nó sẽ lợi dụng điểm này. Toto cũng biết có một pháp khí có thể tìm dạ mị nhưng lại không nhớ tên nó, nên Cửu Mân nhờ quạ truyền âm về môn phái để Bạch Vũ tìm sách đó cho họ. Chẳng mấy chốc, cậu ta và Nhạc Nhai đã tìm ra. Dạ mị có khứu giác nhạy bén, sợ mùi nồng mạnh nên Toto và Cửu Mân đã hất nước bùa dọc đường để hạn chế phạm vi hoạt động của nó, đồng thời giăng tơ đỏ trên đường để dạ mị dính bẫy. Biết nó có thể biến thành cờ rút để mê hoặc họ thì Cửu Mân liền cười gian xảo nhìn Toto. Tối đến, cả ba đã chia ra hành động, Toto giả làm cô gái say rượu và trở về quán trọ ngủ thì yêu quái liền đến hút tủy não của cô. Khi Cửu Mân đang đi thì gặp Toto, nhưng thấy chỉ đỏ dính trên người cô thì biết đây là do yêu quái cải trang nên anh đã tấn công cô ta. Cùng lúc này, Tịch Vô cũng bắt được một yêu quái, nhưng cô ta đã dùng Toto để thao túng tâm lý anh. Dạ mị đang hút tủy não của Tịch Vô thì anh may mắn được mặt nữ đến cứu. Lúc này, dạ mị đã đến gặp tự anh, cô ta sai yêu nữ xâm nhập giấc mơ của Toto để tìm điểm yếu của Cửu Mân thì thấy anh và cô đang vui chơi ở lễ hội té nước. Tự anh muốn cho Cửu Mân biết trở thành ma thần là số phận mà anh không thể tránh, nên đã để Cửu Mân rơi vào mộng cảnh và gặp được ma thần. Anh bảo trước kia bản thân là ma thai, nhưng bây giờ là đệ tử của tiên môn nên Cửu Mân liền tấn công hắn ta. Thì ma thần đã cho anh xem giấc mơ của Toto. Khi cô cởi mặt nạ của Cửu Mân thì nhìn thấy gương mặt của ma thần, hắn liền hất văng cô và đổ xác khắp nơi. Nhưng Cửu Mân phát hiện đây chỉ là trò mèo do yêu quái tạo ra nên anh đã cầm kiếm đâm vào ma thần, chính thức giải trừ yêu thuật và giúp Toto tỉnh dậy. Hôm nay cũng diễn ra lễ hội té nước, Kinh Diệt cho tự anh xem hình nộm của cô và hắn, nhưng cô chẳng quan tâm mà bỏ đi. Khi Cửu Mân gặp Toto, anh nói đã biết người trước nay cô luôn sợ là mình, thì cô bảo là luôn tin anh sẽ không trở thành ma thần. Cửu Mân bảo từ khi gia nhập tiên môn thì luôn sợ mọi người biết mình là ma thai mà trừ khử anh. Nhưng từ khi anh biết mình là ma thai thì lại có cảm giác nhẹ nhõm. Vì năm xưa Toto đâm Đinh Diệt hồn vào đài tẫn là do hận ma thần chứ không phải anh. Cửu Mân bảo cô đã thay đổi mình nên anh hứa sẽ không bao giờ dùng tới sức mạnh của ma thần nữa.
Thấy thanh niên cảm ơn mình thì Toto có chút rung động, nhưng cô liền giả vờ nói là chỉ đang trừ ma vệ đạo mà thôi. Tại phường Thêu, Tịch Vô đã tỉnh dậy và nhớ lại hôm qua anh được mặt nữ cứu. Cô hỏi anh đã tìm được đáp án chưa, thì Tịch Vô bảo rồi. Lúc này, mặt nữ đã gần gũi với Tịch Vô khiến anh muốn bắn tùm lum luôn, nên cả hai đã có một đêm mây mưa rất mãnh liệt. Sáng hôm sau, Tịch Vô sợ mặt nhi nghĩ quẫn nên đã chạy đi tìm, thì thấy cô đi tới và đưa áo ngoài cho anh mà không nhắc đến chuyện tối qua. Sau đó, cả hai đã cùng ăn sáng với nhau. Tịch Vô bảo đây là lần đầu được một cô gái đối tốt như vậy. Mạt Nhi kể cô từng có chồng nhưng hiện tại anh đã không còn và bảo Tịch Vô rảnh thì hãy đến đây ăn cơm cùng cô. Bên này, Cửu Mân và Toto đang đi xem lễ hội. 500 năm trước Vu Sư đã chọn bọn họ, nhưng lần này ông ấy đã chọn người khác. Bỗng đám đông ùa tới tách hai người họ ra. Cùng lúc đó, có kẻ đến báo với Sầm Mịch là Toto và Cửu Mân đang ở cảnh kinh nên hắn muốn đến đó để trả thù họ. Lúc này, Cửu Mân đã gặp nhị ma, tự anh liền dùng phép khiến người xung quanh không nhìn thấy họ. Cô ta khuyên Cửu Mân hãy làm ma thần để có được sức mạnh vĩ đại, nhưng anh không cần. Thì tự anh liền lấy Toto để đe dọa Cửu Mân và bảo anh chịu về ma vực thì sẽ được chúng kính trọng, còn cố chấp ở lại tiên môn thì sớm muộn cũng bị họ phát hiện mà đuổi cùng giết tận. Thì Cửu Mân liền bắt nhị ma quỳ xuống để chứng minh lòng thành, nhưng tự anh bảo khi về ma vực thì sẽ nguyện trung thành với anh. Nghe vậy, Cửu Mân đã rời đi, thì cô ta liền kính cẩn nghiêng mình với anh. Không may cảnh này đã bị Sầm Mịch nhìn thấy qua ngọc chiếu ảnh, thế là hắn muốn đến đó bắt quả tang anh lén gặp yêu ma. Bên này, vì tự anh đã hạ mình nên Cửu Mân đành bảo thời cơ chín muồi thì anh sẽ về ma vực. Bỗng dưng Sầm Mịch đến và phá giải thuật khiến họ lộ diện giữa đám đông. Khi hắn đến chất vấn Cửu Mân thì anh thấy tự anh rút kiếm nên đã đẩy Sầm Mịch ra xa, nhưng lại vô tình đẩy hắn vào kiếm của ả và lăn ra chết tươi. Sau đó, Kinh Diệt định giết đồng bọn của Sầm Mịch, nhưng Cửu Mân liền tấn công hắn. Tại tiên môn, một người đến thông báo với cha của Sầm Mịch là con trai ông đã bị Cửu Mân giết. Trong khi đó, Nam Chính định kết liễu Kinh Diệt thì tự anh đã dùng mạng của thường dân để đe dọa anh dừng tay. Kinh Diệt cũng nhân cơ hội khống chế mọi người không được vào thành. Ả bảo đếm đến ba thì cho tất cả bay màu, khiến Cửu Mân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh đã hứa với Toto sẽ không dùng đến sức mạnh ma thần, nhưng bây giờ anh buộc phải thất hứa mà dùng nỏ đồ thần để cứu mọi người. Việc này đã khiến Cửu Mân bị trọng thương, nhân lúc này nhị ma đã truyền ma khí cho anh, nhưng bọn chúng lại không cảm nhận được phản ứng của tà cốt. Đột nhiên Toto đã xuất hiện và dùng sức mạnh của nội tại đánh bay nhị ma khiến chúng bỏ đi. Toto cũng kiệt sức mà bị ngất, khi Cửu Mân định truyền linh lực cho cô thì phát hiện cô đã phong ấn tà cốt trong cơ thể. Thì lúc này người của tiên môn đến tấn công Cửu Mân. Tại Hoang Uyên, Đế Miện đang âm mưu tiêu diệt Cửu Mân để anh không thể mê hoặc Toto. Còn nhị ma cũng rất thắc mắc tại sao truyền công lực của họ mà tà cốt không có phản ứng. Cả hai không biết có phải nhận nhầm ma thai hay không, nhưng biết chắc Cửu Mân đang gặp rắc rối nên muốn đến chỗ anh để hóng hớt drama. Tại đỉnh Hàng Ma, Cửu Mân đang bị trói trước mặt mọi người. Triệu Du đến hỏi anh có giết Sầm Mịch không, thì anh kiên quyết bảo không. Sư phụ cũng rất tin tưởng Cửu Mân, nhưng vì Sầm trưởng môn mất con nên đã phát tiết mà quyết định trừng phạt anh. Hiện tại, Toto đã bị một lượng lớn ma khí ăn mòn nên vẫn chưa tỉnh lại. Ở đỉnh Hàng Ma, Sầm trưởng môn hỏi tội Cửu Mân, nhưng anh bảo người giết Sầm Mịch và mọi người là tự anh và Kinh Diệt. Ông già liền lấy ngọc chiếu ảnh chiếu lại thời điểm đó cho tất cả xem. Sầm trưởng môn còn nói trong cuộc so tài giữa các tiên môn, kế hoạch chỉ có trưởng môn biết, nhưng nhị ma có thể lẻn vào thần vực Thượng Thanh là do gian tế Cửu Mân gây ra. Triệu Du vẫn tin tưởng đồ đệ nên hỏi anh thật hư thế nào. Cửu Mân bảo đang đi thì hai yêu ma đến nhận anh làm tôn thượng. Nhưng Sầm trưởng môn và mọi người đều không tin bọn chúng lại cúi đầu trước một đệ tử mới vào tiên môn như anh. Tự anh đang hóng hớt thì vui sướng vì nhân dịp này có thể mang anh về Hoang Uyên. Bỗng các luồng sét liên tục đánh vào người Cửu Mân khiến anh bị thương. Khi Sầm trưởng môn định xử phạt anh thì Cù Huyền Tử đã đứng ra ngăn cản, ông muốn tìm rõ chân tướng sự việc rồi xử tội sau. Bên này, Nhạc Nhai định đến đỉnh Hàng Mai thì gặp Bạch Vũ, anh liền lo sợ thân phận của Cửu Mân bị lộ. Hiện tại, Triệu Du bảo ngọc chiếu ảnh chỉ chiếu một đoạn ngắn chứ không thấy được toàn cảnh sự việc, nên ông muốn hỏi Bách Tính để xác nhận rõ chân tướng. Còn Bạch Vũ đang thấy có lỗi vì đã hại anh ra nông nỗi này. Bỗng nhiên Đế Miện xuất hiện và giả vờ như nhiều năm rồi mới gặp lại Cù Huyền Tử. Ông ấy cũng đành diễn theo và giới thiệu với mọi người Đế Miện là người có công hỗ trợ tiêu diệt ma thần. Triệu Du hỏi ông đến đây làm gì? Thì Đế Miện bảo năm xưa ông lầm đường lỡ bước đi theo ma thần khiến vợ mất đi, nên đã sinh hận mà về đây ngăn hắn hồi sinh và nói với họ Cửu Mân chính là ma thai. Mọi người đều bàn tán xì xầm, nên Cửu Mân liền run sợ bảo anh không phải. Đế Miện liền kiểm tra cơ thể anh và thông báo với tất cả là Cửu Mân đang sở hữu nỏ đồ thần. Sầm trưởng môn cũng đến kiểm chứng và xác nhận đây là sự thật. Triệu Du liền đến bảo anh khai ra mọi chuyện, nên Cửu Mân đành bảo nỏ đồ thần đang ở trong người mình, nhưng anh hứa sẽ không dùng nó giết người. Đế Miện kể ma thần đã lập khế ước với tộc Di Nguyệt để họ sinh ra ma thai. Khi bị Đế Miện tra khảo, Cửu Mân đã khai tộc Di Nguyệt là tộc của mẹ anh, nhưng anh luôn kiên quyết không trở thành ma thần.
Đế Miện lại kể ngày xưa ma thần đã viết nên kịch bản bi thảm cho ma thai tên là Đài Tẫn, đầu tiên để anh giết mẹ khi chào đời và luôn bị mọi người ghẻ lạnh. Một thời gian sau lại may mắn trở thành vua và có người thương bên cạnh, nhưng tình yêu của cả hai lại nhanh chóng lụi tàn, người anh yêu nhất cũng rời bỏ anh mà đi. Ma thần lại muốn ma thai bước vào tiên môn tầm sư học đạo, cảm nhận được tình thầy trò bằng hữu ấm áp, rồi cuối cùng lại để anh giết thầy và trở thành ma. Cửu Mân cảm thấy thật nực cười khi nhận ra cuộc đời bi thảm của mình hóa ra đã được sắp đặt từ trước. Thời buổi nhiễu nhương mà Tai Ương lại còn khuyến mãi, Sâm trưởng môn muốn dùng cháy hàng ma để diệt trừ Cửu Mân, thì ma thần lại không ngừng thao túng tâm lý anh, khiến anh bộc phát sức mạnh và tấn công các trưởng môn. Triệu Du liền bảo Cửu Mân hãy giữ tâm trí ổn định. Nghe vậy anh đã dừng tay, nhưng Sầm trưởng môn và Đế Miện lại nhân lúc này đánh bay Cửu Mân. Thấy cháy hàng ma phản ứng dữ dội thì mọi người đều tin anh đích thị là ma thai. Tiên môn không ngừng đả kích anh, cộng thêm ma thần luôn đổ dầu vào lửa khiến Cửu Mân dần bị ma hóa, nhưng Triệu Du liền khuyên anh hãy tỉnh táo. Sầm trưởng môn tức giận bảo nếu Cửu Mân không triệu hồi vũ khí ma tộc thì chẳng lẽ là Tô Tô làm. Anh không muốn việc tà cốt bị phong ấn trong người cô ấy bại lộ, nên quyết định gánh vác mọi việc và thừa nhận đã dùng nỏ đồ thần tấn công bách tính. Đế Miện muốn thi triển thuật trừ tà để lấy vũ khí ma tộc và tà cốt của Cửu Mân ra để phong ấn, khiến ma thai bị tiêu diệt hoàn toàn. Ba vị trưởng môn đã tiến hành lấy nỏ đồ thần ra, làm Cửu Mân cũng kiệt sức mà ngất đi. Bên này Tô Tô đang bị ma khí bao vây nên đã dùng trùng vũ để khống chế chúng, thì cô đã nhìn thấy Cửu Mân đang gặp nguy hiểm. Trùng vũ liền biến thành một cái lông vũ để Tô Tô nắm vào và liền thức tỉnh. Tại đỉnh hàng ma, nhị ma chuẩn bị cướp Cửu Mân về vì không muốn tiên môn rút đi tà cốt của anh. Thì ngay lúc này, Tô Tô đã xuất hiện và bảo vệ anh. Cô kể rằng 500 năm trước anh tên là Đài Tẫn, vua của nước Cảnh. Dù anh là ma thai thì cũng sẽ không thể thành ma thần vì 500 năm trước cô đã rút đi tà cốt của anh. Mọi người không tin nên Tô Tô muốn mượn pháp khí Ngọc Giản Chiêu Tâm để cho họ xem ký ức của cô. Sầm trưởng môn đưa cho Tô Tô, cô liền cho họ xem một vạn năm trước trụ thần đã để lại trận pháp phá quang, đưa cô về 500 năm trước rút đi tà cốt của ma thần cứu lấy tam giới. Bây giờ Cửu Mân mới biết Tô Tô đã làm nhiều việc như vậy mà anh lại chẳng hay biết. Tô Tô bảo cô đã dùng sức mạnh của lôi kiếp phá hủy tà cốt của anh, nên ma thần sẽ không thể giáng thế. Cù Huyền Tử xúc động vì Tô Tô đã hy sinh cho họ nhiều đến thế. Cô bảo con người không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể quyết định thiện ác. Dù là ma thai nhưng Cửu Mân sẽ không thể thành ma thần vì 6 cây đinh diệt hồn vẫn ở trong tim anh, nên các vị trưởng môn đã đến kiểm tra và biết Tô Tô nói đều là sự thật. Sầm trưởng môn vẫn không buông tha Cửu Mân vì con trai ông đã chết oan. Tô Tô bảo người giết hắn là tự anh, còn Cửu Mân bảo vệ bách tính nên mới bất đắc dĩ dùng đến nỏ đồ thần và bị thương nặng. Cù Huyền Tử bảo sẽ cho người truy tìm nhị ma, còn Cửu Mân vì đã có lòng cứu người nên tạm thời bị giam lỏng ở Hành Dương Tông. Thắng làm vua, thua thì làm mình làm mẩy, nên Sầm trưởng môn liền miệt thị bọn họ tin ma tộc thì sẽ có ngày chết thảm rồi bỏ ra về. Ở Hoang Uyên, tự anh bảo Tô Tô chỉ lừa được mọi người, chứ tà cốt không thể bị hủy diệt được. Lúc này có kẻ thông báo cho chúng đã tìm thấy ma cung, chỉ cần có nơi này thì tà cốt ở đâu cũng sẽ quay về. Ở Hành Dương Tông, Đế Miện tò mò không biết tà cốt đang ở đâu. Thì hai bạn già liền xuất hiện trách ông vội vàng tố cáo Cửu Mân là ma thai mà không bàn với họ trước, khiến anh suýt mất mạng ở đỉnh hàng ma. Đế Miện bảo ông có thù lớn với ma thần nên mới hành động hấp tấp, nếu đắc tội thì mong cả hai lượng thứ và hứa sau này sẽ không gây khó dễ với Cửu Mân nữa. Rồi Cù Huyền Tử hỏi ông cách phong ấn vũ khí ma tộc. Sau đó, ba vị trưởng môn đã cùng nhau phong ấn nỏ đồ thần, Triệu Du đã đưa nó cho Xích Tiêu Tông cất giữ. Về nhà, Sầm trưởng môn vẫn không cam tâm về cái chết của Sầm Mịch nên ông muốn dùng nỏ đồ thần để trả thù cho con trai. Lúc này, Cửu Mân đang ở bên Tô Tô, cô luôn muốn giết anh, nhưng lại 5 lần 7 lượt bảo vệ anh, nên Cửu Mân hứa từ nay sẽ bảo vệ Tô Tô. Khi cô tỉnh dậy thì anh liền ôm cô ấy vào lòng và nói bản thân đã biết tà cốt đang ở trong người Tô Tô. Cửu Mân sợ cô phải hứng chịu nỗi đau từ nó, nhưng Tô Tô bảo cô là linh thể vô cấu nên sẽ không bị ảnh hưởng và họ đang ở núi Trường Trạch dồi dào linh lực nên tà cốt sẽ không thức tỉnh. Tô Tô bảo Cửu Mân sau này có chuyện gì xảy ra thì cả hai sẽ cùng nhau đối mặt. Cô chúc mừng anh cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại bắt đầu lại cuộc sống mới. Cửu Mân bảo chỉ cần Tô Tô bình an thì mọi người không chấp nhận anh cũng không sao. Tô Tô bảo Cửu Mân yên tâm vì dù có thế nào thì cô cũng sẽ đứng về phía anh. Sau đó anh đã để Tô Tô nghỉ ngơi mà ra về. Bên này, Tịch Vô nhớ lại hình ảnh Tiêu Lẫm trong ký ức của Tô Tô ở đỉnh Hàng Ma thì đã đi tìm sách vở để biết đó là ai nhưng lại không thấy. Nên anh đã đến cầu xin Cù Huyền Tử nói về thân thế của mình. Khi nghe xong mọi chuyện, lòng anh rối bời nên đã vô thức đến Cẩm Tú Phường. Khi mặt nữ thấy Tịch Vô thì liền chạy đến ôm anh. Cô biết Tịch Vô gặp chuyện đau lòng nên khuyên anh hãy ở lại đây bầu bạn cùng mình. Khi Tịch Vô đồng ý thì cô đã lập tức hôn anh. Ở Hành Dương Tông, Triệu Du đang vui vì có thể phong ấn được hai vũ khí ma tộc. Ma thai không còn tà cốt mà còn đang ở tiên môn, nhưng Đế Miện vẫn lo lắng vũ khí đó lại rơi vào tay của nhị ma. Cù Huyền Tử liền hỏi ông ấy có cách đối phó khác hay không. Thì Đế Miện bảo cần tạo ra kết giới kiên cố hơn.
Cù Huyền Tử biết Tiêu Dao Tông có vẻ hộ tâm, nên ông muốn dùng nó kết hợp với đại thế lò lửa đất trời để tạo ra kết giới lớn. Triệu Du bảo vẻ hộ tâm có vài vết nứt cần phải sửa lại, nên Cù Huyền Tử muốn dùng trận dung luyện sửa nó. Khi họ đang phân vân nên cử ai đi, thì Toto đến bảo cha hãy cử Cửu Mân. Vì anh có duyên phận sâu xa với vảy hộ tâm nên để anh đi là thích hợp nhất. Sau đó, Triệu Du và Cù Huyền Tử cùng Cửu Mân luyện hóa vảy hộ tâm. Triệu Du bảo anh hãy lắng nghe bằng cả con tim thì sẽ có giọng nói chỉ hướng cho anh. Cửu Mân nhớ lại tịch vụ cùng những hồi ức tươi đẹp ở quá khứ. Cuối cùng anh đã thành công hoàn thành trận pháp và nhận ra được chân lý sống. Cù Huyền Tử bảo trước kia Cửu Mân sợ giải phóng sức mạnh, nhưng bây giờ anh không còn sợ hãi nên đã có thể đột phá. Vì vảy hộ tâm có duyên với Cửu Mân nên Triệu Du đã để anh giữ nó. Ông và Cù Huyền Tử đã biết Toto đang giữ tà cốt nên có thể cô sẽ ở thiên trì mãi mãi, nên hỏi Cửu Mân có đồng ý ở bên Toto hay không. Thì anh bảo cam tâm tình nguyện ở đây và cùng Toto trông coi tà cốt. Triệu Du liền ghẹo bạn già đã lời to, vì đồ đệ của ông sắp thành con rể của Cù Huyền Tử. Một lát sau, Cửu Mân đã đến gặp Toto, mọi người thấy anh thì liền rời đi. Cô bảo bọn họ sợ ma thần chứ không phải sợ anh, nhưng Cửu Mân vẫn muốn diệt trừ hắn ta để có thể yên tâm chung sống với Toto. Rồi cả hai đã cùng dắt tay nhau đến thiên trì ngắm cảnh. Toto bảo Cửu Mân rời đi vẫn còn kịp, vì cả đời ở núi Trường Trạch sẽ bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh. Thì anh liền dùng bùa mà cô đã dạy, biến non nước trở nên rực rỡ hơn. Anh bảo phong cảnh trên thế gian này đều không sánh được người bên cạnh là Toto. Cửu Mân bảo 500 năm qua anh luôn mong mỏi khi tìm thấy Toto, thì sẽ làm mọi thứ để cô được hạnh phúc. Rồi cả hai đã trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Bỗng Cửu Mân liền giật mình vì Toto đã dùng thuật pháp bí truyền đóng dấu anh. Khi cô vạch áo anh ra xem thì thấy vết sẹo do đinh diệt hồn để lại. Toto đau xót liền hôn lên nó, thì Cửu Mân cũng vui vẻ đón nhận dấu ấn của cô. Một lát sau, Toto đến xin lỗi cha vì cô sẽ không tu đạo vô tình nữa. Cù Huyền Tử biết cô chọn Cửu Mân thì cũng yên tâm, vì anh có thể luyện hóa vảy hộ tâm, chứng tỏ nội tâm anh rất lương thiện. Dù Toto có tu đạo gì, miễn là con gái hạnh phúc thì Cù Huyền Tử đều ủng hộ cô. Ông bảo sẽ giúp Toto lo chuyện tà cốt thì Đế Miện đến đây và nghe được điều này. Ông tưởng Cửu Mân muốn lấy lại tà cốt nên mới tiếp cận cô. Toto bảo anh cũng mới biết việc này mà thôi. Đế Miện bảo cô không được khinh suất vì năm xưa thiên trụ còn không phong ấn được nó. Do năm xưa Toto biết tà cốt không thể hủy diệt nên mới đánh liều phong ấn nó vào cơ thể. Ở trong rừng, tự anh đã lấy gia tộc của Bạch Vũ ra đe dọa anh phải mang ma thai đến cho à. Lúc này Đế Miện đã đến đây và nghe thấy tất cả. Ở Tiêu Dao Tông, Cù Huyền Tử bảo sẽ làm âm dương pháp chiếu để loại bỏ tà cốt cho Toto. Cô thấy cha đã nhọc lòng vì mình, ngay cả Triệu Du cũng đang bận lo chuyện kết thông gia cho cô và Cửu Mân. Cù Huyền Tử bảo Đế Miện đã dùng tu vi cả đời để áp chế tà cốt giúp cô và Cửu Mân sống một đời an yên. Bỗng ông tặng cho Toto một con hổ được làm từ dung nham ở Hoang Uyên. Đế Miện thấy hổ thẹn vì không thể chăm sóc cho Toto nên bây giờ đang cố gắng bù đắp lại. Ở thiên trì, Toto kể với Cửu Mân là 3 ngày sau Cù Huyền Tử và Đế Miện sẽ giúp cô áp chế tà cốt. Cửu Mân bảo đợi Toto xuất quan thì sẽ mang sính lễ đến rước nàng về dinh. Cô bảo trước khi thành thân thì cả hai sẽ không được gặp nhau nên họ đành chia xa vài ngày. Bên này, Cù Huyền Tử đã rót trà và mong bạn già sẽ nhận sính thư. Triệu Du bảo khi Cửu Mân luyện vảy hộ tâm thì xuất hiện bóng dáng của thần, chứng tỏ đạo tâm anh rất vững. Do phải xa cách nên đôi gà bông đã trao đổi thư từ và chỉ có thể ngắm nhau từ xa. Lúc này Đài Tẫn thấy chẳng có cái nóng nào bằng nóng lòng gặp được Toto. Tối đó, Bạch Vũ đã nghe lén mọi người bàn tán về hôn lễ của Cửu Mân và Toto. Hôm sau, cô đã cùng Cù Huyền Tử và Đế Miện thực hiện trận pháp. Tại Cẩm Tú Phường, Tự Anh thông báo với Mặt Nữ, chỉ cần tìm được pháp khí thứ ba là Tôn Thượng sẽ được hồi sinh. Mặt Nữ bảo Tự Anh hy sinh vì ma thần quá nhiều, nhưng cô ta đều cam tâm tình nguyện làm thế. Bên này, trận pháp đã xong thì ma khí lại không ngừng thoát ra từ cơ thể Toto. Cù Huyền Tử vô cùng khó hiểu, thì Đế Miện đã nhân lúc này dùng kiếm trảm thiên đâm ông. Cù Huyền Tử thất vọng vì tin lầm người. Đế Miện lươn lẹo bảo năm xưa thật lòng yêu Sơ Hoàng, nhưng lại bị sức mạnh của ma thần cám dỗ nên đã phản bội cô. Sau đó Đế Miện đã kết liễu Cù Huyền Tử. Nhưng khi ông có được tà cốt từ Toto và vui vẻ vì sắp được làm ma thần, thì Cù Huyền Tử bất chợt cầm đao lao đến đâm Đế Miện và dùng sức mạnh của nội tại đánh bay hắn ta, rồi ông cũng chính thức an nghỉ bên cạnh con gái. Tại Tiên Môn, tiếng chuông báo động vang lên nên Bạch Vũ liền mang Cửu Mân rời khỏi đây. Hiện tại, Cửu Mân đang ở Ma Cung, anh nhớ lại lúc đó Bạch Vũ đã đến tâm sự khi nghe Cửu Mân nói sẽ ở đây với Toto mãi mãi và rời xa tộc Di Nguyệt để họ không bị sự xui xẻo của anh làm phiền, thì Bạch Vũ đã cho thuốc vào rượu và mang anh đến đây. Cửu Mân không dám làm càng mà giả vờ thuận theo ý của nhị ma rồi tiến đến mở cửa Ma Cung. Anh đi đến đâu thì đất đá sẽ tạo thành con đường đến ấy. Nhìn bóng lưng Cửu Mân khiến Tự Anh vui vẻ nhớ lại ma thần ngày xưa. Lúc này, Cửu Mân đã gặp được ảo ảnh của ma thần có gương mặt giống hệt anh. Hắn kể hắn được sinh ra là do tất cả oán niệm trên thế gian này. Do đau khổ không thể bị tiêu diệt, nên ma thần muốn thế gian này chìm trong bóng tối luôn.
Để thế giới không vui không buồn, ma thần đã tạo ra đạo đồng bi, nếu thành công thì tam giới sẽ trở về thổi hỗn độn khi hắn chào đời và hắn sẽ được tự do. Dứt lời ma thần đã biến mất, Cửu Mân liền ngồi lên ngai vị, nhưng vẫn tỉnh táo không để ma thần kiểm soát. Cùng lúc đó Toto đã tỉnh lại, nhạc nhai cho cô biết Cửu Mân đã giết Cù Huyền Tử, đánh Đế Miện trọng thương và cướp đi tà cốt của cô, hiện tại không ai rõ tung tích của anh. Toto nghe xong bất giác nhớ về người cha quá cố, cùng với lời thề non hẹn biển của Cửu Mân. Cô không tin đó là sự thật nên đã chạy đến Hành Dương Tông, thì thấy Cù Huyền Tử chỉ còn là một cái xác khiến cô đau đớn vô cùng. Toto hỏi Tịch Vô sẽ làm gì khi bắt Cửu Mân, thì anh bảo nếu hắn ngoan cố chống lại thì sẽ giết không tha. Toto liền khuyên Tịch Vô đừng giết Cửu Mân và hãy cho anh ấy cơ hội nói ra sự thật. Nhưng Tịch Vô bảo sự thật đã bày ra trước mặt mà cô vẫn u mê không tỉnh ngộ. Lần trước ở đỉnh Hàng Ma, Toto cũng che giấu sự thật về tà cốt mới dẫn đến cái chết của sư phụ. Tịch Vô lấy danh nghĩa là trưởng môn của Hành Dương Tông, đã cấm Toto không được ra khỏi đây dù chỉ nửa bước. Ở Ma Cung, Cửu Mân đã bị nhị ma nhốt lại, anh nhận ra dấu ấn của Toto đã đánh thức mình. Lúc này Bạch Vũ đã mang thức ăn đến cho Cửu Mân. Anh hỏi cậu tại sao lại giúp yêu ma, thì Bạch Vũ bảo trước đây anh luôn khao khát sức mạnh nhưng bây giờ tại sao lại không chịu làm ma thần. Thì Nam Chính bảo anh không còn là Đài Tẫn nữa, mà là Cửu Mân của tiên môn. Bạch Vũ liền kể lại 500 năm trước khi anh đến sông U Minh. Thì nhị ma đã tới tộc Di Nguyệt bảo họ từng ký khế ước sinh ra ma thai, chỉ khi tìm ra anh thì họ mới tránh được vận hạn diệt tộc. Từ đó đến nay Bạch Vũ luôn phải làm tay sai cho chúng, nên chỉ khi Cửu Mân làm ma thần thì mới có thể cứu được bọn họ. Anh bảo ma thần sống lại có thể cứu được tộc Di Nguyệt, nhưng lại không thể bỏ mặc tính mạng của sinh linh tam giới tứ châu. Tự anh liền đến đây, Bạch Vũ bảo cô không được làm hại Cửu Mân, thì cô ta đã đuổi thanh niên đi. Cửu Mân hỏi tự anh không sợ anh làm ma thần rồi sẽ giết cô hay sao? Thì tự anh bảo không quan trọng. Cô nâng niu gương mặt của Cửu Mân vì sau một vạn năm thì mới được gặp lại anh. Sau đó tự anh đã kể cho Cửu Mân, chiếc ô hoàng hồng này chính là tỷ tỷ của cô. Cả hai sinh ra bên bờ Xích Thủy và có cuộc sống vô lo hạnh phúc, nhưng chiến thần Thiên Hạo lại bắt họ đi, còn mặt nữ bị đưa vào Đinh Hỏa Dương để luyện hóa. Sau đó ma thần giết Thiên Hạo, khiến nguyên thần của mặt nữ bị tổn hại, nên hắn đã đưa cô xuống nhân gian lịch kiếp, còn thân xác thì nhập vào chiếc ô này. Kể từ đó, ma thần là ân nhân của tự anh. Một vạn năm trôi qua tỷ tỷ của cô đã quay lại, nhưng ma thần vẫn chưa hồi sinh khiến cô ta rất hổ thẹn. Tự anh lấy cớ sinh tồn để làm việc ác, nên Cửu Mân đã mắng cô ngu xuẩn. Anh bảo thế gian này không phụ lòng tự anh, nên cô hại họ chẳng khác nào hành động của Thiên Hạo làm với chị em cô. Tự anh điên tiết hất văng Cửu Mân, cô biết anh đang muốn quay về tiên môn, nên đã cho anh xem tình hình ở đó. Kinh Diệt đã điều khiển một người đưa tả hộ pháp của ma thần cho Sầm Trưởng Môn, và mọi người đều thấy hình ảnh Cửu Mân bước vào ma cung. Sầm Trưởng Môn bảo Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông che giấu yêu nghiệt là phạm tội tày trời, chỉ có Xích Tiêu Tông là trong sạch nên ông ta sẽ đứng lên lãnh đạo tiên môn. Được Dược Vương Cốc và Khiên Cơ Môn ủng hộ, nên Sầm Trưởng Môn tuyên bố 3 ngày sau sẽ dẫn mọi người đến Hoang Uyên giết Cửu Mân. Ở Ma Cung, tự anh bảo lúc của Huyền Tử chết thì Toto đã hôn mê, Đế Miện thì trọng thương. Nên tiên môn đều nghĩ Cửu Mân dùng kiếm trảm thiên giết người và đoạt lấy tà cốt, nhưng họ không ngờ rằng Đế Miện lại đang giữ hai thứ đó. Tự anh bảo Cửu Mân sẽ không thể thoát khỏi số phận của Đài Tẫn vì ma thần đã định sẵn cuộc đời của anh rồi. Thế là Cửu Mân bảo anh sẽ không để người khác tùy ý chà đạp mình nữa mà quyết định trở thành ma thần. Ở tiên môn, Đế Miện đang suy tính sẽ đoạt lại ấn tẩy tủy và nỏ đồ thần để có thể trở thành ma thần. Sau đó Đế Miện đã đến thăm Toto, cô liền bảo ông kể lại sự việc hôm đó. Đế Miện bảo khi trận pháp sắp hoàn thành thì Cửu Mân xuất hiện cầm kiếm trảm thiên đâm của Huyền Tử và đánh ngất ông. Đế Miện vẫn lờ mờ thấy Cửu Mân lấy thứ màu đen trong người của Toto. Cô nhớ anh từng nói về việc nỏ đồ thần cho mình, thì tại sao lại giấu kiếm trảm thiên làm gì? Toto nghi ngờ Đế Miện nói dối vì khó có ai sống nổi dưới thanh kiếm ấy, nên cô hỏi lại ông để xác nhận. Thì Đế Miện vẫn đinh ninh là ông từng hầu hạ ma thần nên biết rõ nó, rồi còn dặn Toto phải cắt đứt tình cảm với Cửu Mân và ra về. Tại Hoang Uyên, Cửu Mân biết Toto ở gần Đế Miện nguy hiểm nên mới giả vờ ở đây để bảo vệ cô. Rồi Cửu Mân liền ra lệnh cho nhị ma bắt Đế Miện quỳ trước ma cung trả lại tà cốt cho anh. Ở tiên môn, một đồ đệ đến báo cho Triệu Du là đã thấy Cửu Mân đang là chủ nhân ở Hoang Uyên. Dù vậy, ông vẫn tin anh đang có mưu kế riêng. Lúc này, ông đã nhận được thư của Toto. Hôm sau, cô đã mang thuốc đến để xử lý vết thương cho Đế Miện. Lúc ông cởi áo ra, thì Toto liền nhận ra đây là vết thương do kiếm của Cù Huyền Tử gây ra. Thế là Đế Miện liền khống chế cô ở đây rồi bỏ đi. Nhưng khi ra ngoài thì Triệu Du đã đến đánh ông trọng thương. Đế Miện liền chạy đến Thiên Trì, nhưng cũng bị Triệu Du đánh cho thừa sống thiếu chết. Ngay lúc này, tự anh đã đến giao chiến với ông, còn Kinh Diệt thì bắt Đế Miện giao ra tà cốt. Nhưng hắn đã chạy thoát, còn Triệu Du vì mất cảnh giác đã bị tự anh đả thương. Lúc này Đế Miện đang hấp thu tà cốt để nó không rơi vào tay nhị ma. Ở Thiên Trì, khi Toto chạy đến thì Triệu Du liền kể lại mọi việc, rồi hỏi cô Tịch Vô ở đâu. Biết anh đã dẫn mọi người đến Hoang Uyên, thì ông bảo tâm trạng của Tịch Vô gần đây không ổn định nên muốn ngăn cản anh.
Thế là Triệu Du đi bắt Đế Miện, còn Toto đuổi theo Tịch Vô. Tại ma vực, Cửu Mân biết Đế Miện đã trốn khỏi tiên môn thì anh liền yên tâm vì Toto đã được an toàn. Cửu Mân đang suy tính cách không để ma thần giáng thế, thì mặt nữ đang quan sát anh, đã phát hiện anh định giở trò nên liền đến đó. Lúc này Toto cũng đến Hoang Uyên, cô dùng áo do trùng vũ biến hóa, tạm thời che giấu tầm nhìn trước yêu ma bình thường. Hiện tại, sau khi Cửu Mân xác nhận yêu ma đã tập trung vào Hoang Uyên, thì anh đã đóng cổng ma cung và thi triển kiếm trận xả thân tấn công tất cả yêu ma. Ma thần liền bảo anh đang sợ hãi, nên mới quyết định tự sát để ngăn hắn tái sinh. Thì Cửu Mân lại bộc phát trận pháp lên đến cực đại khiến vảy hộ tâm rơi ra và giúp anh nghe được tiếng nói của Minh Dạ. Ngài khuyên Cửu Mân dừng tay vẫn còn kịp. Năm xưa Minh Dạ biết ma thần sẽ lợi dụng tà cốt để hồi sinh, nên ngài đã để Bát Nhã phù sinh dưới sông Mặc. Khi Tắc Trạch thấy ảo ảnh của anh và Toto trên Minh Dạ và Tăng Tửu, thì ngài biết anh sẽ đến. Minh Dạ bảo đã đến lúc Cửu Mân đưa ra lựa chọn rồi tạm biệt anh. Thế là Cửu Mân quyết định dừng trận pháp và bất tỉnh, nên tự anh đã phế bỏ tu vi của Cửu Mân và bảo Bạch Vũ canh chừng anh. Bên ngoài, Sầm Trưởng Môn không chịu vào Hoang Uyên thăm dò ma thai vì sợ bị thương vong, nên Tịch Vô xuất hiện và tình nguyện đi vào trong đó. Cùng lúc đó, Đế Miện tham thì thâm, do hấp thu tà cốt nên hắn đã bị ma thần điều khiển. Bên chỗ Cửu Mân, một yêu quái đang định ăn thịt anh. Còn Bạch Vũ thì đang tìm cách đưa Cửu Mân thoát khỏi đây, dù trước đây hay bây giờ thì Bạch Vũ vẫn luôn là người kề vai sát cánh bên anh. Bỗng Yêu Tinh ban nãy tấn công Bạch Vũ và khống chế cậu. Khi ả định ăn thịt Bạch Vũ thì đã bị Cửu Mân khống chế. Hóa ra ban nãy Bạch Vũ đã vung đao để cởi trói cho anh. Khi yêu quái hút máu của Cửu Mân thì đã cảm nhận anh đích thị là ma thần mà thả Bạch Vũ ra. Nhưng ả cũng nếm được mùi vị ngọt và ánh mặt trời trong máu của anh. Sau đó, Cửu Mân biết Bạch Vũ bất chấp lời đe dọa của tự anh để cứu mình, thì quyết định khi thoát khỏi đây thì anh sẽ cùng cậu nghĩ cách cứu tộc Di Nguyệt. Khi cả hai ra ngoài thì Kinh Diệt đã xuất hiện, nên Cửu Mân cố tình đẩy Bạch Vũ xuống núi và nói dối rằng anh đã đe dọa cậu ấy dẫn anh ra đây. Kinh Diệt đã gọi yêu ma để tấn công Cửu Mân thì tự anh xuất hiện đẩy anh xuống dưới. Sau đó Cửu Mân đã trốn đi. Khi nhị ma gần tìm thấy anh thì Đế Miện đột nhiên bay tới bóp cổ Kinh Diệt, tự anh đến giải nguy cũng cùng chung số phận. Sau đó Kinh Diệt đã dùng sức mạnh của nội tại cầm chân Đế Miện để cho tự anh chạy trốn. Cuối cùng hắn đã bị Đế Miện hút cạn ma lực mà chết. Hắn tiếp tục tấn công tự anh, đã ác xin đừng đẹp trai, vì mê trai nên cô đã dâng luôn sức mạnh cho ma thần. Bên này, mặt nữ cũng cảm nhận được em gái đã gặp nguy. Cửu Mân biết Đế Miện đang bị ma thần điều khiển, lo sợ hắn sẽ mở đạo đồng bi nên anh đã đi báo việc này cho tiên môn. Sau đó Cửu Mân đã tìm đến Kim Linh cảnh báo do sư phụ bố trí, dùng ma khí kích thích trận pháp thạch khắc, đây là cách báo cho tiên môn nhanh chóng nhất. Khi Cửu Mân thực hiện thành công, thì người ở tiên môn đã dùng thuật và thấy anh ở đó. Mọi người liền thi triển trận pháp hàng ma để tấn công anh. Một đồ đệ cầu xin Tịch Vô hãy bắt sống Cửu Mân, nhưng anh không đồng ý. Cửu Mân thắc mắc tại sao không ai đến để ngăn cản Đế Miện mà không hề biết rằng họ đang cố giết anh. Một người trách Tịch Vô từng là huynh đệ thân thiết với Cửu Mân mà lại ra tay nhẫn tâm như vậy thì đúng là thân, nhưng là thân ai nấy lo. Khi Cửu Mân cận kề cái chết thì một thế lực thần bí đã đến cứu anh. Thấy vậy, Tịch Vô đã cho các đệ tử vào trong Hoang Uyên để bắt Cửu Mân. Bên này, Đế Miện lại bị ma thần thao túng tâm lý mở cửa ma cung. Trong khi đó, mặt nữ đã đến Hoang Uyên và rất đau đớn khi thấy tự anh đã ngỏm củ tỏi. Thông qua ma lực, cô biết hung thủ là Đế Miện. Khi hắn chuẩn bị mở đại đồng bi thì đã bị mặt nữ tấn công đột ngột. Tiếc là âm mưu của mặt nữ bất thành, ngược lại còn bị Đế Miện bóp cổ và chuẩn bị hút cạn tu vi. Thì lúc này Triệu Du đã xuất hiện giải cứu cô. Đế Miện vẫn tiếp tục hút sức mạnh yêu ma của cả Hoang Uyên. Bên ngoài, mọi người thấy đạo đồng bi đã mở thì nghĩ đó là do Cửu Mân làm. Sầm Trưởng Môn thấy vậy liền quấn ra đài mà ra lệnh các đệ tử trở về Xích Tiêu Tông để dựng kết giới phòng hộ. Tại ma cung, Triệu Du đã giao chiến với Đế Miện và bị thương. Ông biết hắn đã bị ma thần khống chế nên muốn tìm cách đánh thức hắn. Lúc này đạo đồng bi đã khiến dân chúng phải hứng chịu nhiều tai ương. Hiện tại mọi người đều đồng lòng cùng Tịch Vô tiến vào Hoang Uyên liều chết với ma thần. Trong khi đó Triệu Du định phá vỡ đạo đồng bi thì Đế Miện lấy thân ra đỡ đòn đánh và bộc phát sức mạnh khiến ông bị trọng thương. Lúc này ma thần bỗng dưng biến mất. Đế Miện vui sướng vì sắp được làm ma thần mới, nhưng vì oán khí không đủ nên sức mạnh của đạo đồng bi bị suy yếu. Nhân lúc này Triệu Du liền trốn thoát. Khi Tịch Vô đang thăm dò ma vực thì tình cờ nhìn thấy mặt nữ, cô liền bảo anh hãy chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Hiện tại Toto đã tìm thấy ma cung, cô quyết định vào trong liều chết với ma thần. Thì Đế Miện liền bay đến bảo rằng ông có nỗi khổ riêng, ngoài chuyện tà cốt thì ông chưa từng muốn làm hại cô. Đế Miện khoe đã có được sức mạnh của ma thần và trở thành chủ nhân của thiên hạ, nên Toto sẽ là đứa con mà ông yêu thương nhất, tình cha con thật là cảm lạnh. Nghe vậy cô liền rút đao đâm Đế Miện và trách ông đã giết Cửu Huyền Tử. Nhưng dù chém cỡ nào thì cô cũng không thể làm tổn thương ông, đã vậy còn bị Đế Miện đánh bay. Toto bảo Cửu Huyền Tử đã giúp cô được sinh ra và nuôi nấng cô nên người, nên kiếp này Toto chỉ có một người cha duy nhất là ông ấy. Cô căm phẫn xông đến tính giết Đế Miện thì ông đã thẳng tay đánh cô trọng thương.
Đế Miện quyết định mang nỗi đau khổ và oán hận của Toto dâng cho đạo đồng Bi. Khi ông định giết cô, thì Cửu Mân đã xuất hiện ngăn hắn, rồi mày tới công chuyện với anh. Thấy anh vẫn còn sống thì Toto rất vui. Đế Miện liền dùng kiếm Trảm Thiên tấn công Cửu Mân, nhưng nó đã bị anh thuần phục. Cửu Mân liền dùng nó kết liễu Đế Miện, đến lúc chết thì hắn vẫn còn luyến tiếc vì không được làm chủ nhân tam giới. Toto bảo cha đã có thể ra đi thanh thản vì Cửu Mân đã trả thù cho ông. Nhưng lúc này, anh đã hút tất cả tà khí vào người và chính thức trở thành ma thần. Tịch Vô cũng đến đây nói với Toto là Cửu Mân đã giết Triệu Du, anh nghe vậy liền nhốt thanh niên ở bên ngoài. Cô không tin Cửu Mân làm thế, nhưng anh lại thừa nhận đã giết ông ấy. Sau đó, Cửu Mân đã rút đinh diệt hồn ra, anh bảo nếu không vì cô và Triệu Du thì đã sớm trở thành ma thần, rồi anh đã bóp tan đinh diệt hồn khiến Toto đau đớn và gục ngã. Lúc này, Tịch Vô đã dùng phép để mang Toto rời đi, anh kể lại ban nãy ở ma vực, mọi người đã chứng kiến Cửu Mân giết Triệu Du, sau khi đả thương bọn họ thì Cửu Mân đã rời đi. Tại ma cung, Cửu Mân thầm xin lỗi Toto rất nhiều. Khi anh suýt bị đỉnh hàng ma giết thì Triệu Du đã đến cứu và đưa anh về Tiêu Giao Tông. Dù ai thèm muốn tà cốt thì ông vẫn tin người đó không phải là anh. Sau đó ông dùng thuật khống chế Cửu Mân ở lại tiên môn. Một lát sau, Triệu Du thân mang trọng thương trở về bảo Đế Miện đã mở đồng bi đạo, chỉ có ma thần mới đóng được nó. Khi hắn chết thì đạo đồng bi mới mất. Triệu Du đặt tên anh là Cửu Mân vì biết anh sinh ra đã không được may mắn và có số cô đơn khổ sở. Dù biết anh là ma thai, nhưng ông vẫn sẵn lòng cho anh có được cuộc sống mới. Hiện tại Triệu Du đã bị khí tức của đạo đồng bi xâm nhập, chỉ cần buông lỏng cảnh giác là sẽ bị nhập ma, nên ông bảo Cửu Mân hãy giết mình. Dứt lời, Triệu Du đã dần ma hóa, dù rất khó khăn, nhưng anh phải cắn răng xuống tay với sư phụ. Cửu Mân không thể cứu chúng sinh, nhưng ma thần Đàm Đài Tẫn thì có thể, nên anh đành đóng vai kẻ ác để mang đến hòa bình cho họ. Quay lại lúc mặt nữ gặp Tịch Vô, cô bảo mình là yêu ma và kể lại chuyện tình ngang trái của mình vào 500 năm trước. Cô rất hối hận vì đã hại chết Tiêu Lẫm, nên mới đến nhân gian mở một phường thêu thì vô tình lại gặp được Tịch Vô. Mặt nữ muốn bù đắp cho Tiêu Lẫm thông qua anh, nhưng cuối cùng cô nhận ra dù hai người giống nhau, thì anh vĩnh viễn không phải là Tiêu Lẫm. Hiện tại Đài Tẫn đang sầu não vì đạo đồng bi ngày càng mở rộng, mà anh lại không biết cách đóng nó. Trong Bát Nhã Phù Sinh, ma thần dùng ba vũ khí ma tộc để duy trì đạo đồng bi, nên Đài Tẫn muốn dùng nó để rút tà cốt ra, nếu thuận lợi thì anh sẽ bay màu và chấm dứt đạo đồng bi. Lúc này, mặt nữ bước đến cảm tạ anh đã trả thù cho tự anh. Đài Tẫn thấy cô thì nhận ra 500 năm quanh đi quẩn lại thì không ai thoát được số mệnh. Mặt nữ bảo ông trời thật trêu ngươi khi cô đã mất đi Tiêu Lẫm, nay lại mất thêm một tự anh. Vì ma thần từng cứu mặt nữ một mạng nên cô muốn giúp anh thống trị tam giới và cũng để hoàn thành di nguyện cho em gái mình. Nhưng Đài Tẫn bảo ân oán của cả hai đã chấm dứt nên để cô rời đi. Hiện tại, Sầm Trưởng Môn đang định lợi dụng sức mạnh của nỏ đồ thần để thống trị tiên môn, thì mặt nữ bất chợt xuất hiện giết ông ta và trả ma khí về với ma thần. Tin tức Sầm Trưởng Môn mất đã nhanh chóng lan đến Hành Dương Tông. Trong khi đó, Toto lại đến Thiên Trì nhớ lại lời hứa của Cửu Mân và sự lật mặt 360 độ của anh ngày hôm qua. Nên cô quyết định đến đó một chuyến thì đã bị Tịch Vô ngăn cản. Toto bảo một khi rời khỏi tiên môn thì sẽ tự gánh vác sống chết. Tịch Vô biết cô đi tìm Đài Tẫn thì rất tức giận và bức ép cô phải quay về. Nhưng Toto muốn biết Đài Tẫn có nỗi khổ riêng mới làm thế hay không, thấy cô kiên quyết nên anh đã để cô đi và bảo từ nay về sau cô không còn là đệ tử của Hành Dương Tông nữa. Ở ma cung, nỏ đồ thần đã tự nhập vào cơ thể của Đài Tẫn, anh muốn làm một ma thần chính hiệu để Toto có thể hết hy vọng. Sau đó anh đã triệu tập các yêu ma và tuyên bố sẽ cùng chúng vấy bẩn thiên hạ. Hiện tại Đài Tẫn đang sở hữu kiếm Trảm Thiên và nỏ đồ thần, chỉ thiếu ấn tẩy tủy bị Hành Dương Tông chiếm giữ nên anh đã khởi động trận pháp để triệu hồi nó. Tịch Vô không muốn để anh lấy đi nên đã ra sức cầm cự kết giới. Thì Đài Tẫn đã dùng ảo ảnh khuyên Tịch Vô hãy từ bỏ, vì thanh niên cố chấp nên đã bị Đài Tẫn đả thương và anh đã dễ dàng lấy lại ấn tẩy tủy về rồi hấp thu nó. Khi có đủ ba vũ khí thì Đài Tẫn đã cảm nhận được đạo đồng bi vô cùng tà ác. Ngay lúc này, Toto đã xuất hiện ở đây. Đài Tẫn rất bất ngờ khi thấy Toto ở đây, khi yêu ma định tấn công cô thì anh liền cho chúng bay màu. Toto hỏi tại sao Đài Tẫn lại biến thành ma, thì anh đã ngậm đắng nuốt cay bảo mình hận cô. 500 năm trước cô đã phản bội anh trong ngày thành thân, thế mà anh vẫn tìm cô suốt 500 năm mặc cho nhược thủy thiêu ra đốt thịt. Thế mà Toto lại làm tiên tử ở Thiên Trì học hỏi việc đời, khi gặp lại anh thì cô bảo làm thế là để bảo vệ chúng sinh khiến Đài Tẫn thấy rất bất công. Anh cho cô thấy binh đoàn yêu ma và bảo đó là quả báo tin người của cô gây ra. Toto vẫn nghĩ Đài Tẫn đang nói dối, thì anh có chút động lòng, nhưng ma thần đã thôi thúc anh giết cô ấy để không phải chịu nỗi đau nào nữa. Ma thần bảo những người xung quanh Đài Tẫn đều gặp bất hạnh và nhắc đến những người từng bị anh hại chết ở trong quá khứ. Hắn không ngừng lải nhải thế gian này chẳng ai thật lòng yêu thương Đài Tẫn, chỉ có khổ nạn mới là nơi mà anh thuộc về. Nhưng hình ảnh Toto xuất hiện đã cảnh tỉnh Đài Tẫn, nên anh đã dùng phép đưa cô rời khỏi đây. Đài Tẫn bảo hắn là củ cải mà tưởng mình là nhân sâm, sống không có tâm thì đừng có giao giảng đạo lý. Đài Tẫn biết mẹ rất yêu thương mình, Lan Anh và Oánh Tâm cũng từng dốc hết sức nuôi anh trưởng thành.
Tiêu Lẫm chưa từng phụ anh, Triệu Du dù biết Đài Tẫn là ma thai thì vẫn giúp anh có một cuộc sống mới. Toto không những đưa Đài Tẫn ra khỏi địa ngục tối tăm, còn dạy anh học cách yêu thương. Kẻ chỉ biết hận đời và hủy diệt tất cả chỉ có ma thần, nên anh đã tấn công hắn nhưng chả xi nhê. Ma thần thấy Đài Tẫn không quy phục mình, nên hắn đã lấy ba ma khí ra đàn áp anh. Nhưng Đài Tẫn nhất quyết không bị khuất phục, mà nắm quyền điều khiển ba ma khí tấn công hắn. Đài Tẫn đã trải qua ba kiếp người, thần, ma, còn hắn chỉ dậm chân tại chỗ trong nghiệp chướng ở quá khứ. Một núi không thể có hai hổ, nên Đài Tẫn đã dung nạp hắn vào cơ thể mình để trở thành ma thần độc nhất vô nhị. Từ đó anh có được tất cả ký ức của hắn và biết chỉ có thần linh mới giết được ma thần. Mà Toto thuộc tộc Phượng Hoàng, trời sinh thích hợp tu đạo vô tình để trở thành thần. Sau đó, Đài Tẫn đã tuyên bố với yêu ma là 3 ngày sau sẽ thành thân với Toto và truyền tin đến tiên môn là họ muốn đến chúc mừng, thì anh luôn mở cửa chào đón. Ở Hành Dương Tông, mọi người thấy thiệp đám cưới gửi đến thì vô cùng tức giận, cho rằng ma thần đang cưỡng ép Toto và sỉ nhục tiên môn. Tất cả đều mong Tịch Vô lãnh đạo bọn họ tiến công Hoang Uyên, tiêu diệt ma thần. Khi trở về phòng, Tịch Vô biết hiện tại anh không đủ sức mạnh đối đầu với hắn. Tịch Vô nhớ Cổ Huyền Tử từng đưa anh đến vực Phong Yêu, từ khi Hành Dương Tông lập môn phái thì các sư tổ đã bày trận pháp ở đây để phòng theo Hoang Uyên. Tịch Vô hỏi ông nếu dùng sức mạnh này chống tà ác thì sao? Cổ Huyền Tử bảo sức mạnh yêu ma phá hủy tâm trí con người nên không được dùng nó, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại Tịch Vô đã vì hận thù che mờ lý trí mà quyết định lợi dụng sức mạnh của vực Phong Yêu để đối phó với Đài Tẫn. Trong khi đó, ma thần đang tính toán để Toto hận anh thấu xương. Ở hôn lễ 500 năm trước, cô đã cắm đinh diệt hồn vào tim Đài Tẫn, nên anh mong lần này Toto cũng sẽ làm vậy. Sau đó anh đã giữ lời hứa với Bạch Vũ mà giải thoát cho tộc Di Nguyệt khỏi ma vực. Lúc này, Bạch Vũ bất chợt tỉnh dậy và thấy quạ đưa thư của Đài Tẫn. Ở tiên môn, Tịch Vô đến tìm Bằng Nghi Chi để hỏi cách giết ma thần, thì ngài đã đưa cho anh xem trận pháp tinh phạt. Trên Long Xa, Toto đã tỉnh lại và được Đài Tẫn thông báo ngày mai cô sẽ trở thành thê tử của anh. Toto liền khinh bỉ, làm vợ của ma thần là một sự sỉ nhục lớn với cô. Đài Tẫn nghe vậy khá đau lòng và bảo sẽ không bao giờ níu kéo những thứ không phải của mình, mà chỉ giật nhiệt tình đến khi cô thuộc về mình thì thôi. Sau đó, Đài Tẫn đã xuất hiện ở Long Xa và đưa Toto đến sông Mặc. Anh bảo đại chiến thần ma rất lớn, khiến tình yêu của Minh Dạ và Tăng Tửu trở nên vô cùng nhỏ bé. Nếu không có Bát Nhã Phù Sinh thì e là không ai nhớ đến mối tình của họ. Đài Tẫn bảo anh là ma thần nên sẽ để Toto ở bên mình mãi mãi. Nhưng cô thấy nực cười vì Minh Dạ là một chiến thần, dù từng phụ lòng Tăng Tửu nhưng lại có công tiêu diệt ma thần thượng cổ. Còn Đài Tẫn tàn sát sinh linh, coi mạng người như cỏ rác thì không thể so sánh được với họ. Đài Tẫn liền cứng họng, rồi lại cho Toto xem Diệp Phủ ở Thịnh Đô. Cô hỏi Đài Tẫn quyết tâm làm ma thần sao còn lưu luyến thứ này, thì anh bảo là do thấy thú vị. Đài Tẫn thắc mắc khi anh biến mất thì làm sao để chứng minh được yêu hận tình thù từng tồn tại. Anh muốn biết nếu có người trở thành họ trong Bát Nhã Phù Sinh thì sẽ có cảm giác gì. Thì nữ chính bảo Đài Tẫn và Tịch Vụ 500 năm trước hay ma thần và Toto đều đã là người khác. Nghe vậy, Đài Tẫn đã đưa cô đến Diệp Phủ do anh tạo ra. Toto đã gặp lại gia đình của mình cùng với Đài Tẫn. Ở đây không có tà cốt hay ma thần, anh chỉ là một đấng phu quân bình thường của cô. Toto chả hiểu ma thần như anh sao lại cứ quyến luyến quá khứ như vậy. Thì Đài Tẫn bảo anh rất thích phù sinh, rồi anh lại đưa cô đến đêm giao thừa. Lúc đó Toto đã ước cho Đài Tẫn không làm ma thần, nhưng hiện tại cô rất hối hận vì em trao anh con tim, nhưng anh lại trao cho em một cú lừa tình. Sau đó, Đài Tẫn đã tạo ra pháo hoa, dù lúc trước hay bây giờ thì họ vẫn đứng đó, nhưng lại không thể vui vẻ và vô tư như xưa, giống như pháo hoa tuy rực rỡ nhưng lại chóng tàn. Toto biết Đài Tẫn sẽ không quay đầu làm bờ, nên đã từ biệt anh bằng một nụ hôn. Do anh thương em đến già, nên đã tha em đến giường, rồi cả hai đã cùng nhau trải qua đêm xuân tiêu đắng cay ngọt bùi. Sau khi Toto ngủ say, Đài Tẫn bảo rằng những việc sắp tới anh làm rất tàn nhẫn với cô, nhưng anh mong cô đừng hận mình và anh cũng để lại Bát Nhã Phù Sinh trong Linh Châu để Toto làm kỷ niệm. Sáng hôm sau, Toto thấy tuyết rơi liền nhớ lại kỷ niệm vui vẻ của họ mà không kìm được nước mắt. Lúc này Đài Tẫn đã đến đây đưa cô trở về ma vực. Ở Hành Dương Tông, Tịch Vô nhắc đến trận pháp tinh phạt đã được các vị thần hợp sức đánh trọng thương ma thần ở vạn năm trước. Dù nó đã thất truyền từ lâu, nhưng Tịch Vô bảo nếu mọi người chịu giúp đỡ thì anh sẽ có cách mở tinh phạt. Sau đó, anh đã nhờ bọn họ truyền tin này đến cho các môn phái lớn. Lúc này, Đài Tẫn và Toto đang tay trong tay tiến vào ma cung để bắt đầu hôn lễ. Sau đó, hai yêu nữ đã mang rượu đến cho họ. Ly thứ nhất Đài Tẫn kính mọi tội nghiệt trên thế gian, ly thứ hai kính mọi cái chết, còn ly cuối cùng chúc cho cả hai mãi mãi không chia lìa. Thanh niên bảo Toto hôm nay là ngày vui của họ, mà mặt cô cứ như bánh bao chiều. Toto bảo ở nơi tối tăm này vui được chết liền á cha. Anh bảo đã sơ suất vì cô vốn quen sống ở nơi có sinh linh dồi dào, nên đã biến ma cung trở về dáng vẻ trước kia. Kể từ khi Đài Tẫn làm ma thần thì đã hiểu thị phi thiện ác đều là quả báo, nên anh đã mở đạo đồng bi để sinh linh có thể về chung một lối. Và đây chính là món quà mà anh tặng cho Toto, còn cô từ giờ sẽ trở thành chim trong lồng của anh.
Toto cũng có quà tặng cho Đài Tẫn, nên đã dùng trùng vũ bao vây lấy anh. Cô muốn thiêu trụi trùng vũ để giải phóng thần lực. Bên ngoài, Tiên Bôn đã đến Hoang Uyên và trông thấy Toto đang mở đại trận xả thân, do cô muốn kéo Đài Tẫn đồng quy vô tận cùng mình. Dưới này, Tịch Vô thấy cô đang cầm chân Đài Tẫn, nên quyết định bày trận tiêu diệt ma thần, bất chấp việc Toto gặp nguy hiểm. Lúc này Đài Tẫn bảo Toto đừng có phí công vì cô sẽ không giết được anh. Nhưng Toto là đệ tử của Hành Dương Tông và là con gái của Cửu Huyền Tử, tiêu diệt ma thần là trách nhiệm của cô. Dứt lời, Toto liền tấn công anh. Trong khi đó, yêu nữ cũng chỉ đạo yêu ma đến combat với Tiên Môn. Đài Tẫn thấy kịch hay đã bắt đầu, nên anh đã bành trướng sức mạnh bá đạo phá tan trận địa của Toto. Tịch Vô thấy cô thất bại, nên đã cùng mọi người triển khai trận pháp tinh phạt. Đài Tẫn bảo Tiên Môn đã vứt bỏ Toto, nhưng có thể giết được anh thì cô cũng cam lòng. Trận pháp tinh phạt có 9981 đạo thiên lôi, dù là ma thần thì anh cũng khó mà thoát chết, nên anh đã đẩy cô hứng chịu tinh phạt thay mình. Dù lòng Đài Tẫn đau quặn thắt, nhưng anh vẫn cứng miệng bảo đây là quả báo mà cô phải hứng để Toto hận anh. Tịch Vô thấy Đài Tẫn thoát nạn thì bay lên trời để tấn công anh. Dưới đất, yêu nữ đang khống chế ba đệ tử của Tiêu Dao Tông, nhưng đã bị họ phá giải thuật. Trên này, Tịch Vô đã dùng cấm thuật hút đi sức mạnh của đồng môn. Đài Tẫn biết một khi Tịch Vô nhập ma thì sẽ khó mà cứu vãn, nên đã dùng ấn tẩy tủy ngăn cản anh ta. Thì lúc này, Tịch Vô đã đâm Đài Tẫn. Anh bảo nhát kiếm này sẽ xóa sạch ân oán với Tịch Vô, rồi liền hút hết ma khí của anh ta. Khi Tịch Vô rơi xuống thì mặt nữ đã bay đến đỡ lấy. Lúc này Đài Tẫn đã rút được tà cốt ra khỏi cơ thể và anh chỉ còn thiếu một bước nữa là thành công khiến Toto trở thành thần. Ở cảnh kinh, hóa ra vị vua bảo vệ đất nước suốt 500 năm qua là Thanh Vũ. Anh đang cố tạo ra kết giới để bảo vệ bách tính. Trên này, Đài Tẫn đã lấy ra nỏ đồ thần để đồ sát tất cả. Toto liền nhớ lại viễn cảnh của Huyền Tử hy sinh, khiến phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm. Chính điều đó đã khiến cô dứt khoát chặt đứt đoạn tình này. Bỗng Toto rơi vào khoảng trời lạ và gặp lại mẹ mình. Sau đó, Toto chính thức phi thăng thành thần. Rồi cô liền đưa anh đến vùng trời cuối cùng không bị đạo đồng bi nuốt chửng để cả hai tâm sự tuổi hồng. Đài Tẫn liền bảo cô rảnh rỗi sinh nông nổi quá. Thì Toto bảo đã biết Đài Tẫn làm mọi thứ chính là để cô giết anh. Trong khoảnh khắc thấu tỏ đạo vô tình ban nãy, Toto đã thấy hết mọi góc khuất trên thế gian, nghe được mọi âm thanh trong trời đất bao gồm tấm lòng của Đài Tẫn. Anh hấp thu sức mạnh của ma thần, hòa nhập chứ không hòa tan mà vẫn giữ được lý trí trước hắn, rồi khiến cô cắt đứt tình cảm và độ kiếp niết bàn để kết thúc sinh mệnh anh. Lúc này Đài Tẫn đã trở về dáng vẻ bình thường và đến ôm Toto. Cô tự trách bản thân muốn bảo vệ Đài Tẫn nhưng lại đâm 6 cây đinh diệt hồn vào ngực anh. Toto rất muốn chung sống đầu bạc răng long cùng Đài Tẫn nhưng lại không ngờ số phận trêu người để cô sinh ra là phải tiêu diệt anh. Người ta khóc chắc gì đã khổ, còn Đài Tẫn cười nhưng lệ đổ trong tim. Do kiếp này quá khổ nên anh muốn cô hãy giúp mình được giải thoát. Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời mà. Sau đó Đài Tẫn đưa cô đến nơi khác ngắm nhìn phong cảnh thế gian. Đứng ở đây, phong cảnh đều trở nên vô cùng nhỏ bé, người phàm không thể thấy cảnh này nên không thể thấu tỏ và giải thoát. Nhưng anh tin Toto có thể cứu vãn tất cả kiếp nạn và thay đổi vận mệnh của tam giới tứ châu. Đài Tẫn bảo mục đích của ma thần là hủy diệt vạn vật để tất cả đều bị hỗn độn. Đài Tẫn đã nối mình với đạo đồng bi nên nó và ma thần sẽ cùng sinh cùng diệt. Khi giết anh thì đạo đồng bi sẽ biến mất và những biến cố loạn lạc của một vạn năm nay sẽ chấm dứt. Toto có rất nhiều điều còn chưa nói với Đài Tẫn, nhưng cô muốn lần sau cả hai gặp lại thì mới nói cho anh nghe. Khi bọn họ trao nhau nụ hôn cuối cùng thì cũng là lúc cô xuống tay với anh. Toto muốn đồng quy vô tận cùng với Đài Tẫn để được ở bên anh mãi mãi, vì thế giới không còn ma thì cũng chẳng cần thần linh tồn tại. Anh giả vờ đồng ý, rồi đưa vảy hộ tâm vào người Toto và đẩy cô ra xa. Rồi Đài Tẫn bóp nát tà cốt khiến đạo đồng bi biến mất và mang lại thái bình cho bách tính, còn anh thì tan biến vào hư không. Sau đó Toto tỉnh lại ở trong vương lăng nước cảnh và nhìn thấy bia đá khắc tên Đài Tẫn. Vào ngày thành hôn của hai người, anh đã đến đây và khắc tên của Toto bên cạnh mộ mình. Anh còn tạo ra ảo ảnh của cô, Toto hứa sẽ luôn ở đây chờ anh quay lại rồi cũng tan biến. Sự hy sinh của Đài Tẫn giúp thiên hạ thái bình, nhưng với Toto là một sự mất mát rất lớn. 500 năm sau, Toto cùng con gái đến sông Mặc, dù vạn vật biến chuyển nhưng những kỷ niệm về Đài Tẫn vẫn luôn được Toto khắc ghi trong lòng. Thế là cô đã kể cho con gái nghe cách đây rất lâu, ở dưới sông này có một công chúa tộc trai đã trúng tiếng sét ái tình với chiến thần Minh Dạ. Mỗi khi nhìn vào vảy hộ tâm, Toto đều có cảm giác Đài Tẫn luôn ở bên cạnh che chở cho mẹ con cô. Vậy là kết thúc tập phim ngày hôm nay rồi. Các bạn hãy nhớ thích video này bấm nút đăng ký bật chuông thông báo để xem những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.